Đấu phá thương khung chương 1180, tam sắc đang lôi, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, trên bầu trời lôi đình nổ vang, ngẫu nhiên thiểm điện xẹt qua thiên không, mang theo cường quang chiếu xạ lên khuôn mặt trẻ tuổi kia, nhìn lại có vẻ hết sức bình tĩnh, nhìn Tiêu Viêm đứng lên, đám người Tào Dĩnh, Đan Thần, cũng đều dời ánh mắt từ lôi vân phía cao trên bầu trời xuống dưới, ngừng lại phía trên thân thể Tiêu Viêm. Tào Dĩnh ánh mắt có chút phức tạp nhìn thân ảnh hơi gầy của Tiêu Viêm, trong nội tâm rất rõ ràng, người kia tại Thiên Phú luyện đan, so với nàng cũng không thua kém bao nhiêu, đây là chỗ kiêu ngạo của nàng trong những năm qua, nàng đánh giá bực này đối với một nam tử cũng tầm tuổi nàng, có thể nhìn ra nàng rất xem trọng Tiêu Viêm. Hai má Đan Thần tái nhợt, con ngươi cũng đồng dạng bỗng dừng lại trên người Tiêu Viêm, nàng cùng Tiêu Viêm từng có một chút giao tình, nhưng nàng lại chưa từng đoán được. Người này thật sự lại có thể có năng lực một đường đi đến nơi đây. Hừ, Mộ Cốt lão nhân liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh, vẫn chưa đem Tiêu Viêm để ở trong lòng. Nói vậy ngươi là đệ tử thân truyền của Dược Trần kia, không biết hắn học được ở Dược Trần mấy phần bản lãnh. Vị lão giả mà Huyền Không Tử gọi là Thanh Hoa lão quái, giờ phút này ánh mắt cũng dừng lại trên người Tiêu Viêm, trong lòng lẩm bẩm. Đối với vô số đạo ánh mắt riêng rẽ không đồng nhất đang nhìn chăm chú, Tiêu Viêm vẫn như không nghe thấy, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt chăm chú nhìn bên trong dược đỉnh, một lát sau, hít sâu một hơi, chợt tay áo vung mạnh lên, đang. Theo sự huy động của tay áo Tiêu Viêm, nắp đỉnh của vạn thú đỉnh, nhất thời nhất mở ra, năng lượng dao động kinh thiên, từ trong dược đỉnh thổi quét mà ra, chợt hung hăng đụng vào dược đỉnh trên vách đá, phát ra tiếng động đinh tai nhức óc. Tuy nói có dược đỉnh ngăn trở, nhưng vẫn có một phần năng lượng khuếch tán mà ra. Tới gần Tiêu Viêm trên bãi đá, loại năng lượng này trực tiếp dao động, thình thịnh một tiếng bạo liệt nổ tung, bắn ra tràn đầy mảnh thiên thạch, ầm, năng lượng kinh thiên dao động vừa khuếch tán, vạn thú đỉnh đột nhiên kịch liệt rung rẩy, chợt một đạo hỏa trụ xanh biếc khổng lồ, hư một tiếng, dưới ánh mắt rung động của mọi người, phóng lên cao, hỏa trụ phóng tận trời, hỏa mang nóng cháy, chung quanh trong vòng tâm dặm đều có thể nhìn thấy, trong vòng trụ lửa kia, mơ hồ tràn ngập dao động năng lượng, làm cho không ít cường giả sinh lòng hoảng sợ, loại dao động này. Trên đài cao, Huyền Không Tử hai mắt nheo lại, nhẹ giọng nói, cũng hẳn là bát phẩm đan dược, tiểu tử này, quả nhiên trước kia còn lưu thủ, bất quá, hắn không biết có thể dẫn động mấy sắc đan lôi. Lời nói Huyền Không Tử vừa hạ xuống, thông thiên hỏa trụ phía cuối chân trời kia, cũng là bắt đầu ngưng tụ, sau một hồi lâu, liền ngưng tụ thành hình dạng lôi vân, toàn trường ổn định tâm trí. Vô số đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào lôi vân đang nổi lên trên bầu trời. Tại dưới ánh mắt soi mói toàn trường, lôi vân bốc lên, sau đó xanh lam, ngân lượng màu sắc, từ từ hiển lộ mà ra. Nhị sắc, tự nhiên cũng là nhị sắc lôi vân. Nhìn màu sắc lôi vân kia, chung quanh quảng trường, nhất thời vang lên tiếng xôn xao kinh hãi. Không đúng, lôi vân hiện tại còn đang bốc lên, còn có màu sắc khác xuất hiện. Tiếng ồn náo động vừa mới vang lên không lâu, đột nhiên lại thêm từng đạo tiếng kinh hô trào dâng. Nghe được tiếng kinh hô, không ít người đột nhiên cả kinh, vội vàng ngưng thần chăm chú nhìn chằm chằm vào lôi vân đang nổi lên trên bầu trời. Tại bên dưới màu sắc xanh lam, ngân bạc bắt đầu dần dần mạnh mẽ xuất hiện. Sau một lúc lâu, màu đỏ càng nồng đậm, tuy tới sau, nhưng độ dày màu sắc đã muốn không thấp hơn hai màu trước đó rồi. Đợi đến khi màu đỏ kia xuất hiện, lôi vân quay cuồng rốt cuộc từ từ ngừng lại, sau đó triệt để động lại thành ba loại màu sắc diễm lệ, là tam sắc lôi vân, quả nhiên là tam sắc, so với màu sắc đang lôi của Tào Dĩnh càng nồng đậm hơn, Tiêu Viêm này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thậm chí đến ngay cả Tào Dĩnh của Đan Tháp cũng không thể sánh bằng hắn, cả quảng trường rộng lớn, giờ khắc này triệt để ồ lên, danh tiếng Tiêu Viêm, xa xa không theo kịp danh tiếng vang dội của Tào Dĩnh, nhưng hiện giờ biểu hiện ra, lại trực tiếp vượt lên Tào Dĩnh, thành tích bực này, đủ để khiến cho hắn trở thành ngựa ô giới đan hội. Người này làm sao có thể? Tống Thanh trợn mắt há mồm nhìn lên tam sắc lôi vân hoa mỹ trên bầu trời, trong lúc nhất thời có cảm giác đầu váng mắt hoa. Hắn phi thường rõ ràng thực lực luyện đan của Tiêu Viêm, nhiều nhất là thất phẩm cao cấp đan dược, làm sao có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, lại còn là bát phẩm đan dược dẫn động tam sắc lôi vân. Thành tích bực này, mặc dù là Tào Dĩnh cũng không hơn được a. Người này chẳng lẽ trước kia đều che giấu sao? Phía xa xa, Tào Dĩnh cùng Đan Thần, cũng đồng thời bị tình huống như thế làm cho ngẩn ra, trong con ngươi toát ra một chút vẻ rung động, rõ ràng, thành tích bực này của Tiêu Viêm, cũng đã vượt ra xa dự liệu của các nàng, vù vù. Rung động kéo dài một khoảng thời gian,
rốt cục chậm rãi rút đi, đôi mắt đẹp Tào Dĩnh dừng ở phía dưới Lôi Vân, vẻ mặt bình tĩnh của thanh niên kia, làm cho vẻ kiêu ngạo trong con ngươi nàng rốt cục xẹt qua một tia sáng kỳ dị. Nhiều năm như vậy, vị thiên chi kiều nữ làm cho vô số nam tử vĩ đại thần hồn điên đảo này, rốt cuộc trong thời khắc này, tại lúc lôi đình đánh xuống nơi người thanh niên, cảm giác được một tia rung động trong sâu thẳm nội tâm. Tam sắc đang lôi a, Huyền Không tử, ngươi lại thua rồi. Trên đài cao, Mỹ Phụ khuôn mặt như động lại nhìn tam sắc Lôi Vân trên thiên không, ánh mắt chuyển hướng sang thân ảnh gầy trên thềm đá, mỉm cười, nhẹ giọng nói, ai, không hổ là Dược Trần, mặc dù là hiện tại, ta cũng như trước không thắng được hắn. Huyền Không tử ánh mắt dừng lại trên bầu trời, sau một hồi mới thu hồi ánh mắt, thở dài một tiếng, sắc mặt có chút phức tạp nói, Tiêu Viêm này, ngày sau tiền đồ vô lượng. Thậm chí phải nói là, còn có thể trò giỏi hơn thầy. Trên khuôn mặt nghiêm khắc của lão giả da ngăm đen kia cũng lộ ra một tia thưởng thức, tươi cười nói, Huyền Không tử cùng Mỹ Phụ nhẹ nhàng gật đầu. Người trước xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nhìn đến vị trí của Thanh Hoa lão quái cùng Mộ Cốt lão nhân, hiện giờ nói ra còn hơi sớm, chỉ còn hai người, kết quả của bọn họ, sẽ quyết định đến ngôi vị quán quân đan hội lần này. Không biết cuối cùng người thắng, sẽ là ai, làm như nghe thấy được Huyền Không tử tự nói. Tại chỗ Tiêu Viêm, Lôi Vân hoàn toàn ngưng tụ, xa xa Thanh Hoa lão quái, cũng vất ống tay áo một cái, tiếp sau Tiêu Viêm, lão chậm rãi đứng dậy, Thanh Hoa lão quái đứng dậy, đầu tiên ánh mắt nhìn thoáng qua Tiêu Viêm hướng về phía hắn khẽ gật đầu, miệng vừa động, có một đạo âm thanh rất nhỏ truyền vào trong tai Tiêu Viêm, tiểu tử kia, làm không tồi, không làm mất mặt mũi tên khốn lão sư ngươi. Đối với việc lão giả xa lạ này truyền âm, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, nghe ý tứ trong lời nói này, tự hồ cùng với lão sư có một chút quan hệ, lập tức không dám chậm trễ, chắp tay cúi người thi lễ đối với lão giả, Thanh Hoa lão quái cười cười, ánh mắt chuyển hướng trên người Mộ Cốt lão nhân không chút động tĩnh, đôi mắt khiếp lại, hắn có thể cảm ứng được, người kia tuyệt đối không phải là nhân vật tầm thường, hơn nữa trong lúc mơ hồ, lại có cảm giác rất quen thuộc, loại cảm giác này, Thanh Hoa lão quái bồi hồi một chút liền vứt bỏ, ánh mắt nhìn chăm chú lên dược đỉnh trước mặt, sau đó dưới vô số luồng ánh mắt soi mói, vung tay áo đem nắp dược đỉnh đánh bay xuống đất, nắp đỉnh rơi xuống, một luồng dao động năng lượng không kém Tiêu Viêm lúc trước chút nào liền bùng phát ra, sau đó cột sáng lao ra khỏi nắp đỉnh, bắn thẳng đến phía chân trời, vô số luồng ánh mắt hội tụ lại xẹt qua cột sáng trên bầu trời, mấy phút đồng hồ sau, không gian hơi dao động, sương mù ngưng tụ, sau đó biến thành hình dạng Lôi Vân, trải qua một trận quay cùng kịch liệt, hai loại màu sắc đầu tiên hiển lộ mà ra, ngay sau đó, lại thêm một đạo màu sắc lặng yên xuất hiện, cuối cùng động lại thành tam sắc đang lôi phía trên bầu trời. Tự nhiên cũng là tam sắc đang lôi, nhìn ba loại màu sắc cuối cùng động lại phía trên, Lôi Vân quay cùng từ từ đình chỉ, trên sân rộng cũng liên tiếp vang lên từng tiếng kinh ngạc, đang lôi của Thanh Hoa lão quái, cũng hơi kém Tiêu Viêm, bất quá đều là tam sắc đang lôi, hơn nữa màu sắc và độ dày cũng không kém hơn bao nhiêu, chỉ dựa vào mắt thường mà nói. Lại có chút khó khăn để phân biệt được đến cùng là ai hơn ai. Tam sắc đan lôi, lão gia hỏa này thuật luyện đan cũng là có chút tiến bộ a. Nhìn tam sắc đan lôi trên bầu trời, đám người Huyền Không tử cũng khẽ gật đầu, cười nói. Kế tiếp, chỉ còn cái tên kia, Mỹ Phụ đôi mắt vừa chuyển, dừng lại trên người Mộ Cốt lão nhân, chậm rãi nói. Nghe vậy, mấy người Huyền Không tử cũng khẽ gật đầu, chẳng biết vì sao, tâm tư đang tĩnh lặng lại nổi lên chút nhàn nhạt bất an. Đợi đến khi tam sắc đang lôi của Thanh Hoa lão quái thành hình, toàn trường cảm thán một phen, sau đó xoay người trở lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía chỗ cuối cùng trên thềm đá, nơi đó, một đạo hắc y nhân đang ngồi xếp bằng. Ngay khi ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, Mộ Cốt lão nhân khuôn mặt chậm rãi hiện lên nụ cười có chút quỷ dị, chợt từ từ đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo liếc Tiêu Viêm một cái, sau đó ánh mắt ném về phía đám người Huyền Không tử, trong mắt tràn ngập vẻ giễu cợt. Nhận thấy ánh mắt của hắn, đám người Huyền Không tử trong lòng liền trầm xuống, kiệt kiệt, Huyền Không tử, ngại quá, xem ra quán quân lần đan hội này, cũng là bị lão phu mang đi rồi ha ha, nhìn thấy sắc mặt đám người Huyền Không tử hơi trầm xuống, Mộ Cốt lão nhân không khỏi quỷ dị cười to, tiếng cười lần này, rốt cuộc đã không còn che giấu, trực tiếp biến thành âm thanh quen thuộc đêm hôm đó Tiêu Viêm nghe được, tiếng cười hạ xuống, Mộ Cốt lão nhân cong ngón tay búng ra, một đạo cột sáng khủng bố cực đoan, giống như một loại laser xuyên thủng thiên địa, mang theo dao động mênh mông phóng vút lên phía chân trời, kiệt kiệt, Dược Trần dạy dỗ đồ đệ, bất quá cũng chỉ như thế thôi, cột sáng mênh mông dựng lên tận trời,
Mộ Cốt lão nhân lạnh lẽo cười to, làm cho tâm thần Tiêu Viêm dần dần âm trầm xuống, tiếng cười lạnh quanh quẩn vùng trời. Tia chớp xẹt qua tạo cường quang chói mắt, chiếu lên khuôn mặt của Mộ Cốt lão nhân, lộ ra vẻ rất quỷ dị, cột sáng khổng lồ bay thẳng đến chân trời trước sự chứng kiến của mọi người. Cột sáng ẩn chứa nội lực mênh mông, làm cho tất cả mọi người ở đây không khỏi biến sắc hoảng sợ, chỉ nhìn năng lượng dao động, chỉ sợ lúc sinh ra cũng không đạt đến trình độ này, thần bí hắc y nhân này đến cùng là thần thánh phương nào. Mọi người lúc này trong lòng đều có chút thắc mắc, người có thể có được bản lãnh như thế thì không có khả năng chỉ là hạng người vô danh tiểu tốt, tất nhiên người thường không phân biệt được, nhưng phía trên đài cao, sắc mặt đám người Huyền Không Tử lúc này lại chậm rãi trầm xuống, cột sáng dữ dội lướt tới. Mộ Cốt lão nhân vẫn giấu kín hơi thở, chính vào lúc này bỗng xuất hiện tại đây, Mộ Cốt lão nhân. Khuôn mặt đang tươi cười của Huyền Không Tử chậm rãi thu liễm lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào thang ảnh hắc y nhân kia, gằn từng chữ, không nghĩ tới hắn thật sự có thể giấu giếm được ba người chúng ta. Hơn nữa dung mạo của hắn hẳn là đã thay đổi, trên gương mặt của người mỹ phụ, giờ phút này cũng xẹt qua một chút hàn ý, trầm giọng nói, ba vị hội trưởng, bây giờ phải làm như thế nào? Tại chỗ phía sau ba người Huyền Không Tử, một lão giả mặc áo bào màu trắng sắc mặt cũng biến đổi, vội vàng thấp giọng nói, xem bộ dáng hiện giờ của Mộ Cốt lão nhân rõ ràng là đã có chuẩn bị mà đến, nếu tiếp tục như thế sợ rằng sẽ thật sự đem ngôi vị quán quân của đan hội lần này cướp lấy đến tay. Đến lúc đó, mặt mũi của đan tháp thật là có thể vứt đi được rồi, dù sao thì ai cũng biết, đan tháp và hồn điện thường hay bất hòa, hiện giờ lại là bị người của đối phương đạt được vinh quang cao nhất đan tháp. Nếu truyền ra ngoài thì sẽ làm trò cười đến mức nào. Trên mặt Huyền Không Tử giờ phút này cũng hết sức âm trầm, song chưởng chậm rãi nắm chặt, chỉ lát sau lại chậm rãi buông ra, trầm giọng nói, trước hết hãy chờ xem, bây giờ làm gì cũng đều đã muộn, chúng ta có phòng bị cũng không đủ được. Tuy rằng Mộ Cốt lão nhân là người hồn điện nhưng hắn dù sao cũng là một gã luyện dược sư, được tham gia đan hội cũng là có điều kiện cùng tư cách. Nếu ở nơi này chúng ta ra tay cướp đi quyền dự thi của hắn, không chỉ là hồn điện sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ còn ảnh hưởng đến thanh danh của đan tháp, chẳng lẽ cứ mặc cho hắn lấy được danh hiệu quán quân sao? Nghe vậy lão giả áo bào trắng vội la lên, sắc mặt Huyền Không Tử âm trầm, cũng không trả lời. Nhìn thấy hắn như vậy, lão giả áo bào trắng kia cũng im lặng, hắn biết Huyền Không Tử lúc này ở trong lòng cũng ghét đến mức nổi lửa giận rồi. Mỹ phụ cùng lão giả da ngăm đen liếc nhau một cái, cũng từ trong mắt đối phương nhìn ra một chút hàn ý. Ở phía trên thềm đá, ánh mắt Tiêu Viêm âm trầm nhìn chằm chằm vào Mộ Cốt lão nhân cười lạnh, hai nắm tay chậm rãi nắm chặt, trong mắt hàn quang chớp động, lúc trước tiếng cười nhạo của người kia đã khơi dậy sát ý trong lòng hắn, quay mắt về phía ánh nắng ùng ùng kéo tới, Mộ Cốt lão nhân thật ra chưa từng để ý tới, ngẩng đầu nhìn cột sáng phía cuối trời kia, nơi năng lưu ẩn đáng sợ dao động ở bên trong bắt đầu xuất hiện sương mù nồng đậm, sương mù ngưng tụ trong một khoảng thời gian ngắn liền hình thành hình dạng lôi vân. Đang lôi đang thành hình trên bầu trời khiến cho trái tim của mọi người có mặt ở đây nhảy lên mạnh mẽ, đang lôi xuất hiện lần này chính là quyết định người thắng lợi trong đan hội. Dưới vô số ánh mắt đang khẩn trương hẳn lên, hai màu xanh và bạc chỉ trong nháy mắt đã lan tỏa khắp lôi vân đang quay cuồng, làm cho lôi vân biến thành hai màu rõ ràng. Nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện đang lôi có hai loại màu sắc, tiếng kêu sợ hãi trong quảng trường khổng lồ này liên tiếp vang lên, còn chưa xong, đang tiếp tục có màu sắc xuất hiện. Không lâu sau khi tiếng kêu chấm dứt, lôi vân lại quay cuồng, chợt một chút màu đỏ âm thầm hiện lên, dưới ánh mắt soi mói của mọi người, nhanh chóng mở rộng. Không đến một phút sau, màu đỏ kia liền cùng với hai loại màu sắc trước đó đều cân bằng nhau, tam sắc. Có tới ba loại màu sắc, nhìn lôi vân kia hoàn toàn hiện ra ba loại màu sắc, trước đó quảng trường hơi có chút im lặng lại sôi trào lên, vô số người khuôn mặt ban hoàng đến đỏ lên, chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi. Bọn họ đã gặp được ba loại màu sắc đan lôi, cảnh tượng hy hữu bực này, quả thật là trăm năm khó gặp, nhìn đan lôi xuất hiện ba loại màu sắc, trên đài cao một số đan tháp trưởng lão trong lòng thấy khẩn trương vô cùng, nếu như Mộ Cốt lão nhân chỉ là tam sắc đan lôi thôi mà nói, như thế thì lần này còn có cơ hội để vãn hồi, Tiêu Viêm cùng Thanh Hoa lão quái, đều có thực lực cùng hắn cạnh tranh, xa xa trên bầu trời, lôi vân bốc lên làm chấn động tinh thần mọi người, còn nữa. Lại có màu sắc nữa xuất hiện, đột nhiên, tiếng kêu sợ hãi dồn dập vang lên trên quảng trường, nhất thời, tiếng kinh hãi xôn xao vang vọng tận phía chân trời, vô số ánh mắt vội vàng chăm chú quan sát, quả nhiên nhìn thấy, tại thời điểm ba loại màu sắc ổn định thì ở bên trong lôi vân kia nổi lên một chút quang mang màu vàng chói mắt,
giống như mặt trời được giấu ở phía trong tầng mây, lặng yên phóng xuất ra quang mang màu vàng chói mắt. Ầm, nhìn màu vàng kia đột nhiên xuất hiện, trên quảng trường trong nháy mắt rung động dữ dội, mọi người nơi đây giờ phút này đầu đứng lên khỏi ghế, ánh mắt rung động nhìn lên bầu trời nơi có lôi vân. Bên trong lôi vân, bốn loại màu sắc xanh lam, ngân, hồng, vàng tỏa hào quang, làm lôi vân nổi bật lên trông rất xa hoa, đẹp mắt. Đan lôi bốn màu. Đan hội cử hành cuối cùng rốt cục cũng đến lúc xuất hiện màn cao trào nhất. Phía trên đài cao, một số trưởng lão đan tháp nhìn lên đan lôi bốn màu trên bầu trời đều biến sắc, sắc mặt tái nhợt đi rất nhiều, cũng là nhìn nhau không biết nói gì. Nhất thời, tại quảng trường bị một mảng áp lực đè nén, chuyện hôm nay nếu truyền ra ngoài, thanh danh của đan tháp nhất định sẽ chịu đả kích thật lớn, thật buồn cười. Huyền Không Tử khuôn mặt lúc này âm trầm rất đáng sợ, trong lúc mơ hồ giữa trán lộ ra màu sắc nhìn rất dữ tợn. Nắm tay rung động chậm rãi nắm chặt lại, không gian xung quanh nương theo sự dao động tâm tình lúc này cũng tạo ra từng đạo ba động kịch liệt, bình tĩnh một chút. Lão nhân gia ngâm đen nhìn thấy, sắc mặt biến đổi, bàn tay vỗ mạnh lên vai của Huyền Không Tử, thấp giọng nói, khi hắn khẽ quát, trên khuôn mặt dữ tợn của Huyền Không Tử mới chậm rãi thu liễm, nhưng sắc mặt thủy chung vẫn cực độ âm trầm, một lát sau, tức giọng bằng một âm thanh khàn khàn nói, sự việc lần này qua đi. Ta phải tự tay đem cái lão tạp mau này băm vằm thành vạn đoạn, nếu như ngươi ra tay, chỉ sợ sẽ khiến cho đan tháp cùng hồn điện nảy sinh một trận đại chiến, liên lụy quá lớn, người kia của hồn điện, thực lực quá mạnh mẽ, năm đó dù ba người chúng ta liên thủ cũng không phải là đối thủ, nếu như giao chiến thật sự mà nói, sẽ bất lợi cho đan tháp. Bên cạnh, người Mỹ phụ khuôn mặt ngưng trọng nói, thân thể Huyền Không Tử nhẹ nhẹ rung lên, trong mắt bắn ra lửa giận đáng sợ, đã qua nhiều năm như vậy. Đây là lần đầu thấy hắn khó có thể khống chế cảm xúc như vậy, xem thêm một chút nữa đi, nói không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Mỹ phụ ở bên than nhẹ, nhưng nàng cũng biết, việc này cơ bản đã có kết quả, mộ cốt lão nhân với bốn màu đan lôi, đã vừng vàng ngăn chặn thanh hoa lão quái cùng tiêu viêm chỉ với ba màu đan lôi, ha ha. Trên thềm đá, mộ cốt lão nhân nhìn dị tượng trên bầu trời cuối cùng cũng dừng lại, tạo thành bốn loại màu sắc phía trên đan lôi. Lúc này tư tưởng mới hoàn toàn buông lỏng, không chút e dè mà đắc ý cất tiếng cười lớn, quanh quẩn ở không gian xung quanh. Ha ha, Huyền Không Tử, ngươi nhìn xem, lão phu đã từng nói qua. Vị trí quán quân đan hội lần này, tất nhiên sẽ rơi vào tay của hồn điện ta. Tiếng cười lớn của mộ cốt lão nhân vừa mới dứt, liền làm cho bầu không khí ở nơi này giống như bị tung một quả bom hạng nặng, làm cho vô số người phải nghĩ lại. Hồn điện. Người này lại là người của hồn điện. Vinh quang cao nhất của đan tháp, lại bị hồn điện đoạt lấy, ai, lúc này đây, đan tháp thật đúng là đã bị hồn điện hung hăng đem dẫm đạp dưới chân a, chỉ sợ khi việc này qua đi sẽ có một ít luyện dược sư đối với địa vị của đan tháp đã có chút dao động, ai, nghe được tiếng bàn luận xôn xao trên quảng trường, phần lớn luyện dược sư của đan tháp sắc mặt đều trở nên rất khó coi, nhưng vào thời điểm này, bọn họ lại không thể nói gì, chỉ có thể đem một chút sợ sệt đè nén ở trong lòng, phía trên thềm đá, Tào Dĩnh cùng đang thần sắc mặt giận dữ ngửa mặt lên trời nhìn bộ dáng giễu cợt của mộ cốt lão nhân, các nàng cũng là người của đan tháp, hành động lúc này của mộ cốt lão nhân, cũng như đem mặt mũi của các nàng hung hăng dẫm đạp lên, giận thì giận nhưng các nàng cũng là bất lực, nhìn về phía bầu trời từng trận lôi minh bốn màu của đan lôi do mộ cốt lão nhân tạo ra có chút lo lắng nó sẽ dẫm đạp lên danh dự của đan tháp, Tào Dĩnh nổi giận, không tự chủ được ánh mắt đột nhiên chuyển sang hướng khác của bãi đá, đó là nơi tiêu viêm đang đứng. Mà giờ phút này, trên khuôn mặt người kia lại tràn ngập vẻ chần chờ, dường như đang còn do dự chuyện gì đó. Nhìn thấy cảnh này, Tào Dĩnh trong lòng chợt nảy sinh ra một tia hy vọng từ phía sâu trong nội tâm đang mạnh mẽ xuất hiện, thậm chí nàng còn xúc động đến nỗi lớn tiếng hô lên, Tiêu Viêm, nếu như là nam nhân thì hãy mau toàn lực ra tay đi. Đột nhiên xuất hiện tiếng quát mắng vang vọng ở cuối chân trời, sau đó là vô số ánh mắt nhìn về phía bãi đá nơi một thân ảnh gầy gò đang đứng. Tiêu Viêm cũng bị một màn này làm cho sững sờ, xa xa, Tào Dĩnh sau khi định thần lại hai má cũng ửng đỏ, ha ha, ra tay hết sức. Bây giờ đừng nói là tên tiểu tử này, cho dù cái lão dược trần hỗn đảng kia có đích thân ra tay lão phu cũng chẳng để vào mắt, lão nhân nghe vậy cũng ngẩn ra, chợt không nhịn được châm chọc cười lớn, tiếng cười vừa mới dứt, mộ cốt lão nhân trong lòng đột nhiên nhảy dựng, ánh mắt chuyển hướng nhìn Tiêu Viêm, thấy sắc mặt của người này cũng từ từ trầm xuống. Ngươi còn chưa đủ tư cách để lão sư ta phải ra tay đối phó. Tiếng động lạnh lẽo vừa dứt, Tiêu Viêm đột nhiên bước ra từng bước, bàn tay trực tiếp đưa tới trước mặt cột sáng,
Hắn rốt cuộc lúc này đã quyết định phóng tay đánh cuộc một lần. Nhìn cảnh tượng Tiêu Viêm đột nhiên đưa bàn tay cắm vào cột sáng trước mặt, toàn trường vang lên những tiếng kêu kinh hãi, từng ánh mắt nghi ngờ bất chợt dừng lại trên thân thể Tiêu Viêm, nhìn bộ dáng như thế, giống như người này không có ý định dễ dàng buông bỏ. Nhưng nay đan dược đã thành, Tiêu Viêm còn có thể có biện pháp nào để đảo ngược tình thế? Chẳng lẽ còn luyện chế đan dược mới sao? Thời gian hiện giờ cũng không còn đủ để hắn có thể luyện chế đan dược cấp cao một lần nữa. Nhìn thấy cử động này, phía trên đài cao đám người Huyền Không Tử cũng ngẩn ra. Rõ ràng đối với những hành động này của Tiêu Viêm cũng có chút kinh ngạc, bọn họ cũng đồng dạng không thể tưởng tượng được, vào thời điểm này, Tiêu Viêm đến cùng là có thể làm được gì. Người này cũng không phải là loại người hành động lỗ mãng, không biết chừng thật sự có biện pháp. Mỹ Phụ nắm chặt tay, nhìn về phía xa xa trên thềm đá nơi có thân ảnh gầy gò đang đứng chần chờ nói, cũng hy vọng là như vậy. Hai người Huyền Không Tử cũng do dự một chút, nói, nếu có thể xuất hiện kỳ tích, bọn họ tự nhiên là cầu còn không được, nhưng nhìn cục diện hôm nay, bọn họ có chút mong chờ xem kỳ tích kia rốt cục là từ đâu mà xuất hiện. Từ xa, đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Viêm không chớp mắt, chẳng hiểu sao đối với y, trong lòng nàng có một sự tin tưởng khó tả. Có lẽ bởi vì người thanh niên này cùng trang lứa với nàng, nhưng gần như chưa bao giờ toát ra chút cảm giác hoảng loạn nào. Khác hẳn với cái nhìn chăm chú của nàng, cách đó không xa, Tống Thanh trong lòng cũng có chút ít cảm giác ghen ghét, nhưng cũng đành bó tay. Bây giờ nếu so sánh hắn với Tiêu Viêm, người trưởng lão trẻ tuổi nhất của Đan Tháp dường như không có chút cân nặng. Hừ, cố làm ra vẻ. Mộ Cốt lão nhân cũng bởi vì hành động của Tiêu Viêm mà ngẩn ra, chợt trên khuôn mặt hiện lên vẻ châm chọc cười lạnh nói. Hắn cũng nghĩ không ra, tên Tiêu Viêm này đến cuối cùng là có khả năng gì để có thể đảo ngược cục diện gần như đã định này. Đối với đủ loại bàn tán, nghi ngờ của mọi người từ bốn phương tám hướng, Tiêu Viêm là người trong cuộc cũng không vì như vậy mà có nửa điểm phân tâm, đan dược mặc dù đã thành hình, nhưng cũng không đại biểu cho việc hắn đã mất đi tư cách cạnh tranh. Bát phẩm đan dược, vốn dĩ đan dược tầm thường khác không thể sánh bằng, đan dược bậc này, cũng đã có được linh tính, mà cũng chính vì có linh tính. Đan dược bát phẩm càng trân quý sở hữu linh tính càng cao, điều này thuộc về quy luật khi luyện chế đan dược rồi. Nói một cách khác, đã tới cấp độ bát phẩm, điểm chú trọng năng lượng lớn nhỏ đã không phải là điểm trọng yếu nhất nữa, mà việc sở hữu linh tính cao hay không, mới là mặt hết sức quan trọng. Một số ít đan dược có linh tính nhất định, đã có thể hấp thu năng lượng trong thiên địa để bổ sung cho bản thân, bởi vậy, phẩm chất bát phẩm đan dược được quyết định bởi linh tính đan dược cao hay thấp chứ năng lượng không phải là yếu tố quan trọng nhất. Tuy nói bây giờ đan dược đã thành hình nhưng linh tính còn chưa ổn định. Loại đan dược này chỉ cần có không gian giúp đề thăng linh tính thì phẩm chất đan dược cũng sẽ tăng vọt lên một cấp bậc mới. Tất nhiên nói ra thì đơn giản, nhưng khi làm lại hết sức khó khăn, đan dược thành hình, trong đó có đủ loại dược lực tinh thuần, tất cả đều đã gần như bảo trì ở trạng thái cân bằng, muốn tiếp tục rót thêm vào thứ gì đó, chỉ cần sơ sẩy sẽ làm mất đi sự cân bằng. Đan dược bị hỏng là chuyện nhỏ. Chỉ sợ khiến cho đan dược nổ mạnh thì hậu quả sẽ rất lớn. Bởi vậy, mặc dù có một số ít luyện dược tông sư dù có tài năng đi nữa, cũng rất ít người dám vào lúc đan dược đã thành hình lại lần nữa tăng lên phẩm chất đan dược. Tuy người khác không dám nhưng Tiêu Viêm lại dám, bởi vì hắn có được tất cả chân truyền của dược lão. Ngón tay Tiêu Viêm nhẹ nhàng ma sát qua hắc sắc giới chỉ, bảo tàng siêu lớn mà dược lão lưu lại năm đó, giấu kín một tuyệt học luyện đan hắn lấy làm kiêu ngạo, đại bản lãnh này. Cho dù là Hàng Phong cũng chưa từng tiếp xúc qua, bởi vì hắn không có đẳng cấp cảnh giới và thực lực. Luyện đan tuyệt học này tên Thăng Linh, lão sư phù hộ ta. Đôi mắt khép hờ, Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, chợt đôi mắt bỗng nhiên mở ra, bàn tay trong phía trong cột sáng đột nhiên nắm chặt, một luồng năng lượng dao động kinh người khuếch tán ra. Dưới vô số luồng ánh mắt soi mói, bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi rút ra. Một viên đan dược đỏ sậm to cỡ ngón tay cái chậm rãi hiện ra trước ánh mắt của mọi người trong quảng trường. Đan dược toàn thân đỏ sậm, mặt ngoài rất mượt mà, hơn nữa còn sáng làm cho mọi người kinh ngạc, xung quanh có sương mù nhàn nhạt vờn quanh. Sương mù đó tựa như có một loại linh trí, đôi lúc ngưng tụ lại thành đủ mọi hình dạng xoay quanh thân khỏa đan dược nhìn hết sức quỷ dị. Đem đan dược từ trong cột sáng lấy ra, sắc mặt Tiêu Viêm cũng trở nên nghiêm trọng dị thường. Cái gọi là thăng linh phương pháp này cũng là kiệt tác đắc ý nhất trong cuộc đời dược lão. Mặc dù là người sáng tạo ra phương pháp này nhưng cũng chỉ thi triển được một phần nhỏ mà thôi, bởi vì phương pháp tu linh cao cấp này, đối với người luyện có yêu cầu cực kỳ cao. Nếu không phải bây giờ đã tiến vào trình độ bát phẩm,
cho dù là Tiêu Viêm cũng là không dám nhúng vào cấp bậc luyện đan cỡ này. Tiêu Viêm chăm chú nhìn chằm chằm viên đan dược đỏ sậm trên bàn tay, một lát sau, rút bàn tay về, mà đan dược lại có vẻ nghịch ngợm từ từ trôi nổi bay ra. Buông đan dược ra, bàn tay Tiêu Viêm mạnh mẽ nắm chặt, lưu ly liên tâm hỏa xanh biếc liền xuất hiện nơi tay, sau đó cong ngón tay búng ra, nạp giới màu đen trên ngón tay rung rẩy một trận, ngọn lửa màu trắng lặng lẽ xuất hiện. Cốt linh lãnh hỏa, hỏa diễm màu trắng vừa xuất hiện, ngay cả đám người Huyền Không Tử cho đến mộ cốt lão nhân, còn có Thanh Hoa lão quái cảm thấy chấn động thấp giọng tự nói, không nghĩ tới Dược Trần đến ngay cả cốt linh lãnh hỏa cũng đem giao cho hắn, xem ra quả nhiên đã xem hắn như đệ tử thân truyền rồi. Mỹ Phụ ánh mắt kinh ngạc nhìn hỏa diễm màu trắng, một lát sau nhẹ giọng nói. Mà lúc này nàng nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt có vẻ nhu hòa đi rất nhiều. Vô số ánh mắt nhìn Tiêu Viêm thân thể lúc này có năm đóa hỏa diễm xoay quanh, một ít người có kiến thức lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, một số ít luyện dược sư trong mắt lóe lên vẻ thèm khát, rừng rực, không để cho bọn người kia lộ ra vẻ thèm khát thêm, tâm thần Tiêu Viêm vừa động, chợt ba loại hỏa diễm phiêu hốt bay ra, cuối cùng ánh mắt mọi người kinh hãi nhìn ba loại hỏa diễm va chạm vào nhau, ba loại hỏa diễm va chạm, nhất thời một hơi thở hủy diệt yên lặng xuất hiện, không đợi chúng kịp khuếch tán. Một luồng uy áp linh hồn lực mênh mông liền từ mi tâm Tiêu Viêm bắn ra, sau đó tạo thành thiên la địa võng đem hỏa diễm dung hợp lại, rồi xoay tròn mà đi. Cái cách dung hợp hỏa diễm này, Tiêu Viêm sớm đã thành thạo, nhưng cử động này dưới ánh mắt người khác lại cực kỳ điên cuồng, nhưng đối với hắn mà nói, lại dễ như là ăn cơm mà thôi. Dung hợp hủy diệt hỏa liên lúc trước so với cái loại dung hợp hỏa diễm này ở cùng một chỗ còn khó khăn hơn vô số lần, theo sau lực lượng linh hồn đang xoay tròn kia. Ba đoàn hỏa diễm nhanh chóng tạo ra từng đợt rung động trong ánh mắt mọi người, khoảng mấy phút sau, lực lượng linh hồn dừng lại, một ngọn lửa màu xanh to chừng cỡ nắm tay lặng lẽ xuất hiện. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, ngọn lửa vừa xuất hiện, tay áo Tiêu Viêm liền vung lên, nhanh chóng đưa ngọn lửa màu xanh bay ra, sau đó đem khỏa đan dược đang nhảy nghịch ngợm trước mặt bay vào, tên gia hỏa này điên rồi. Hắn muốn làm hỏng đan dược sao? Cử động của Tiêu Viêm lập tức làm cho toàn trường xôn xao. Vô số người khó có thể tin được nhìn Tiêu Viêm, người này lại muốn đem đan dược hủy đi. Nhìn cử động của Tiêu Viêm mộ cốt lão nhân phía xa xa mi tâm đột nhiên nhảy lên, trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy dường như không ổn. Trên đài cao, vẻ mặt đám người Huyền Không Tử cũng lộ vẻ kinh hãi. Một lát sau, Mỹ Phụ con mắt ngược lại lóe lên như được gặp thần, một lát sau mới nhẹ giọng nói, không biết các ngươi có còn nhớ hay không, năm đó Dược Trần luyện chế bát phẩm đan dược ở đây cũng làm ra cái hành động điên cuồng này. Nghe thấy lời này của Mỹ Phụ, Huyền Không Tử không nhịn được thân thể chấn động mạnh, kinh hãi thất thanh nói, ngươi nói là thăng linh phương pháp của Dược Trần. Mỹ Phụ chậm rãi gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đang ở phía xa xa trên thềm đá, nói, xem ra tên đệ tử này của Dược Trần đúng là đã học được hết bản lãnh, a Huyền Không Tử, lúc này có lẽ ngươi phải cảm tạ hắn. Huyền Không Tử thở ra một hơi thật sâu, trong mắt xẹt qua một chút kích động đã cố che giấu, nếu như Tiêu Viêm thật sự có thể thành công, nói không chừng thật có thể xoay chuyển lại cục diện gần như đã định này. Toàn trường có vô số ánh mắt chăm chú nhìn đan dược màu đỏ sậm kia bị ngọn lửa màu xanh bao bọc, đột nhiên dao động rất nhỏ, mọi người liền nhìn thấy, khỏa đan dược mặt ngoài mượt mà kia lại từ từ dao động, từng luồng sương mù nhàn nhạt từ trong đan dược tràn ngập ra, nhưng bị ngọn lửa màu xanh bao vậy thủy chung trốn không thoát. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chăm chú không chớp, mặt ngoài của đan dược ngày càng khô héo. Đợi khi linh khí ở trong bị hút hết ra, đột nhiên ngón tay Tiêu Viêm khẽ điểm ra, hai hạt thật nhỏ như bụi phấn từ trong nạp giới bắn ra, sau đó tiến vào bên trong ngọn lửa. Hai hạt nhỏ như bụi phấn này là do lúc trước Tiêu Viêm ngẫu nhiên có được, loại kỳ vật này, vốn ẩn chứa linh khí, sử dụng vào thời điểm này có thể phát huy công dụng cao nhất. Linh khí dữ dội tuôn ra, sắc mặt Tiêu Viêm lúc này cực kỳ ngưng trọng, lực lượng linh hồn phút chốc không hề giữ lại bùng phát ra, sau đó đều tràn vào ngọn hỏa diễm. Sau đó bằng một phương thức hết sức cẩn thận khống chế chuẩn xác đem toàn bộ linh khí ngưng tụ lại tiến vào bên trong đan dược. Thời điểm này nếu có luyện dược sư nào ở gần sử dụng linh hồn quét qua đan thuốc sẽ có cảm giác ở mặt ngoài đã trở nên gập ghềnh, chi chít lỗ thủng rất nhỏ che kín, thậm chí nhỏ đến nỗi nếu dùng mắt thường quan sát sẽ không nhìn thấy. Hơn nữa quan trọng nhất là, trong những lỗ thủng đó, có một tia linh khí nồng đậm như một sợi dây thường đem linh khí đang tràn ngập ở xung quanh lôi kéo vào bên trong. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi phun ra như sương mù, từ từ phiêu tán, cuối cùng đều dung nhập vào trong ngọn lửa, huyết tế phục linh, phun búng máu ra, sắc mặt Tiêu Viêm cũng có chút tái nhợt,
trong miệng truyền ra một tiếng quát khẽ, sương mù máu kia lập tức như được trở về nhà, theo sự khống chế linh hồn chính xác đáng sợ của Tiêu Viêm ùn ùn kéo tới những lỗ thủng nhỏ rất khó nhận ra ở mặt ngoài của đan dược tiến vào bên trong. Khi một luồng sương mù máu cuối cùng tiến vào bên trong đan dược thì mọi người đều kinh dị nhìn thấy mặt ngoài đan dược lúc trước còn gập ghềnh, nay bằng mắt thường có thể nhìn ra đã trở nên cực kỳ sáng bóng mượt mà. Mà ngay khi mặt ngoài đan dược trở nên sáng bóng, mượt mà, xa xa lôi vân ba màu trên bầu trời như bị một lực lượng nào đó lôi kéo, đột nhiên lại kịch liệt quay cuồng lần nữa. Một màn này cũng giống như một loại bom, chợt nổ bùng một tiếng làm cho cả quảng trường đều chìm vào rung động. Lôi vân trên trời thay đổi rồi, một tiếng kinh hô khó tin đột nhiên vang vọng tại phiến thiên địa này. Chợt vô số đạo ánh nắng lập tức cắt dao động lại tại không trung trên đỉnh đầu của Tiêu Viêm hình thành một mảnh lôi vân. Quả nhiên có thể nhìn thấy, nương theo sau lôi vân cuồn cuộn vốn đã bắt đầu định hình đang lôi, giờ đây lại lần nữa bắt đầu biến hóa. Nhìn cảnh tượng thần kỳ này, vô số người vui mừng biến sắc đến ngây người. Tiêu Viêm quả thật đã làm được, cừ thật, quá giỏi. Tại lúc phần lớn người đang trợn mắt há mồm, rốt cuộc thì cũng có một số người hồi phục lại tinh thần trước tiên, nhất thời kích động hô lớn. Hôm nay, Tiêu Viêm đã cho bọn họ tận mắt chứng kiến một kỳ tích, xa xa trên bãi đá, Tào Dĩnh thì thào trong cổ họng. Trái tim lúc này mới dịu xuống, Ngọc Thủ vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn đang phập phồng, trên gương mặt lặng lẽ hiện lên một nụ cười nghiêng nước nghiêng thành, hắn thật sự thành công. Trên đài cao, mặc dù là loại nhân vật cỡ lớn như Huyền Không Tử lúc này cũng thoáng chút thất thần, ánh mắt kinh ngạc nhìn thân ảnh trẻ tuổi trên đài, trong mắt không khỏi hiện lên chút hâm mộ, nhẹ giọng nói, thật sự là hâm mộ Dược Trần lão gia hỏa kia a, tự nhiên lại có thể tìm được một đệ tử xuất sắc như vậy. Cục diện đã bắt đầu biến chuyển, tiếp theo nhìn xem Tiêu Viêm nghiên cứu có thể đạt đến trình độ nào, đan hội lần này hắn nhất định là nhân vật chính. Ha ha, liền cùng lão gia hỏa năm đó cùng một loại. Mỹ Phụ khẽ gật đầu, chợt mỉm cười nói, mọi người ở bên nghe vậy cũng gật đầu. Chợt ánh nắng mang theo chút khẩn trương hội tụ tại chỗ lôi vân trên bầu trời. Ban đầu vốn dĩ cục diện đã định nhưng lại bị Tiêu Viêm khuấy động, về phần kết quả cuối cùng thì vẫn còn phải nhìn xem biến ảo của lôi vân, làm sao có thể. So với sự vui sướng của đám người Huyền Không Tử, Mộ Cốt lão nhân sắc mắt lại là trong nháy mắt trầm xuống, hắn thật sự không có nghĩ qua. Tiêu Viêm thật sự có thể dựa vào năng lực của hắn lay động cục diện trận vốn đã xuất hiện kết quả này. Người này ngày sau tất nhiên sẽ là đại địch của Hồn Điện. Sắc mặt âm trầm, Mộ Cốt lão nhân trong lòng đột nhiên nổi lên sát ý nồng đậm. Tầm tuổi này đã có thể đạt tới mức như vậy, nếu để cho hắn có đủ thời gian phát triển thì chẳng phải là muốn trở thành tồn tại chí tôn của lục địa này. Hít sâu một hơi, áp chế sát ý ngùn ngụt trong lòng. Mộ Cốt lão nhân âm lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Sau đó liếc mắt lên bầu trời nơi lôi vân nổi lên, thấp giọng lẩm bẩm, tuy nói tiểu tử này sử dụng thủ đoạn đó có chút vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, nhưng không nhất định có thể vượt qua được lão phu. Hiện tại đắc ý vẫn còn hơi sớm một chút, Tiêu Viêm đứng trên bệ đá, ánh mắt từ trên cao hạ xuống, kéo dài tới cuối tầm mắt là biển người. Chợt tầm mắt chuyển sang hướng Mộ Cốt lão nhân, trên khuôn mặt có chút tái nhợt hiện ra nét cười lạnh, bôi đi vết máu ở khóe miệng. Sau đó ánh mắt liền chuyển lên trên bầu trời, lôi vân mênh mông cuồn cuộn phía chân trời. Cả một đoạn thiên không bị chia cắt thành mấy địa phương, mỗi một địa phương đều có dải màu sắc lôi vân chiếm cứ. Uy áp lôi đình cường hãn từ trong đó tràn ngập mà ra làm cho không ít người da tay nổi lên một trận lạnh lẽo. Lôi đình trên bầu trời nếu như bừa bãi đánh xuống, chỉ sợ sẽ có không biết bao nhiêu kẻ xấu số bị oanh tạc đến xương cốt không còn. Mà tại nơi chia cách lôi vân bên trong bầu trời có hai nơi là khổng lồ nhất. Trong đó có một nơi là tứ sắc lôi vân của Mộ Cốt lão nhân, mà phía ngoài có một chỗ lôi vân còn đang biến hóa quay cuồng, chính là bởi vì Tiêu Viêm rót thêm linh khí vào đan dược làm xuất hiện tam sắc lôi vân. Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, tam sắc lôi vân quay cuồng ngày càng kịch liệt, một loại màu sắc, một luồng kim quang đột nhiên xuất hiện, để tứ sắc xuất hiện, kim quang cực kỳ chói mắt trong khoảnh khắc vừa mới xuất hiện liền bị vô số người phát hiện, lập tức tiếng hoang hô kinh thiên vào giờ phút này trào dâng. Trên thềm đá, Mộ Cốt lão nhân nhìn thấy một màn này thì trong lòng cũng hơi trầm xuống, nắm tay trong tay áo cũng khẽ nắm chặt, kim sắc quang mang dưới vô số ánh mắt kích động trong ánh mặt trời ngày càng sáng như ngọc, tuy tới sau nhưng lại muốn đuổi kịp tứ sắc lôi vân của Mộ Cốt lão nhân, thậm chí độ dày màu sắc kia cũng là đã trở nên cân bằng. Sau khi kim sắc quang mang hoàn toàn xuất hiện, vốn dĩ mọi người nghĩ rằng đến đây cũng là chấm dứt thì lại lần nữa đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Lôi vân bốc lên vẫn còn chưa đình chỉ. Này,
Trải qua kinh nghiệm những lần trước, những người ở đây đối với lôi vân trên bầu trời cũng có một chút lý giải, tự nhiên hiểu được tình huống này nói lên năng lượng đang lôi cũng không chỉ là như vậy mà đình chỉ. Nói chính xác hơn, dao động hiển nhiên thể hiện bên trong tầng mây vẫn còn có cái gì đó đang dần dần nổi lên. Lôi vân quay cuồng, bên trong quảng trường lâm vào một khoảng yên tĩnh. Những người có mặt đều bình tâm tĩnh khí, ánh mắt nhìn như đóng đinh vào lôi vân phía trên bầu trời. Nếu như tại thời điểm này, lôi vân lại tiếp tục xuất hiện dù cho chỉ là một chút những sắc thái khác, thì quán quân đan hội liền sẽ từ trên đầu mộ cốt lão nhân dời sang hướng Tiêu Viêm. Mọi người ở đây ngửa đầu, yết hầu khẽ động làm xuất hiện từng âm thanh nuốt nước miếng, không khí khẩn trương bao phủ cả quảng trường. Thời điểm như thế này cho dù là đám người Tào Dĩnh cũng không nhịn được nhanh chóng nắm chặt tay, trái tim bên ngực trái nhảy lên mãnh liệt ngày càng nhanh hơn. Trên thềm đá, ánh mắt mộ cốt lão nhân cũng đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm lôi vân đang nổi lên trên bầu trời, khuôn mặt nhịn không được co rút. Chợt ánh mắt chuyển hướng về Tiêu Viêm phía xa xa, lại thấy hắn hai tay từ từ thả lỏng phía sau. Thái độ buông lỏng bực này lại làm cho lòng hắn mạnh mẽ trầm xuống. Ngay tại thời điểm trong lòng mộ cốt lão nhân xuất hiện một cỗ bất an, xa xa phía chân trời một luồng sấm sét dị thường đáng sợ đột nhiên hiện ra, sau đó tràn ngập mảnh thiên không phía chân trời. Không tốt, sấm sét vừa hiện, sắc mặt mộ cốt lão nhân nhanh chóng trắng nhợt, chợt mạnh mẽ ngẩng đầu. Chỉ thấy trên không trung lôi vân đang quay cuồng từ từ đình chỉ, một lát sau, tầng mây cuồn cuộn. Một đạo tử sắc quang mang chói lọi giống như một loại ánh sáng thần kỳ lặng lẽ xuyên thủng tầng mây, đem một mảnh lôi vân nhuộm thành màu tím nhạt. Màu tím, lôi vân nhất thời hóa thành ngũ sắc đang lôi, ngư bức. Quảng trường yên tĩnh chốc lát rồi đột nhiên sôi trào lên, vô số người kích động đến đỏ cả mặt, tiếng hoan hô kinh thiên động địa trào dâng. Cả tòa thánh đan thành dưới loại tiếng gầm này cũng khẽ run rẩy. Ngũ sắc đan lôi, kỳ vật bực này gần như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hiện giờ rốt cuộc cũng đã xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Như vậy làm sao có thể không làm cho bọn họ kích động đến phấn chấn. Những người ở đây đều biết, đan hội lần này đã phân định thắng bại. Trong quảng trường bây giờ, từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm đạo thân ảnh cao gầy trên thềm đá. Cái loại trình độ nóng cháy này dĩ nhiên đã đạt đến trình độ cuồng nhiệt. Ai có thể nghĩ đến, đan hội lần này kết cục ban đầu vốn đã được định đoạt thế nhưng lại bị một thanh niên nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi đảo ngược. Qua hôm nay, cái tên Tiêu Viêm sẽ triệt để nổi tiếng, vang vọng toàn bộ Trung Châu. Đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh cũng hiện lên nét hưng phấn nhìn như dính vào kẻ mà vạn chúng đang nhìn chăm chú, sắc mặt thân ảnh trẻ tuổi vẫn bình tĩnh như trước, chợt sâu bên trong ánh mắt lóe ra tia sang kỳ dị, ai cũng hiểu. Người được tôn sùng là yêu nữ kiêu ngạo đệ nhất Tào gia đã chân chính bắt đầu động tâm. Đương nhiên không ai có thể phủ nhận, vào giờ khắc này Tiêu Viêm đích thực có được một loại năng lực hấp dẫn khó có người địch nổi. Đó là do thành công mang đến. Sau khi ngũ sắc lôi vân hình thành, Tiêu Viêm trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thần kinh căng thẳng lúc này mới buông lỏng, trong đại não truyền đến từng trận cảm giác mê muội. Cái phương pháp gọi là thăng linh làm linh hồn tiêu hao thật sự quá mức khủng bố. Giác chi? Mộ cốt lão nhân sắc mặt xanh mét nhìn lên ngũ sắc lôi vân trên bầu trời, chợt ánh mắt âm trầm đột nhiên chuyển hướng sang Tiêu Viêm, bàn tay nắm chặt kêu rắc rắc, vốn dĩ đã đạt được thắng lợi nhưng đã bị người sau triệt để đập nát. Như vậy sao có thể không làm cho hắn nổi giận? Tại giây phút ngũ sắc lôi vân xuất hiện, hắn liền hiểu rõ ngôi vị quán quân đã bỏ hắn đi xa, phù phù. Tiếng thở dồn dập theo mũi mộ cốt lão nhân truyền ra, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm cũng hiện lên sát ý nồng đậm. Ngay lúc đó bất chợt có một đạo ánh mắt lạnh như băng khác đột nhiên quét tới làm cho sát ý trong lòng hắn nháy mắt tan biến. Tầm mắt vừa chuyển liền thấy Huyền Không Tử trên đài cao đang dùng ánh mắt băng hàn theo dõi hắn. Khóe miệng có chút run rẩy, mộ cốt lão nhân cũng đã khôi phục lại một chút thanh tĩnh, liền vội vàng ngăn chặn sát ý trong lòng. Vừa rồi nếu như hắn dám hướng Tiêu Viêm xuất thủ, chỉ sợ Huyền Không Tử tuyệt đối sẽ đem hắn ra mà chém giết. Tiểu tử, ngươi tốt nhất cầu nguyện về sau đừng để rơi vào trong tay lão phu. Bằng không nhất định sẽ cho ngươi nếm thử cái gì gọi là muốn chết cũng không được. Ánh mắt quán độc chuyển hướng Tiêu Viêm, mộ cốt lão nhân đôi môi máy động, thanh âm âm trầm lặng lẽ truyền ra, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến âm thanh quán độc, Tiêu Viêm khẽ cau chân mày, quay đầu lại nhìn mộ cốt lão nhân. Trên khuôn mặt hiện lên một chút tươi cười ấm áp, sau đó, dưới vô số ánh nhìn chăm chú của mọi người liền vươn ngón tay cái ra trước mặt mộ cốt lão nhân, nhẹ nhàng hướng xuống, ta đã sớm nói qua. Ngươi còn chưa có đủ tư cách để lão sư ra tay, ngón tay hướng xuống, môi của Tiêu Viêm cũng vừa động, một đạo âm thanh cười nhạt lặng lẽ truyền vào trong tai mộ cốt lão nhân. Phục,
Bộ dáng này của Tiêu Viêm thêm vào ngôn ngữ nhàn nhạt khinh thường trực tiếp làm cho sắc mặt Mộ Cốt lão nhân xanh mét trong nháy mắt, lửa giận tích tụ ở ngực nhưng không có cách nào phun mạnh ra. Sau cùng, sắc mặt liền đỏ lên, trong lúc ánh mắt mọi người còn đang kinh hãi thì phun ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm. Phun ra một ngụm máu tươi từ trong miệng, Mộ Cốt lão nhân cước bộ lão đảo lui về phía sau hai bước mới đứng vững, hai mắt oán độc nhìn về phía Tiêu Viêm, bộ dáng có vẻ hết sức đáng sợ. Lấy thân phận của Mộ Cốt lão nhân, cho dù nhìn khắp Trung Châu cũng là tồn tại có thanh danh nổi tiếng, nhưng hiện giờ lại bị thua thiệt trong tay một tên tiểu bối như Tiêu Viêm, như vậy làm sao có thể dễ dàng nuốt xuống hỏa khí ở trong lòng. Nhưng mặc kệ trong lòng hắn nổi giận như thế nào, tại thời điểm này hắn cũng phải áp chế sát ý. Hắn hiểu được sự xuất hiện của hắn đã sớm làm cho đám người Huyền Không Tử xem hắn như là cái gai trong thịt, hiện giờ chưa động thủ là bởi vì chưa có lý do. Một khi hắn dám làm ra nửa điểm cử chỉ vượt rào, Huyền Không Tử chắc chắn sẽ lấy thủ đoạn lôi đình đưa mầm mống tai họa như hắn đánh chết. Bởi vậy hiện tại hắn đành phải cắn răng nuốt vào trong bụng. Tiêu Viêm, chớ nên đắc ý, đan hội còn chưa hoàn toàn kết thúc. Ngũ sắc đan lôi này lấy thực lực của ngươi mà cũng muốn tiếp được sao, quả thực chính là người si nói mộng. Bất quá Mộ Cốt lão nhân cũng là loại người tâm cơ thâm trầm. Sau khi đè nén lửa giận xuống thì đột nhiên nhìn thoáng lên ngũ sắc lôi vân khổng lồ trên bầu trời, cười lạnh quát. Đón đan lôi, đồng dạng được xem là một loại khảo nghiệm của đan hội. Bát phẩm đan dược hết sức mạnh mẽ, dẫn động lực lượng thiên địa muốn đem đan dược phá hủy. Còn nếu luyện dược sư không thể che chở được cho đan dược, như vậy đan dược sẽ bị hủy diệt. Bởi vậy, tiếp được đan lôi, bảo vệ đan dược cũng có thể xem như khảo nghiệm cuối cùng. Đan lôi, nương theo sau phẩm chất đan dược tăng cao mà tăng lên. Cùng loại ngũ sắc lôi vân này, cho dù là một ít đấu tôn cường giả bình thường cũng là không dám có chút khinh thường. Mộ Cốt lão nhân nhìn ra, Tiêu Viêm bất quá chỉ có thực lực đấu tông. Mặc dù có nhiều thủ đoạn nhưng muốn tiếp được đan lôi cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thậm chí nếu có một chút sơ sẩy tại thời điểm nên đón đan lôi, đan dược sẽ bị phá hủy. Như vậy, Tiêu Viêm sẽ không chỉ mất đi danh hiệu quán quân, mà còn có thể đánh mất tư cách dự thi. Dù sao đan dược cũng bị mất, còn gì để mà dự thi. Nghe thấy tiếng cười lạnh của Mộ Cốt lão nhân, toàn trường đang sôi trào tiếng động lúc này cũng thoáng giảm bớt. Lão nhắc nhở thêm vào bọn họ mới phát hiện thực lực chân thật của Tiêu Viêm vẫn chỉ là cấp độ đấu tông. Thực lực bực này mặc dù là cực kỳ không kém, nhưng để đón ngũ sắc đan lôi thì vẫn còn có chút không đủ. Không ít người hai mặt nhìn nhau, thời điểm gian nan nhất đều đã thuận lợi vượt qua. Chẳng lẽ ở thời điểm mấu chốt này bị buộc không vượt qua được? Đối với việc có hay không thể tiếp được đan lôi thủy chung vẫn không có quá nhiều người để ý, bình thường luyện dược sư có thể mời đến, tụ tập rất nhiều cường giả chống đỡ đan lôi. Dù sao cái mà luyện dược sư dựa vào không phải là cùng người khác đánh nhau, mà là có thể luyện chế ra cao giai đan dược. Tự nhiên lúc đó sẽ có vô số cường giả tự động đến vì nó mà hộ pháp, căn bản là không cần lo lắng tìm không ra người giúp đỡ loại sự tình này. Bất quá nói cũng chỉ là nói vậy. Lần đón đan lôi này dù sao cũng là quy củ của đan hội đã trải qua một thời gian dài, mặc dù cùng thực tế có chút không phù hợp nhưng cũng không có lựa chọn nào khác, người này còn chưa từ bỏ ý định. Lông mày Tào Dĩnh trao lại, trong mắt xẹt qua chút ít lo lắng, ngũ sắc lôi vân uy lực thật sự quá mạnh mẽ, tuy nói rằng đối với Tiêu Viêm nàng tương đối có lòng tin, nhưng ngũ sắc lôi vân cũng không phải là thứ dễ đối phó a. Sơ sẩy một chút tại thời điểm cuối cùng bị lật thuyền cũng không phải là chuyện không có khả năng. Dưới phần lớn ánh mắt lo lắng, thân là đương sự Tiêu Viêm ngược lại mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngũ sắc đan lôi trên bầu trời, ý cười nơi khóe miệng ngày càng nồng đậm. Thứ này đối với địa yêu khôi mà nói đúng là đại bổ 10 phần a. Việc nhỏ như thế này không cần ngươi phải quan tâm nhiều. Nhìn thấy bộ dáng Tiêu Viêm khí định thần nhàn, Mộ Cốt lão nhân cho rằng hắn chỉ là ăn nói mạnh miệng, nụ cười lạnh trên khuôn mặt càng sâu. Âm trầm nói, tốt lắm, lão phu sẽ chống mắt lên xem cho thật kỹ, bằng vào thực lực của ngươi hôm nay làm sao có thể tiếp được ngũ sắc đan lôi. Tiêu Viêm cười cười, ngẩng đầu nhìn lên lôi vân đang cuồn cuộn kịch liệt trên bầu trời, trong lúc mơ hồ có lôi đình rực rỡ chói mắt như muốn xé rách không gian, đem phiến thiên địa này chiếu sang lên giống như ban ngày. Lôi vân có lôi uy bực này, xem ra ngũ sắc đan lôi xác thật có chút khủng bố. Khó trách Mộ Cốt lão nhân lại đang hí hửng chờ xem kịch vui. Nếu như không có khôi lỗi địa yêu khôi có thể hấp thu lôi đình lực bực này, Tiêu Viêm hôm nay sự thật là sẽ phải đau đầu một chút, nhưng đáng tiếc. Một tiếng cười khẽ từ trong miệng Tiêu Viêm truyền ra, mặt khác bàn tay dương nhẹ, nạp giới trên ngón tay chợt hiện hào quang. Chợt một đạo thân ảnh màu bạc xuất hiện ngay trước mặt,
Hiện giờ, địa yêu khôi vì ngăn cản Mộ Cốt lão nhân chặn giết trong đan giới, đã bị hắn tàn phá đến nỗi cực kỳ chật vật, không chỉ có chỗ ngực lõm xuống một khối lớn, thậm chí da tay so với kim cương còn muốn cứng rắn hơn cũng bị xé rách đến hơn một nửa, làm lộ ra thịt khô dưới làn da màu bạc. Tiêu Viêm đột nhiên cử động như vậy cũng lập tức hấp dẫn phần lớn ánh mắt. Nhưng những ánh mắt này lại nhìn thấy hắn triệu hoán một khối khôi lỗi đã hư hỏng sắp bỏ đi thì không khỏi có mấy phần thất vọng. Chẳng lẽ hắn còn muốn trông cậy vào khôi lỗi đã muốn hư hỏng này để đối phó với ngũ sắc đan lôi kinh khủng kia sao? Mộ Cốt lão nhân cũng vì Tiêu Viêm triệu hoán ra địa yêu khôi mà ngây người. Đối với cái đồ vật này hắn cũng không xa lạ gì. Tại bên trong đan giới, nếu không có khôi lỗi này ngăn trở chỉ sợ hắn đã đem Tào Dĩnh chém chết tại chỗ. Cũng chính vì đã cùng từng thứ này tiếp xúc qua, mà giờ đây lại thấy Tiêu Viêm muốn nhờ thứ này chống đỡ ngũ sắc đan lôi thì khuôn mặt không khỏi hiện lên nụ cười châm chọc. Khôi lỗi này ngay cả mục kích của hắn còn đỡ không được thì làm sao có thể tiếp được ngũ sắc đan lôi. Dựa theo phỏng đoán của Mộ Cốt lão nhân, khôi lỗi màu bạc kia cũng có cấp độ khoảng bát tinh đến cửu tinh đấu tông. Xem ra cũng là khôi lỗi cấp bậc không thấp, dùng để đón một hoặc hai đạo ngũ sắc đan lôi có lẽ vẫn còn tốt. Nhưng có thể tưởng tượng, nếu là nhờ nó mà muốn vượt qua đan lôi không nghi ngờ gì chính là người si nói mộng, ta xem ngươi chính là hồ đồ đặt lộn cửa rồi. Mộ Cốt lão nhân lắc lắc đầu, cười nói. Đối với sự trào phúng của hắn Tiêu Viêm ngược lại không quan tâm. Kẻ thất bại luôn muốn tìm những cách thức khác nhau để giảm bớt lửa giận trong lòng, cử chỉ như thế này ngược lại có chút buồn cười. Bàn tay nhẹ nhàng ma sát thân thể địa yêu khôi, tuy nói rằng vì chiến đấu với Mộ Cốt lão nhân mà thân thể nó bị hủy hoại vô cùng thê thảm, bất quá may mà thứ này cũng không có linh trí nên cũng không có cảm giác đau đớn. Chỉ cần thân thể không bị phá hủy thành bụi phấn, như thế nó sẽ vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Viêm. Lần này, phải nhờ vào người rồi. Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên thân thể địa yêu khôi. Tiêu Viêm đang nghe truyện trên TV audio CV cười cười rồi chợt ngẩng đầu nhìn lên ngũ sắc lôi vân đang trầm thấp rít gào trên bầu trời. Dũng cảm cười to nói, đến đây đi. Giống như nghe được Tiêu Viêm cười lớn, ngũ sắc lôi vân trên bầu trời ngày càng quay cùng kịch liệt, tiếng sấm trầm thấp không ngừng vang vọng. Lôi đình chói mắt từ trong tầng mây mạnh mẽ bắn ra xung quanh. Suy, lôi vân đang quay cùng đột nhiên mạnh mẽ co rụt lại. Chợt một đạo ngũ sắc lôi đình giống như một con cự mãng từ trong tầng mây dữ dội lướt ra, sau đó xé rách không gian, mang theo tiếng động đáng sợ hung hăng đánh tới bãi đá nơi Tiêu Viêm đứng, đi. Nhìn thấy thế công đang lôi rút cuộc cũng tới, Tiêu Viêm cười cười, ngón tay điểm ra hư không quát khẽ, tiếng quát hạ xuống, địa yêu khôi đã muốn hư hỏng trước mặt nhất thời hai chân dậm thật mạnh trên mặt đất. Lực đạo mạnh mẽ trực tiếp giúp nó phóng vút lên phía chân trời. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người liền tung một quyền đánh vào đạo lôi đình cường hãn phía trên. Ai nhìn thấy cảnh này, trên sân rộng nhất thời vang lên những tiếng thở dài. Hắc hắc. Mộ Cốt lão nhân cũng cười quái dị một tiếng. Nhưng còn chưa đợi hắn kịp nói chuyện, sắc mặt lại nhanh chóng biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, ngũ sắc lôi đình đánh trúng địa yêu khôi không chỉ không đem nó đánh nát ra, ngược lại còn làm cho thân thể đang bị thương tổn được lôi đình bùng nổ ra bắt đầu từ từ chữa trị, chỗ ngực lõm xuống kia cũng là từ từ nhô ra, khôi lỗi này đang hấp thu lôi đình lực. Nhìn địa yêu khôi bị sét đánh ngược lại ngày càng trở nên rực rỡ, đồng tử Mộ Cốt lão nhân nhất thời co rút lại, loại khôi lỗi quái dị bực này hắn thực chưa nghe tới bao giờ, khó trách người này lại có tin tưởng như vậy, hóa ra hắn còn có được một khôi lỗi kỳ dị. Hỗn đảng! Sớm biết như thế thì lúc ban đầu ở đan giới nên hoàn toàn hủy diệt nó đi. Sắc mặt Mộ Cốt lão nhân âm trầm đến đáng sợ, trong lòng tràn ngập hối hận. Nếu như trong đan giới hắn xuống tay nặng hơn một chút thì địa yêu khôi này tuyệt đối sẽ triệt để hư hỏng. Mà bây giờ, Tiêu Viêm cũng mất đi sự trợ giúp bực này. Cùng so sánh với sự âm trầm, hối hận của Mộ Cốt lão nhân thì đám người Tào Dĩnh lúc này lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc dù không biết khôi lỗi kỳ dị này tại sao lại có được năng lực bậc này. Nhưng bất kể như thế nào thì sự thật cũng đã nói cho bọn họ biết, Tiêu Viêm đã thuận lợi vượt qua cửa ải cuối cùng của đan hội, quán quân của đan hội cũng đã thuộc về hắn. Ha ha, bảo bối của tiểu gia hỏa này cũng không ít. Khôi lỗi hấp thu lôi đình lực năm đó ta ở tại di tích viễn cổ trung cũng có gặp qua, nhưng gián tiếp trong lúc những tên kia tranh đoạt lại bị hủy đi. Trên đài cao, Mỹ Phụ mỉm cười nhẹ giọng nói, Mộ Cốt lão hỗn đảng kia lần này sợ rằng sẽ rất buồn bực. Lão giả da ngăm đen giờ phút này trên khuôn mặt cũng xẹt qua một chút tươi cười, vui mừng khi người khác gặp họa. Huyền Không Tử gật đầu cười, hiện tại hắn lại lần nữa phục hồi sự bình thản lúc trước,
hai tay mười ngón đan vào nhau cười nói, lần này, xem như đang thác ta thiếu tên tiểu tử này một món nợ nhân tình rồi. Nghe vậy, hai người mỹ phụ ở bên cạnh cũng gật đầu cười, nếu không có Tiêu Viêm ra tay vãn hồi cục diện này, chỉ sợ quán quân đan hội lúc này thật sự đã rơi vào tay Mộ Cốt lão hỗn đảng kia. Đến lúc đó, danh tiếng của đan tháp chắc chắn sẽ phải chịu sự đả kích nặng nề. Tại lúc ba người bọn họ đàm luận thì trên thềm đá, Tiêu Viêm nhìn không chớp mắt vào từng đạo ngũ sắc lôi đình đang đánh xuống làm địa yêu khôi càng ngày càng rực rỡ. Trong con mắt đen kịt cũng xẹt qua vẻ nóng cháy. Không biết lần này hấp thu ngũ sắc đan lôi, địa yêu khôi có thể chân chính tiến hóa tới cảnh giới thiên yêu khôi hay không? Nghĩ đến việc thiên yêu khôi có thể địch nổi đấu tôn cường giả có thực lực đáng sợ, Tiêu Viêm cũng không nhịn được, hô hấp trong phút chốc cũng trở nên dồn dập hơn rất nhiều. Oanh! Oanh! Lôi đình huyễn lệ, như một con cự long đang rít gào cuối chân trời, mang theo lôi mang rực rỡ, oanh kích về phía thân thể địa yêu khôi giữa không trung. Lôi đình hung hăng dừng trên thân thể địa yêu khôi, những tia sét hoa lệ màu bạc chợt biến thành vô số điện xà, không ngừng xâm nhập vào bên trong. Sau đó nhanh chóng cường hóa cốt cách cùng da thịt đã sớm khô héo. Từ xa nhìn lại, địa yêu khôi như lôi thần trôi nổi phía chân trời, phạm vi 10 trượng xung quanh đều có lôi quang chớp động, loại thanh thế đáng sợ này làm người xem đều lạnh sống lưng. Trên bãi đá, Tiêu Viêm đứng chắp tay, địa yêu khôi đem toàn bộ ngũ sắc lôi đình đều đón đỡ, làm hắn vô cùng thoải mái, không tốn chút khí lực nào đã đối phó được với đan lôi khó chơi này. Phía chân trời, đám ngũ sắc lôi vân kia như một cái máy chế tạo điện, liên tục phun ra những tia sét huyễn lệ, sau đó đều đánh vào thân thể của địa yêu khôi. Ngũ sắc lôi vân bạo động kéo dài khoảng 10 phút rồi mới từ từ ngừng lại. Trong 10 phút này, có đến cả trăm tia sét uy lực kinh khủng bay ra từ lôi vân, nhưng cũng may là những tia sét này không gây thương tổn gì với địa yêu khôi. Ngược lại, lại làm cho thân thể màu bạc của nó mơ hồ hiện lên chút kim quang. Không hổ là ngũ sắc đan lôi, thấy kim quang thoáng hiện trên thân thể địa yêu khôi, trong mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ mừng rỡ, mặc dù kim quang này cực kỳ nhạt, nhưng Tiêu Viêm đã có chút thỏa mãn. Hắn rất hiểu, muốn cho địa yêu khôi tiến hóa thành thiên yêu khôi cần lôi đình lực nhiều đến thế nào, nhưng thiên yêu khôi phải là toàn thân hiện kim sắc, xem ra địa yêu khôi vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Vui sướng qua đi, khuôn mặt Tiêu Viêm cũng xẹt qua chút do dự, thấp giọng lẩm bẩm, vẫn còn chưa đủ a. Lúc Tiêu Viêm trầm ngâm, ngũ sắc lôi vân trên trời dường như cũng trở nên phẫn nộ vì những tia sét nó phát ra đều bị địa yêu khôi hấp thu, tầng mây lập tức quay cuồng, một lực hút khác thường bùng phát ra từ bên trong. Mọi người kinh ngạc phát hiện, những khối lôi vân bên cạnh như bị gắn nam châm, hội tụ về phía ngũ sắc đan lôi. Nhìn một màn này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả mấy người huyền không tử cũng không nghĩ tới, đan lôi sẽ phát sinh biến hóa kỳ dị như vậy. Mấy người Tào Dĩnh cũng ngẩn ngơ, trơ mắt nhìn đan lôi trên đầu mình hội tụ về phía bầu trời. Một lát sau, một đám lôi vân huyễn lệ cực kỳ khổng lồ bao phủ trên bầu trời. Thằng nhãi này, vận khí không ngờ kém đến vậy, xem ra ông trời cũng giúp lão phu. Mộ Cốt lão nhân vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng cũng vì biến cố này mà trở nên mừng như điên, đây chính là cơ hội trời cho đối với hắn. Lôi vân đột nhiên hội tụ một chỗ, cũng đưa tới một chút bạo động trên quảng trường, dù sao lôi uy kia thật sự quá mức kinh khủng. Nếu nó giáng xuống lung tung, chỉ sợ người nơi đây chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng. Đan lôi cư nhiên hội tụ thành một khối, uy lực cũng sẽ lớn hơn trước rất nhiều, chúng ta cần ra tay sao? Tình huống này, dù có ra tay ngăn cản cũng không kịp a. Nhìn dị tượng trên bầu trời, huyền không tử nhíu mày, đột nhiên nói. Hắn cũng có chút bận tâm, vạn nhất xảy ra sự cố bất ngờ nào đó với Tiêu Viêm, chờ một chút đã, tên nhóc kia cũng không có vẻ gì là khẩn trương. Nghe vậy, Mỹ Phụ lại khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói, nghe lời nàng nói, ánh mắt đám người huyền không tử cũng chuyển về phía Tiêu Viêm, quả nhiên thấy được hắn đang ngẩng đầu nhìn lôi vân dày đặc trên trời, trên khuôn mặt, không hề có một chút lo lắng, ngược lại còn mang theo nét hưng phấn, cái này. Nhìn một màn này, dù là huyền không tử cũng há hốc miệng, rồi chợt cười khổ lắc đầu, xem ra hắn vẫn còn coi thường thủ đoạn của Tiêu Viêm, tùy theo lôi vân ngưng tụ. Năng lượng trong mảnh thiên địa này cũng dần trở nên dị thường dữ dội. Lôi uy đáng sợ tràn ngập thiên địa, làm đấu khí trong cơ thể mọi người đều có chút trì trệ. Oanh oanh oanh, lôi vân ngưng tụ trong chốc lát, liền bắt đầu phóng thích lực phá hoại kinh khủng của nó. Trong lớp mây dày đặc, những tia sét huyễn lệ ùng ùng tuôn ra, tất cả đều nhắm về phía địa yêu khôi trên không trung. Đang, từng tia sét đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, như mưa bão trút vào thân thể địa yêu khôi. Nhất thời, một tiếng động thanh thúy của kim loại,
vang vọng trong mảnh thiên địa này. Bành, dưới sự oanh kích của sấm sét, thân thể địa yêu khôi không ngừng tụt xuống, không gian xung quanh nó cũng bắt đầu xuất hiện từng vết rách không gian đen nhánh. Đan Lôi thật mạnh, nhìn những vết rách của không gian kia, không ít người biến sắc, ánh mắt kinh hãi nhìn địa yêu khôi tựa như càng đánh càng hăng giữa đầy trời lôi điện kia, tuy không cảm ứng được khí tức của nó, nhưng những người già dặn kinh nghiệm đều nhìn ra địa yêu khôi đang càng lúc càng cường hãn. Những tia sét huyễn lệ không ngừng hạ xuống, làm cho vẻ tươi cười trên mặt Tiêu Viêm càng ngày càng đậm, hắn có thể thấy, tùy theo càng ngày càng nhiều lôi đình lực tiến vào thân thể địa yêu khôi, kim sắc quang mang trên thân thể nó cũng càng ngày càng nhiều. Sắp rồi. Nhẹ liếm môi, trong con ngươi đen nhánh của Tiêu Viêm tràn ngập vẻ chờ mong. Tiếng sấm sét liên tục trên bầu trời làm lỗ tai không ít người đều trở nên chết lặng. Hôm nay, bọn họ xem như đem Đan Lôi cả đời đều nhìn đủ, và thứ làm họ cứng họng nhất chính là Đan Lôi kinh khủng như vậy lại không làm gì được một con khôi lỗi nho nhỏ. Đương nhiên, sự hoài nghi này khi nhìn thấy không gian nứt vỡ xung quanh địa yêu khôi đều biến mất. Đan Lôi trải qua dung hợp, không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh khủng, loại sấm sét như mưa bão trút xuống này, kéo dài chừng nửa giờ. Nửa giờ sau, mảnh trời này bị lôi điện ngang ngược tàn phá một lần, đương nhiên, thứ bị tàn phá nhất, vẫn là ánh mắt và lỗ tai những người có mặt tại đây. Mà trải qua nửa giờ được lôi điện tẩy rửa, thân thể vốn che kín màu bạc của địa yêu khôi lúc này đã có hơn một nửa biến thành màu vàng. Oanh oanh, Đan Lôi tiếp tục không cam lòng tàn phá thêm 10 phút, rốt cuộc cũng không thể không buông tha cho khối xương khó gặm này, năng lượng bên trong dao động, khối lôi vân dày đặc kia, dưới ánh mắt của vô số người chậm rãi tản ra. Vào thời điểm Đan Lôi cuối cùng cũng lựa chọn lui bước, Tiêu Viêm vui mừng phát hiện, bàn tay màu bạc cuối cùng của địa yêu khôi cũng dần chuyển hóa thành kim sắc. Vào lúc bàn tay kia chuyển sang kim sắc, Tiêu Viêm có thể mơ hồ cảm thấy, cơ thể địa yêu khôi đã sản sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tùy theo lôi vân tán đi, cả người kim sắc địa yêu khôi bước ra một bước, không gian vặn vẹo, sau đó phốc một tiếng xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, sau đó đứng bên cạnh hắn như một người hộ vệ trung thành nhất. Cuối cùng cũng thành công sao, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm địa yêu khôi trước mặt, bàn tay khẽ chạm vào lớp da màu vàng, nhưng điều kỳ dị là, đã không còn cảm giác cứng rắn như trước, mà mềm mại hơn rất nhiều. Nhận thấy được sự biến hóa này, Tiêu Viêm cau mày lại, búng tay một cái, ngọn lửa màu xanh biếc khẽ ngưng tụ thành hình lưỡi dao trên ngón tay, sau đó hung hăng cắt qua da tay của địa yêu khôi. Con dao lửa vừa cắt qua, Tiêu Viêm lại kinh ngạc phát hiện, nó chỉ để lại trên da tay một vết hằn màu trắng, sau đó tự động biến mất. Sức phòng ngự thật khủng khiếp, thấy thế, Tiêu Viêm cũng nhịn không được hít một hơi lạnh, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm vào địa yêu khôi trước mặt, không, giờ phải gọi nó là thiên yêu khôi mới thích hợp. Trải qua nhiều năm bồi dưỡng, con khôi lỗi do Tiêu Viêm tự tay luyện chế ra này rốt cuộc cũng tiến vào cấp độ cao nhất. Có thiên yêu khôi, những con bài chưa lật để bảo mệnh của Tiêu Viêm lại nhiều hơn một thứ. Bàn tay vỗ nhẹ lên vai thiên yêu khôi, Tiêu Viêm mỉm cười, lần đan hội này, thu hoạch nhiều vượt xa dự tính của hắn. Nương theo lôi vân tán đi, ánh mặt trời ấm áp lại chiếu xuống quảng trường một lần nữa. Loại cảm giác này làm không ít người cảm thấy như được trọng sinh một lần vậy. Sau khi hưởng thụ sự ấm áp của ánh nắng, ánh mắt của toàn trường, không hẹn mà cùng chuyển hướng đến đám người huyền không tử trên đài cao, đan hội bây giờ coi như triệt để hạ màn. Tiếp theo, cũng nên tuyên bố kết quả. Dưới ánh mắt soi mói của toàn trường, huyền không tử trên đài cao cũng mỉm cười, chậm rãi bước lên một bước, đôi mắt chậm rãi đảo qua không trung, sau đó dừng ở một thân ảnh cao gầy. Vào thời điểm này, lão phu sẽ không nhiều lời nữa, đan lôi đã tán, mời chư vị tuyển thủ đem đan dược mình luyện chế lấy ra. Nghe được thanh âm của huyền không tử, khoảng 10 người còn ở trên thềm đá hơi chần chừ, sau đó từng viên đan dược chậm rãi bay ra từ trong tay, rồi trôi nổi trước mặt họ. Những đan dược này vừa xuất hiện, đan hương trong khu vực cũng trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Vô số ánh mắt nhìn lại, trong số đan dược kia, có 9 viên tựa như dạ minh châu, thất phẩm cao cấp đan dược. Tuy nói chúng ở tình huống bình thường tất nhiên sẽ gây ra một hồi sóng gió, nhưng giờ đây lại không quá thu hút, vì phía trên chúng, có 5 viên đan dược tràn ngập linh vụ đang nhẹ nhàng bay bổng. Thất phẩm và bát phẩm, mặc dù bề ngoài không khác nhau lắm, nhưng cho dù là người không biết gì về luyện dược liếc mắt nhìn qua cũng sẽ thấy được sự khác biệt, sự khác nhau này chính là chênh lệch của linh tính. Thất phẩm đan dược, năng lượng tuy đậm, nhưng chỉ là tử đan, khi đã có linh tính của riêng mình mới được xưng là hoạt đan hoặc linh đan. 5 viên bát phẩm đan dược, vừa xuất hiện đã tự động cách nhau một khoảng cách. Trong 5 viên, đan dược của Tào Dĩnh và đan thần linh tính khá nhỏ yếu, sương mù chỉ thoáng lượn lờ ở mặt ngoài đan dược,
mơ hồ ngưng tụ thành hình ảnh một con hồ ly và một con thỏ. Bát phẩm đan dược đã có linh tính của riêng mình, điều này quả nhiên không giả, thậm chí chúng còn tự ngưng tụ thành hình dạng riêng. Vô số ánh mắt tò mò nhìn năm bát phẩm đan dược giữa không trung. Kỳ quan như vậy, cũng không ít người lần đầu tiên nhìn thấy, bát phẩm đan dược, quả thật là kỳ dị phi phàm. Cách đan dược của Tào Dĩnh và đan thần không xa, là ba viên đan dược tương đối khổng lồ. Lúc này, đan dược của Thanh Hoa lão quái ngưng tụ ra hình dạng một con gấu, nhưng nó cũng không có ý niệm tranh chấp, mà cố thủ tại vị trí của mình. Vì nó biết, nếu muốn đấu, nó cũng không đấu nổi với hai đan dược hung hãn còn lại kia. Viên đan dược đưa tới tứ sắc đan lôi của Mộ Cốt lão nhân tràn đầy linh khí, ngưng tụ thành hình một con hổ hung ác, không ngừng gầm gừ với sinh cốt dung huyết đan của Tiêu Viêm, tựa như nó rất không cam lòng bị đối phương đoạt mất uy phong vốn nên thuộc về nó vậy. Suy, nhưng còn không đợi nó gầm xong, linh khí nồng đậm xung quanh sinh cốt dung huyết đan sao động, hóa thành một con rồng nhỏ chừng nửa thước, vung đuôi một cái đã hung hăng quật vào viên đan dược có hổ hình của Mộ Cốt lão nhân, đem tên kia quật cho thê thảm kêu gào, sau đó xám xịt cục đuôi tránh ra một khoảng cách. Sinh cốt dung huyết đang trải qua ngũ sắc đan lôi tẩy lễ, không phải thứ tứ phẩm đan lôi như nó có thể chống lại được. Tùy theo những đan dược này hóa hình, một đạo quang mang đột nhiên xuất hiện, bản thứ hạng được xếp theo hình kim tự tháp mở ra. Trên đỉnh tháp, một con rồng nhỏ tràn ngập linh tính ngửa mặt lên trời thét dài, quang mang rực rỡ như ánh mặt trời. Vào thời điểm này, mọi người đều nhận thấy được, trong viên đan dược nhỏ bé kia, ấn chứa năng lượng tinh thuần đến bực nào. Trên đài cao, Huyền Không Tử nhìn những đan dược khác bị sinh cốt dung huyết đang đè ép đến mức không dám phản kháng, cũng hơi mỉm cười, chợt cao giọng nói, đan dược lấy linh tính vi tôn, đan dược quý giá nhất đã sinh ra, mà chủ nhân của nó cũng chính là quán quân lần này. Đó chính là, Tiêu Viêm. Nghe được lời nói ngắn gọn dứt khoát của Huyền Không Tử, vô số ánh mắt đồng loạt chuyển hướng về bãi đá. Một lát sau, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc trào dâng, bọn họ chứng kiến một kỳ tích phát sinh. Chứng kiến hào khí tận trời của người một thân một mình ngăn cơn sóng dữ, hào khí bậc này, làm vô số người chấn động, máu trong người trở nên sôi trào. Trên bãi đá, Tiêu Viêm nhìn xuống quảng trường đang sôi trào phía dưới, cũng nở nụ cười, ánh mắt nhìn về phía chân trời, trong lòng nhẹ giọng lẩm bẩm, lão sư, đệ tử cũng không làm người mất mặt. Mấy người Tào Dĩnh cũng hâm mộ nhìn Tiêu Viêm được vạn chúng chú mục, không thể nghi ngờ, giờ hắn chính là nhân vật chính của mảnh đất này. Quán quân đan hội là một loại tượng trưng trên con đường trưởng thành của một vị đỉnh cường giả. Vì các đời quán quân của đan hội đều là những người đứng đầu đại lục, điều này đủ để mọi người có thể nhìn ra được, người thanh niên cao gầy kia, có được tiềm lực lớn đến mức nào. Tống Thanh sắc mặt phức tạp nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, trong mắt có ghen tị, nhưng càng nhiều lại là một loại cảm giác vô lực. Những biểu hiện của Tiêu Viêm đủ để hắn sinh ra một cảm giác thất bại, ngay cả ý niệm xua đuổi nó đi cũng không ngóc lên nổi. Khốn kiếp! Tức giận nhất tự nhiên là Mộ Cốt lão nhân, chức quán quân vốn nằm trong tay lại bị Tiêu Viêm đoạt mất. Làm cho vị luyện dược tông sư có tiếng tăm không nhỏ ở Trung Châu này nổi trận lôi đình, nhưng dù có giận thế nào, lúc này hắn cũng chẳng có cách nào khác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vinh dự tối cao của chức quán quân đặt trên đầu Tiêu Viêm, thằng nhãi, đừng cao hứng quá sớm. Lão phu thề, nhất định phải tự tay xử lý ngươi, ánh mắt thoáng trở nên đỏ lừ. Thanh âm trầm thấp của Mộ Cốt lão nhân dưới sự dẫn dắt của đấu khí, cực kỳ chuẩn xác truyền vào trong tai Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm thản nhiên cười, liếc mắt nhìn Thiên Yêu Khôi bên cạnh, trong mắt xẹt qua hàn ý. Đối với Mộ Cốt lão nhân, trong lòng hắn đã sớm tràn ngập sát ý không thể hóa giải, đợi xong việc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hắn tất nhiên sẽ cho lão khọm này biết cuối cùng là ai xử ai. Địa Yêu Khôi giờ đã tiến hóa thành Thiên Yêu Khôi, lại thêm cả Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa Tôn giả. Bên cạnh hắn đã có ba cường giả đấu tôn, muốn xử lý Mộ Cốt lão nhân cũng không khó. Tiếng vỗ tay kéo dài gần 10 phút mới từ từ giảm đi. Tiêu Viêm, ngươi đạt được quán quân của đan hội, sau này cũng sẽ là một ứng cử viên cho vị trí cự đầu của đan tháp. Huyền Không Tử cười nhìn Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Lời này vừa ra, nhất thời vô số ánh mắt ghen tị, hâm mộ đều đổ dồn về phía Tiêu Viêm. Ứng cử viên cho vị trí cự đầu của đan tháp. Chỉ cần cái danh này thôi đã nói lên Tiêu Viêm có cơ hội trở thành cự đầu của đan tháp. Vị trí này là tượng trưng cho địa vị đứng đầu trên đấu khí đại lục. Người ở đây, ai cũng biết vị trí này có được quyền lực lớn đến nào, đó là lãnh tụ về tinh thần của vô số luyện dược sư trên đại lục. Đan tháp từ trước đến nay vẫn chưa từng khai chiến với ai, nhưng không có bất cứ kẻ nào hoài nghi năng lực đáng sợ của thế lực cổ xưa này. Dưới vô số ánh mắt hâm mộ, Tiêu Viêm khẽ gật đầu.
Bất kể ngày sau có thể trở thành cự đầu hay không, nhưng chí ít cũng không cần cự tuyệt. Trở thành quán quân, ngươi sẽ nhận được một phương pháp tu luyện linh hồn từ thời viễn cổ. Huyền Không Tử vung tay lên, một quyển trục làm từ da dê xuất hiện, sau đó nhanh như chớp bay vụt về phía Tiêu Viêm. Nghe được lời này, trên khuôn mặt Tiêu Viêm mới xẹt qua chút vui mừng. Hiện giờ hắn đã tiến vào bát phẩm, nếu còn muốn tiếp tục tiến thêm thì cần có một phương pháp tu luyện như vậy. Khẩu quyết hắn có được quá ngắn, ngẫu nhiên cũng có chút tác dụng, nhưng tuyệt đối không thể trợ giúp hắn tiến thêm. Cho nên phương pháp tu luyện từ viễn cổ này đối với hắn cực kỳ quan trọng. Đưa tay bắt lấy quyển trục làm từ da dê cũ kỹ kia, vừa chạm vào nó, một cảm giác kỳ dị đột ngột xuất hiện trong lòng. Quả nhiên là đồ tốt, nhận thấy loại cảm giác kỳ dị này, trong lòng Tiêu Viêm cũng thầm khen một tiếng. Có thứ này, bây giờ hắn cũng có thể củng cố lại linh hồn cảnh giới của mình. Tuy trong lòng tò mò với phương pháp tu luyện linh hồn này, nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm để xem. Bàn tay khẽ động, trước ánh mắt nóng cháy của vô số người thu nó vào nạp giới, sau đó ánh mắt chuyển về phía Huyền Không Tử, ôm quyền cúi người thi lễ. Nhìn vẻ hài lòng trên khuôn mặt Tiêu Viêm, Huyền Không Tử cũng mỉm cười, đợi cho tiếng vỗ tay dần biến mất, mới nói, quán quân đã xuất hiện, hai ngày sau sẽ là lúc tinh vực mở cửa. Đến lúc đó, 10 người đứng đầu của đan hội đều có thể tiến vào, hàng phục tam thiên diễm viêm hỏa. Huyền Không Tử vừa dứt lời, ánh mắt vừa bình tĩnh lại của Tiêu Viêm lại xuất hiện vẻ dao động. Tất cả những cố gắng của hắn, không phải đều vì tam thiên diễm viêm hỏa sao, mà hiện giờ, cuối cùng cũng có thể gặp được loại dị hỏa bất từ trong truyền thuyết này. Đương nhiên, không chỉ có một mình Tiêu Viêm kích động, tất cả những người khác ánh mắt đều trở nên nóng cháy. Hiển nhiên, tam thiên diễm viêm hỏa cũng có sức hút cực lớn đối với họ. Nhìn vẻ kích động của những người này, ai cũng hiểu, đan hội tuy kết thúc, nhưng sự tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Chỉ có điều, mục tiêu không còn là chức quán quân, mà là bất tử chi hỏa trong truyền thuyết, tam thiên diễm viêm hỏa. Rốt cục nó sẽ rơi vào tay ai, trong lòng mọi người ở đây đều tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Trải qua gần một tháng sục sôi tranh tài, biển người mênh mông rốt cục cũng từ từ tản đi khi đan hội hạ màn. Tuy nhiên, cả đan thành vẫn như trước, vẫn tồn tại một loại không khí hưng phấn không thôi. Lần đan hội tranh tài này, mức độ quyết liệt vượt xa khỏi dự tính của mọi người, chỉ cần nghĩ đến hành động mạnh mẽ, đoạt lại chức vô địch dường như đã nằm chắc trong tay hồn điện cũng làm cho người ta bừng bừng nhiệt huyết. Đêm xuống, đan thành cũng trở nên náo nhiệt hơn bình thường, đèn đuốc sáng trưng, người đi lại trên đường vẫn nườm nượp. Hầu hết các câu chuyện vẫn chỉ xoay quanh những sự kiện đã diễn ra tại đan hội, và đương nhiên, vị quán quân của đan hội lần này, Tiêu Viêm là được nhắc đến nhiều nhất. Trước kia, cái tên này còn có vẻ còn xa lạ, nhưng hiện giờ dường như nó đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người. Ai cũng biết rằng cái tên Tiêu Viêm này chẳng mấy chốc sẽ được biết đến trên toàn bộ Trung Châu. Đến lúc đó, hắn sẽ là ngôi sao trẻ sáng chói trên toàn đại lục. Trái ngược với trạng thái sôi sục của đan thành, trải qua gần một tháng thi đấu, phần đông những người dự thi lại mệt mỏi giống như bị thoát lực, chật vật lê thân về nơi trú ngụ, sau đó đều giống như nhau, gục đầu ngủ như chết. Tiêu Viêm cũng không tránh khỏi, bát phẩm đan dược, dù là trong tưởng tượng cũng không dễ dàng luyện chế. Hơn nữa, sau khi luyện chế xong, hắn còn mạnh mẽ thăng linh, hành động lần này đã làm tiêu hao một lượng khủng bố linh hồn lực của hắn. Bởi vậy, ngay sau khi đan hội kết thúc, hắn lập tức trở lại phòng, đóng cửa, chìm vào giấc ngủ. Đám người Tiểu Y Tiên cũng rõ ràng trạng thái mệt mỏi của Tiêu Viêm, bởi vậy cũng không tới quấy rầy, tùy ý cho hắn ngủ bù. Đến khi Tiêu Viêm trở lại trạng thái tỉnh táo thì sắc trời đã tối mịt. Trong mơ hồ, hắn vẫn nghe thấy truyền đến những lời bàn tán đầy hưng phấn từ bên ngoài truyền vào. Vì lý do an toàn, hiện giờ, đám người Tiêu Viêm đã chuyển từ nơi cư ngụ từ Diệp Gia về Đan Tháp, như vậy cũng dễ dàng hơn trong việc đề phòng những hành động ám muội của hồn điện. Sau khi rời giường, Tiêu Viêm nhanh chóng rửa mặt rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi trở về phòng nghỉ ngơi, hắn đã được Huyền Không Tử nhắc nhở đến gặp lão sau khi tỉnh dậy. Cạch, vừa mở cửa phòng, Tiêu Viêm nhìn thấy không ít người bên ngoài đại sảnh, Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa Tôn Giả, Diệp Trọng cũng đang có ở đây. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi, người của Đan Tháp qua thúc giục rất nhiều lần nhưng đều bị ta ngăn lại nên đã trở về. Tiểu Y Tiên nhoẻn miệng cười, ôm nhu nhìn Tiêu Viêm nói, từng. Tiêu Viêm cười nhẹ, gật đầu, giờ ta tới đó gặp họ một chuyến, mọi người cũng đừng lơi lỏng. Nói xong, Tiêu Viêm cũng không lưu lại lâu, cùng mấy người kia nói chuyện vài câu rồi nhanh chóng ra khỏi đại sảnh, hướng thẳng tới đỉnh của Đan Tháp. Trên đường đi, Tiêu Viêm gặp không ít luyện dược sư của Đan Tháp,
đám người này khi thấy hắn đều nhanh chóng nhường đường, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ tôn kính. Tiêu Viêm này, trong đan hội đã ra mặt, đương đầu với cơn sóng dữ, bảo vệ uy danh cho đan tháp cũng là bảo vệ mặt mũi cho họ. Hơn nữa, trình độ luyện dược của Tiêu Viêm đã thể hiện tại đan hội cũng xứng đáng nhận được sự tôn trọng của họ. Dù vậy, dưới ánh mắt có vẻ tôn kính của mọi người, Tiêu Viêm cũng có chút cảm giác không được tự nhiên. Người ta chào hỏi mình, mình cũng phải đáp lại, bởi vậy mà trên đoạn đường này, hắn cứ phải tươi cười đến mức cơ mặt cũng có chút cứng lại. Cuối cùng hắn cũng không chịu nổi mà trực tiếp tăng tốc, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà hướng thẳng về tầng đỉnh của đan tháp chạy như bay. Khoảng 10 phút sau, Tiêu Viêm cũng đã tới tầng chót của đan tháp, dừng lại một chút ở ngoài đại sảnh, dùng tay xoa xoa lên mặt rồi hắn mới nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi, từ bên trong vọng ra tiếng cười thản nhiên của Huyền Không Tử. Lúc này, Tiêu Viêm mới đẩy cửa bước vào, hắn thấy bên trong đại sảnh có không ít người đang đứng sừng sững, trong đó ngoài Tào Dĩnh, Đan Thần, Tống Thanh còn có ba thân ảnh, người ở giữa là Huyền Không Tử, bên cạnh đó là vị Mỹ Phụ và lão giả ngăm đen, người mà Tiêu Viêm đã từng gặp lúc ban ngày. Khi Tiêu Viêm vừa tiến vào đại sảnh, ánh mắt của những người bên trong đều tập trung vào hắn, đoạt được chức quán quân của đan hội. Nói theo cách nào đó thì Tiêu Viêm cũng đã trở thành người của đan tháp, với địa vị là một trong những dự tuyển của cự đầu đan tháp trong tương lai, hiện tại danh vọng của hắn cũng không thấp, cho dù là các trưởng lão hiện tại có gặp hắn cũng phải khách khí hành lễ. Ha ha, quán quân của chúng ta đã đến rồi. Vừa thấy hắn, Huyền Không Tử cười trêu nói, Tiêu Viêm cười khổ tiến lại gần, đứng song song với nhóm người Tào Dĩnh, cung kính ôm quyền, hành lễ với ba người Huyền Không Tử, để ta giới thiệu cho ngươi. Huyền Không Tử cười cười, chỉ vào Mỹ Phụ đang nhu hòa nhìn Tiêu Viêm nói, vị này là Huyền Y hội trưởng, hà hà, nàng cũng có quan hệ khá sâu sắc với sư phụ của ngươi, ngươi có thể gọi nàng là Huyền Di. Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút sửng sốt, nhìn vẻ trêu chọc trên khuôn mặt Huyền Không Tử, khóe miệng hắn không khỏi giật giật, ánh mắt kinh ngạc nhìn Mỹ Phụ kia, có quan hệ sâu sắc với sư phụ, như vậy chẳng phải là sư nương của mình sao, cái lão già này, nói bậy bạ gì thế? Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tiêu Viêm đang nhìn mình, gương mặt của Mỹ Phụ không khỏi ánh lên vẻ phơn phớt hồng, giận dữ lườm Huyền Không Tử, sau đó mới quay sang nhìn Tiêu Viêm, nhu hòa nó, ngươi là Tiêu Viêm à. Lần này, lão già Dược Trần cũng coi như thu được một đồ đệ tốt, nhìn bộ dạng của Huyền Y, Tiêu Viêm cũng hiểu được tình cảm của nàng đối với sư phụ, nàng quả thật có mối quan hệ với Dược Trần mà ít người biết đến, nếu đúng như vậy, hắn đúng ra phải dâng trà mời nàng mới phải phép. Tiêu Viêm ra mắt Huyền Di. Tiêu Viêm hơi ngập ngừng, lại liếc qua Huyền Không Tử, thấy lão đang nhìn mình ra hiệu liền vội vàng đổi cách xưng hô. Nghe cách xưng hô của Tiêu Viêm, Huyền Y hội trưởng cũng sửng sốt, gương mặt hơi ửng hồng, ánh mặt nhu hòa nhìn hắn giống như ánh mắt của một vị trưởng bối đang nhìn hậu bối của mình. Thấy vậy, Tiêu Viêm không khỏi cảm thấy may mắn, mặc dù không biết sư phụ có liên quan với nàng hay không nhưng rõ ràng, nàng có tình cảm với Dược lão, xem ra ngày xưa sư phụ cũng vương vấn không ít tình cảm a. Vị này là Thiên Lôi Tử hội trưởng. Huyền Không Tử ánh mắt lại chuyển sang lão giả ngăm đen bên cạnh, ánh mắt trở nên nghiêm túc nói, vãn bối Tiêu Viêm ra mắt Thiên Lôi Tử hội trưởng. Nghe vậy, Tiêu Viêm vội vàng hành lễ lần nữa, ba vị này bây giờ đều là những nhân vật thuộc hàng ngũ đứng đầu của đại lục, cung kính với họ cũng là điều tất nhiên. Ân, lần đan hội này ngươi làm rất tốt. Nhìn Tiêu Viêm, khuôn mặt lạnh lùng của Thiên Lôi Tử cũng thoáng có chút nhu hòa, nhúng thanh âm vẫn có vẻ trầm thấp như trước làm người khác có cảm giác bị áp chế. Khà khà, đừng ngại, lão già đó cả đời đều vậy. Huyền Không Tử đứng đó, nhìn Tiêu Viêm gật gật đầu, cường giả thì tất nhiên phải có phong thái của cường giả rồi. Mọi người đã đến đông đủ, như vậy ta nói đến chuyện chính. Đề cập đến chính sự, khuôn mặt Huyền Không Tử trở nên ngưng trọng, chậm rãi nói, hôm sau, tinh vực sẽ được mở ra, các ngươi cũng sẽ tiến vào đó. Thử cơ hội hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, tinh vực này là do ba người chúng ta liên thủ xé rách một khoảng không gian, truyền vào đó một lực lượng cường đại và giấu nó trong tinh không, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng là bị phong ấn ở trong tinh vực. Nghe được tin tức có liên quan đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, tinh thần Tiêu Viêm lập tức chấn động, vội vàng trở nên nghiêm túc, vì đã bị phong ấn khá lâu, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa rất oán hận đối với đan tháp, đặc biệt là với ba người chúng ta, nếu nó rời khỏi phong ấn, chắc chắn sẽ quay lại trả thù. Huyền Không Tử trầm giọng nói, lần này, nếu có người có thể thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì tốt, nhưng chúng ta thực sự lo lắng, vạn nhất có kẻ không thể thu phục được lại đem nó phóng thích ra, như vậy chính là hủy diệt đan thành rồi. Huyền Không Tử nói,
là người hồn điện. Ánh mắt Tiêu Viêm chợt lóe lên, nhẹ giọng nói, từng, Huyền Không Tử chậm rãi gật đầu, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lùng nói, tên mộ cốt lão nhân kia đã biến mất ngay sau khi đan hội kết thúc, mặc dù cả ba người chúng ta đã ra tay tìm kiếm nhưng cũng không thấy tung tích của hắn, hiển nhiên là hắn lo ngại chúng ta âm thầm xử lý nên đã trốn biệt đi, hồn điện với đan tháp cũng bất hòa trong quan hệ, nếu có cơ hội làm thương tổn chúng ta, chắc chắn bọn chúng sẽ không bỏ qua. Mặt khác, lần này mộ cốt lão nhân cũng lọt vào top 10 người đứng đầu, chắc chắn bọn chúng sẽ toan tính làm liều, nếu không thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, chúng ta e rằng người của hồn điện sẽ âm thầm phá hủy phong ấn, giải thoát Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Huyền Y cũng nhíu mày, nhẹ giọng nói, khi mở ra tinh vực, cả ba người chúng ta phải duy trì phong ấn của tinh vực nên không thể tiến vào trong đó, vì thế, sau khi các ngươi tiến vào bên trong thì phải hết sức ngăn cản mộ cốt lão nhân, nếu hắn có hành động không đúng thì lập tức bóp nát viên châu này, lập tức sẽ có cường giả của đan tháp vào hỗ trợ. Huyền Không Tử vừa dứt lời, bốn miếng ngọc châu liền từ tay áo bay ra, sau đó trôi nổi hướng về bốn người Tiêu Viêm. Tiếp nhận ngọc châu, đám người Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, xem ra lần tranh đoạt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này cũng thật ác liệt, không thể đưa vào tinh vực quá nhiều người vì sẽ đánh thức Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, do đó phải nhờ các ngươi làm tiên phong. Huyền Không Tử sắc mặt ngưng trong nhìn Tiêu Viêm, trầm giọng nói, Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, hắn nhất định phải đoạt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia, nếu mộ cốt lão nhân muốn ngăn cản, hắn cũng chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Cùng đám người Huyền Không Tử trao đổi một chút về sự tình mở ra tinh vực, đoàn người Tiêu Viêm cũng lui ra khỏi đại sảnh. Ra đại sảnh, Tiêu Viêm cũng không dừng lại, trực tiếp xoay người đi vào hành lang, nhưng vừa mới bước ra thì một thân ảnh dịu dàng xinh đẹp mang theo một làn hương thơm động lòng xuất hiện tại trước mặt. Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt cười nói, thế nào? Tào Dĩnh tiểu thư có chuyện gì sao? Không có gì, tiện đường cùng đi nhé. Tào Dĩnh thản nhiên cười, khuôn mặt tinh xảo, cùng gò má hơi ửng hồng cực kỳ quyến rũ, nữ nhân này như một hồ ly tinh hại nước hại dân, mỗi cái mỉm cười, nhăn mày đều khiến tất cả nam nhân phải điên cuồng. Nghe được nàng chủ động mời như vậy, Tiêu Viêm ngược lại có chút ngẩn người, yêu nữ này đối xử tốt với mình như vậy từ khi nào? Lúc trước nàng không phải luôn mong mình xung đột với người khác để nàng vui vẻ đứng xem náo nhiệt sao? Trong khi Tiêu Viêm buồn bực thì sắc mặt Tống Thanh bên kia biến đổi, hành động của Tào Dĩnh gây ra cho hắn một cảm giác bất an. Lập tức vội vàng chen vào cười nói, Dĩnh Nhi, Tiêu Viêm huynh đệ có nhiều chuyện phải làm, tinh vực sắp mở cửa, lúc đó tên mộ cốt lão nhân có lẽ sẽ tiếp tục đánh lén, bây giờ chúng ta phải huấn luyện một phen để lúc đó có chút lực chống đỡ a. Tống huynh nói vậy rất. Nghe vậy Tiêu Viêm liền ra vẻ bận rộn gật gật đầu, đối với yêu nữ Tào Dĩnh này, trong lòng hắn thật sự có chút kiên kỵ, hắn cũng không muốn bị đối phương đùa giỡn xoay vòng vòng. Nếu tên Tống Thanh này đã thân lừa ưa nặng thì tốt nhất là giao cho hắn còn mình thì cuốn gói chạy gấp. Nhưng còn chưa đợi Tiêu Viêm nói từ có lý kia ra thì nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Tào Dĩnh bỗng biến mất, thản nhiên nói, không cần, ta không muốn tiếp tục trở thành vật hy sinh bị bỏ lại. Nghe được Tào Dĩnh nói lời này, Tống Thanh nhất thời cứng lại, sắc mặt dị thường lúng túng, đi thôi. Con ngươi xinh đẹp Tào Dĩnh lại chuyển hướng sang Tiêu Viêm, hung hăng trừng mắt hắn một cái, ý tứ đã rất rõ. Nếu Tiêu Viêm lại tiếp tục kiếm cớ từ chối thì sợ rằng yêu nữ này hôm nay sẽ hóa thân thành một con sư tử cái. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không thèm thương hại cho Tống Thanh. Đối với loại người gặp nguy cơ liền vứt bỏ đồng bạn là loại hành động rất trơ trẽn, gặp phải loại đãi ngộ như vậy cũng làm không làm cho người ta đồng tình. Trong lòng thầm thở dài, Tiêu Viêm chỉ còn cách bước xuống cầu thang, Tào Dĩnh bên cạnh lúc này mới phát ra tiếng mỉm cười tinh nghịch theo sát hắn. Làm cho người khác nghe cũng có cảm giác xúc động êm ái. Tống Thanh sắc mặt âm tình bất định nhìn bóng lưng hai người càng ngày càng xa, rồi hung hăng cắn răng phất tay áo bỏ đi. Tiêu Viêm cùng Tào Dĩnh một đường đi xuống, nàng kia không ngừng nhỏ nhẹ hỏi những việc chẳng liên quan, thi thoảng lại mỉm cười kiều mị làm cho các luyện dược sư trẻ tuổi xung quanh không nhịn được mà nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Mà với loại ánh mắt hâm mộ này, Tiêu Viêm cũng có cảm giác như đứng trên lò lửa, ngồi xuống đống than. Yêu nữ này thay đổi thất thường, không ai biết được nàng đang suy nghĩ gì, ngay cả chính Tiêu Viêm cũng không biết vì sao nàng lại đột nhiên dịu dàng với mình như vậy. Hay cũng bởi khi ở đan giới mình đã cứu nàng ta một mạng sao? Một đoạn lộ trình cũng không quá xa, trong lòng Tiêu Viêm lại như đi viễn chinh vậy, thật vất vả mới đến nơi, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Đứng bên trong hành lang, ngay khi Tiêu Viêm định mở miệng cáo từ thì cửa phòng lại kẽo kẹt mở ra, một hình bóng màu trắng xinh đẹp bước ra chậm rãi. Nhìn thấy Tiêu Viêm đang đứng cạnh Tào Dĩnh,
trong mắt cũng xẹt qua một tia kinh ngạc. Tiểu Y Tiên nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp vừa xuất hiện, Tiêu Viêm vội gọi rồi vui mừng bước nhanh tới. Khi thấy Tiểu Y Tiên xuất hiện, hàng mi như liễu rũ của Tào Dĩnh cũng nhẹ nhàng nhướng lên. Dung mạo Tiểu Y Tiên tuy không xinh đẹp được như Tào Dĩnh, nhưng lại lộ ra một cảm giác ấm áp dịu dàng, đặc biệt là khi triệt để khống chế được ách nan độc thể, sự lãnh đạm trước kia cũng yên lặng vơi đi. Hiện giờ Tiểu Y Tiên giống như khi Tiêu Viêm gặp nàng lần đầu tại Thanh Sơn Trấn vậy. Nếu nói Tào Dĩnh là yêu nữ quyến rũ, thì Tiểu Y Tiên kia lại là tiên tử hạ phàm. Hai nữ nhân là hai loại khí chất bất đồng nhưng lại đều làm cho người ta mê muội. Nhìn Tiêu Viêm bước nhanh đến, đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên khẽ chớp chớp, nhìn ánh mắt của hắn, nàng lập tức hiểu ra, khóe môi không khỏi hiện lên một nụ cười dịu dàng. Xin chào Tào Dĩnh, không biết nên xưng hô thế nào. Không biết tại sao lại có chút thở dài, khuôn mặt Tào Dĩnh hiện lên một nụ cười quyến rũ, vươn tay tới Tiểu Y Tiên tự giới thiệu. Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên cũng vươn ngọc thủ nhẹ bắt với Tào Dĩnh, ngữ khí mềm nhẹ, không nóng cũng không lạnh. Tiện đường đi về với Tiêu Viêm, ngươi cũng sẽ không để tâm chứ. Tào Dĩnh mỉm cười thu hồi ngọc thủ, mỹ mâu lại liếc Tiêu Viêm, như không có chuyện gì nói. Nói chuyện cùng bạn bè, cũng là việc bình thường mà thôi, có gì phải để ý chứ. Không ngờ tới Tào Dĩnh lại nghĩ nàng có quan hệ với Tiêu Viêm, nên khóe môi Tiểu Y Tiên không khỏi hiện lên một nụ cười vui vẻ. Tiêu Viêm bên cạnh nghe vậy, không khỏi trợn trừng mắt, hai nữ nhân có vẻ nhã nhặn nhưng trong giọng nói lại không hề có vẻ bình thản như vậy. Trong phòng còn có người đang đợi hắn, không thấy hàn huyên thêm ở đây, Tào Tiểu Thư nếu sau này có thời gian thì có thể đến đây chơi. Tiểu Y Tiên cười nói, trong giọng nói có ý tiến khách, nghe vậy, Tào Dĩnh mặt không đổi sắc, thản nhiên gật đầu đáp, nhất định. Thấy vậy, Tiểu Y Tiên mới mỉm cười vươn ngọc thủ kéo tay Tiêu Viêm vào phòng, nhìn cửa phòng đóng lại, vẻ tươi cười của Tào Dĩnh cũng chậm rãi biến mất, một lát sau khẽ hừ một tiếng, ngọc thủ nắm nhẹ. Trên gương mặt lại hiện lên một đường cong xinh đẹp. Tiêu Viêm, ngươi có trốn cũng không thoát khỏi bàn tay của bổn tiểu thư này đâu. Đi vào phòng, chưa đợi Tiêu Viêm nói, Tiểu Y Tiên liền nhanh chóng rút ngọc thủ về, xoay người sang chỗ khác. Tiêu Viêm có thể mơ hồ thấy vành tai nàng đang đỏ ửng lên, liền không nhịn được cười. Ngươi còn dám cười, dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nghe thấy Tiêu Viêm cười, Tiểu Y Tiên lại càng thẹn nói, hái hoa ngắt cỏ mà ngươi cũng quản a. Tiêu Viêm lại càng cười trêu nàng. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên nhất thời đỏ bừng mặt, vội vàng kiếm cớ, Huân Nhi nói ta xem chừng ngươi. Tiêu Viêm cũng không để ý tới nàng lấy cái cớ vụng về này, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Hắc hắc, Tiêu Viêm ngươi cũng dám đùa giỡn Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, về sau ta nhất định nói với Thải Lân tỷ tỷ. Năm đó lúc rời đi nàng cũng nói qua với ta, nếu như ngươi dám thông đồng với nữ nhân khác sẽ đem ngươi xẻo nha. Khi Tiêu Viêm đang cười trộm, một tiếng cười duyên đột nhiên vang lên làm hắn giật bắn mình, vội vàng quay đầu lại thì thấy thân ảnh Tử Nghiên đang ngồi trên cửa sổ không ngừng đong đưa chân. Xẻo, Tiêu Viêm há hốc miệng, loại việc này đúng là Thải Lân rất am hiểu a. Nha đầu, hiện tại cũng trở nên xuất quỷ nhập thần. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm ngồi xuống, xoay người lại nói đúng rồi, Hùng Chiến kia đâu? Không đi cùng ngươi sao, hắn ở ngoài đang tháp, nơi này hắn không vào được. Tử Nghiên hất mái tóc đuôi ngựa màu tím, tay khẽ chống liền xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, đoạt lấy chén trà trong tay hắn, ực một ngụm, mới ra vẻ người lớn nói, ta tới đây là để giúp ngươi một tay. Nghe được nàng nói vậy, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên đều là không nhịn được bật cười, nha đầu này thật đáng yêu, thái độ gì vậy? Thấy thế, Tử Nghiên có chút không vừa ý hừ nhẹ nói, nếu không có ta hỗ trợ, ta dám cam đoan ngươi tuyệt đối không bắt được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Vừa mới đưa chén trà đến miệng, Tiêu Viêm chợt chuyển hướng nhìn sang Tử Nghiên, sắc mặt ngưng trọng hỏi, vậy là ý gì? Hừ, ngươi thật tưởng rằng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa dễ thuần phục vậy sao? Ngay cả đan tháp đối với nó cũng không có biện pháp, ngươi còn dám nghĩ mạnh mẽ thu phục sao? Tử Nghiên nhếch môi nói, ta biết rằng đan tháp muốn cho các ngươi đi thử vận khí, nhưng đáng tiếc, bây giờ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã có linh trí, không dễ dàng thu thập giống như Vẫn Lạc Tâm Viêm của nội viện, vậy ngươi có biện pháp nào? Tiêu Viêm cũng cẩn thận hỏi, hắn biết Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này hơn xa Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng ngẫm lại cũng đúng, có thể làm cho Huyền Không Tử ba người trịnh trọng đối đãi như vậy, có thể không chênh lệch sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm rốt cục cũng hạ mặt mũi xuống hỏi, khuôn mặt nhỏ của Tử Nghiên nhất thời lộ vẻ đắc ý, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nói, ta cho ngươi biết cũng có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng về sau mỗi ngày luyện chế cho ta một gốc cây dược liệu chỗ Hùng Chiến.
Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời trừng mắt, tiểu nha đầu tham ăn này. Rồi rồi, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tử Nghiên hắc hắc cười, lúc này mới thỏa mãn đứng lên, bàn tay nắm nhẹ, một luồng tử sắc quang mang hiện ra, trong sự chú ý của Tiêu Viêm cùng tiểu y tiên hóa thành một con tử long dài nửa xích. Tử long này hai mắt nhắm nghiền, thân hình tuy nhỏ bé, nhưng mơ hồ lộ ra một luồng long uy dị thường đáng sợ. Ta nghe tiểu y tiên tỷ tỷ nói ngươi đã từng xông vào tinh vực một lần, vậy chắc hẳn từng chứng kiến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có bộ dáng thế này. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, tử long này có thể coi là phiên bản thu nhỏ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng vì sao Tử Nghiên biết? Hay là, nghĩ đến một loại khả năng, sắc mặt Tiêu Viêm chợt biến đổi. Đối với bản thể của Tử Nghiên, mấy năm nay Tiêu Viêm cũng tìm hiểu nên đã từ từ sáng tỏ, bậc viễn cổ dị thú có thể lấy thiên yêu hoàng ra ăn thì ngoại trừ ma thú Thái Hư Cổ Long ra thì còn ai có thể. Thêm nữa, Thái Hư Cổ Long am hiểu xuyên qua kết giới, thần thông mà Tử Nghiên ngẫu nhiên xuất ra cũng là có quan hệ với không gian. Từ ngày nàng đột nhiên đi vào đan giới rồi tùy ý đi ra là có thể mơ hồ đoán được, bản thể của nha đầu kia đúng là Thái Hư Cổ Long. Đối với Thái Hư Cổ Long thần bí bậc này, Tiêu Viêm cũng từng nghe qua, nhưng vẫn chưa được tận mắt thấy nên đối với hình thái của chúng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng hiện giờ Tử Nghiên lại ám chỉ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia đúng là hình rồng, hay là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này cùng bộ tộc Tử Nghiên có liên quan. Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm trầm ngâm, Tử Nghiên tùy tay xua đi tử long nói, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này cực kỳ cuồng dã, muốn mạnh mẽ thu phục đừng nói là ngươi, cho dù cả ba vị cự đầu của Đan Tháp cũng không có bản lãnh này, thêm nữa nó đã có linh trí cao, ngươi cho rằng nó tự nguyện bị người khác hấp thu. Tiêu Viêm im lặng, chỉ cần Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thật sự có linh trí, tất nhiên nó sẽ không để người khác hấp thu, mà đã không tự nguyện, vậy chỉ còn cách thô bạo. Bất quá, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được xưng là bất tử chi hỏa, căn bản không có khả năng hủy diệt nó hoàn toàn, dù đám người Huyền Không Tử có hợp lại đi nữa e là cũng phải nhượng bộ lui binh. Nói vậy thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chẳng phải là chuyện cười sao? Tiêu Viêm cau mày hỏi, hắc hắc, ngươi nói vậy cũng đúng, Tam Đại Cự Đầu của Đan Tháp nghĩ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quá đơn giản, cả ngày trông cậy ngươi cầu may cũng không đủ, muốn cùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đối mặt, hứ, nó đã có linh trí. Chỉ có đứa ngốc mới tự nguyện đi theo ngươi, đổi lại là ngươi, ngươi sẽ cho người khác hấp thu sao? Tử Nghiên biểu môi nói, Tiêu Viêm cũng khẽ gật đầu, lời Tử Nghiên tuy không xuôi tai nhưng lại là sự thật, xem ra muốn thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không đơn giản như tưởng tượng. Trầm ngâm một lát, đôi mắt Tiêu Viêm đột nhiên nhìn Tử Nghiên nói, ngươi đến nói với ta việc này thì chắc hẳn là có biện pháp, hắc hắc. Tử Nghiên cười lộ ra hai chiếc răng nanh, sau đó đắc ý rung đùi phán. Ngươi biết vì sao Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại có hình dáng của tộc ta hay không? Không biết. Tiêu Viêm thành thật lắc đầu, hắn thật sự cũng rất kinh ngạc, tại sao Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại mang bộ dáng này? Bởi vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này là do tộc ta nuôi dưỡng. Tử Nghiên nhẹ nhàng nói, lại làm Tiêu Viêm sợ đến mức đánh rơi chén trà trên tay xuống đất. Ngươi nói cái gì? Tiêu Viêm quay mạnh đầu sang nhìn Tử Nghiên, nói như không thể tin nổi. Đó cũng là một ít tin tức ta mới biết khi trở về tộc, ta biết ngươi đến Trung Châu vì nó. Nên ở lại đó lâu một chút, tìm hiểu được việc này. Tử Nghiên giang tay nói, từ xa xưa trước kia, lúc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mới bắt đầu hình thành, có tiền bối của tộc ta phát hiện ra nó, bất quá khi đó Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thật sự còn rất bé, lấy cũng vô dụng. Vị tiền bối kia liền lưu lại trong cơ thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa một đạo long ấn. Đó cũng là lý do Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trưởng thành giống hình thể của tộc ta như đúc. Khuôn mặt Tiêu Viêm lộ vẻ khiếp sợ, sau một hồi lâu mới chậm rãi ngồi lại ghế dựa, nuốt nước miếng. Nói nửa ngày thì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cư nhiên còn có chủ. Nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm, Tử Nghiên cũng hiểu được hắn đang suy nghĩ gì, lập tức cười nói, nếu như vị tiền bối kia còn tại thế, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng là vật có chủ, nhưng hoàn hảo theo ghi chép trong tộc, vị tiền bối kia đi du lịch xuyên không gian. Triệt để mất đi tin tức, đã nhiều năm như vậy, ta nghĩ hơn nữa là thân xác cũng không còn, phù. Nghe vậy, Tiêu Viêm mặt mày đang tái nhợt mới từ từ khôi phục vẻ hồng nhuận, thở phào một hơi, hắn đã hao hết tâm cơ vì Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nếu đột nhiên cho hắn biết Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã có chủ, chỉ sợ dù Tiêu Viêm có định lực cao như thế cũng muốn phát cuồng. Hắc hắc, ngươi nên thấy may mắn vì vị tiền bối kia năm đó đã lưu lại một đạo long ấn trong cơ thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nếu không chỉ sợ ngươi cũng không có cơ hội gì. Tử Nghiên cười hắc hắc, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, một cái bình ngọc nhỏ liền xuất hiện trong tay. Trong bình ngọc hiện lên chút chất lỏng màu vàng,
mơ hồ có một cổ long uy dị thường mạnh mẽ tràn ra. Đây là... Tiêu Viêm lộ vẻ kinh nghi, nhẹ giọng nói, cổ long huyết. Đưa tay ngươi ra đây, Tử Nghiên nói, để làm gì? Tiêu Viêm ngoài miệng nghi ngờ hỏi nhưng vẫn đưa tay ra, làm một cái long ấn trên tay ngươi. Tử Nghiên cẩn thận rót một giọt máu màu vàng xuống lòng bàn tay Tiêu Viêm, sau đó thủ ấn biến đổi nhanh chóng, chỉ thấy giọt máu màu vàng đang rơi kia bung ra hình thành một cái ký hiệu kỳ dị, dính vào lòng bàn tay Tiêu Viêm. Có cái này thì có thể thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Tiêu Viêm nhìn ký hiệu trong lòng bàn tay tò mò hỏi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, nằm mơ. Cầm lấy, chờ ngươi đi vào tinh vực thì nghĩ biện pháp lấy huyết dịch bên trong đổ vào trên trán Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, rồi giấu đi. Long ấn trong cơ thể nó sẽ được kích hoạt. Tử Nghiên lắc lắc mái tóc đuôi ngựa màu tím nói, nhưng ta khuyên ngươi chờ Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị những tên khác làm cho hao tổn không ít khí lực hãy làm, đến lúc đó tỷ lệ thành công sẽ tăng lên rất nhiều, nếu thất bại thì sao? Tiêu Viêm mẫn cảm thấy được có điều không thích hợp, chật. Thất bại a. Nghe thế Tử Nghiên đột nhiên lặng lẽ lè lè chiếc lưỡi nhỏ nói, đạo long ấn này là tương đối thôi, nếu như ngươi thành công thì ngươi khống chế nó, nếu thất bại thì nó sẽ khống chế ngươi. Nghe vậy, Tiêu Viêm như bị sét đánh, Tiểu Y Tiên bên cạnh cũng đổi sắc, trầm giọng nói, nha đầu, ngươi đùa phải không, nếu thất bại hậu quả nghiêm trọng như thế cũng dám lôi ra, không làm như vậy thì vĩnh viễn không có biện pháp thu phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa a, nó được xưng là bất tử chi hỏa, nên cũng không sợ chết. Chẳng lẽ so xem ai sống dai hơn? Tử Nghiên thì thầm, nhìn thấy Tử Nghiên sắc mặt đầy ủy khuất, Tiêu Viêm cũng không khỏi cười khổ, trầm ngâm một lát cũng tiếp nhận bình nhỏ nói, đó cũng là một biện pháp, nhưng lại không dễ dàng vận dụng, ngươi yên tâm đi, long ấn của ngươi là ta trộm của một vị trưởng lão trong tộc đang ngủ say, cực kỳ trân quý, bàn về long ấn cấp bậc, khẳng định cao cấp hơn của tiền bối năm xưa tùy ý thiết trí, cho nên tỷ lệ thành công của ngươi hơn xa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Chỉ cần ngươi tìm cơ hội tốt, tốt nhất là khi tên kia bị trọng thương, nhất định có thể đem nó thu phục. Khuôn mặt Tử Nghiên vô cùng nghiêm túc nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng không khỏi cười khổ. Nha đầu kia thật to gan, so ra còn lớn hơn cả trời. Chỉ sợ trong khoảng thời gian này, tộc nhân của nàng cũng chịu không ít giày vò a. Được rồi, lần này tin tưởng ngươi. Thu bình ngọc vào nạp giới, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn sắc mặt lo lắng của Tiểu Y Tiên, không khỏi cười an ủi, yên tâm di. Không có việc gì, nếu tình huống thực sự không tốt, ta cũng sẽ không nên sử dụng thứ này, ta là người biết chừng mực a. Thấy Tiêu Viêm nói vậy, Tiểu Y Tiên cũng chỉ có thể khẽ gật đầu, sau đó mỹ mâu khẽ trừng Tử Nghiên một cái, làm khuôn mặt tiểu nha đầu cũng hiện lên một nụ cười ngượng ngập. Nhìn Tử Nghiên cười gượng, Tiêu Viêm cũng khẽ vuốt ve nạp giới, xuyên qua cửa sổ, nhìn ngắm vô tận sao trời. Để có được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Tiêu Viêm từ Hắc Giác vực vạn dặm xa xôi chạy đến Trung Châu. Cố gắng nhiều năm như vậy, bây giờ dù nói gì cũng rất muốn đem nó thu vào tay. Hai ngày thời gian, trong chờ đợi của vô số người cơ hồ qua trong nháy mắt. Tại ngày thứ hai, khi ánh rạng đông phía chân trời chậm rãi chiếu xuống thì hai ngày bình tĩnh thoáng qua trong đan tháp kia lại sôi lên lửa nóng. Vô số người tiến lên hướng tới đan tháp. Hôm nay, 10 cường giả đứng đầu đan hội sẽ đi vào tinh vực, hàng phục Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Vô số người trong lòng rất hiếu kỳ, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này bị đan tháp phong ấn trong nhiều năm. Lần này có khả năng bị hàng phục không? Ở ngoài đan tháp đã sớm ồn ào, bóng người tràn ngập mỗi phố lớn ngõ nhỏ. Khi mặt trời dần kéo lên đỉnh núi thì ba đạo thân ảnh kia cũng từ đỉnh đan tháp mà bay ra, rồi đứng tại phía trên bầu trời, cường giả đi vào tinh vực chuẩn bị đi. Huyền Không Tử trôi nổi trên bầu trời, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, thanh âm trầm thấp vang vọng khắp phiến thiên địa, hưu, vù, vù. Huyền Không Tử vừa nói xong, từng đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng nhanh chóng lướt đến, chợt dừng lại trên bầu trời, xem bộ dáng rõ ràng là đám người lọt vào top 10. Ánh mắt của ba vị hội trưởng đảo qua thân ảnh 10 người, cuối cùng lạnh lẽo dừng tại trên người Mộ Cốt lão nhân. Dưới cái nhìn lạnh lạnh của ba người Huyền Không Tử, da mặt Mộ Cốt lão nhân rung lên nhưng vẫn chưa đến mức né tránh. Hắn biết ở trước mặt đông đảo quần chúng, đám người Huyền Không Tử còn không dám làm gì hắn. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, ba người Huyền Không Tử nhìn nhau một cái. Thủ ấn biến ảo nhanh như chớp, linh hồn lực mênh mông dao động, từ trong cơ thể ba người tràn ra. Mọi người liền nhìn thấy mảnh hư vô trên bầu trời đột nhiên xuất hiện những gợn sóng kịch liệt. Một cánh cửa không gian lớn màu bạc xuất hiện. Về quy định, khi các ngươi cùng nhau đi vào thánh vực, đại trưởng lão hắn sẽ nói tỉ mỉ cho các ngươi.
Huyền Không Tử liếc nhìn cánh cửa màu bạc, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén. Bây giờ thì vào đi thôi. Khi lời nói của Huyền Không Tử vừa dứt thì một thân ảnh mặc áo bào trắng cũng từ từ hiện ra trước mặt mọi người. Ánh mắt trước tiên quét qua đám người Tiêu Viêm, cuối cùng dừng lại trên người Mộ Cốt lão nhân, thản nhiên nói, lão phu Khâu Lăng, đại trưởng lão của Đan Tháp, lần này đợi các ngươi ở đây để dẫn mọi người vào tinh vực, nhớ rõ, sau khi tiến vào đi theo ta là được, nếu không phục tùng quy củ, lão phu có quyền hủy bỏ hẳn tư cách đi vào tinh vực lần này. Nghe vậy, đám người Tiêu Viêm đều khẽ gật đầu, trong lòng hắn rõ ràng, sở dĩ lần này do đại trưởng lão Khâu Lăng dẫn dắt, hẳn là do mấy người Huyền Không Tử lo lắng về Mộ Cốt lão nhân. Bị Khâu Lăng chăm chú quan sát, Mộ Cốt lão nhân hơi giật giật, hai tay thụt vào trong tay áo, vẻ mặt hờ hững. Khi mấy người kia nói chuyện, cánh cửa không gian màu bạc đang dao động cũng đã ổn định. Đi thôi, thấy thế, ánh mắt của Khâu Lăng và ba người Huyền Không Tử khẽ giao nhau một chút, sau đó đều nhẹ nhàng gật đầu, người trước vung tay lên, liền dẫn đầu bước vào trong cánh cửa không gian, nháy mắt đã biến mất không thấy. Sau đó đám người Tiêu Viêm cũng hối hả đuổi theo, nương theo sự dao động của không gian, từng thân ảnh liên tiếp biến mất, ngắn ngủi không đến một phút, 11 người lần lượt biến mất trước mắt vô số người đang xem. Nhìn người cuối cùng đi vào cánh cửa không gian, sự ngưng trọng trên khuôn mặt Huyền Không Tử cũng giảm bớt, tầm mắt từ trên cao nhìn xuống, trầm giọng nói, hôm nay cần chú ý nhiều một chút, ngàn vạn lần không nên để xảy ra điều gì bất trắc, cường giả của Đan Tháp đều đã được ta an bài ở Thánh Đan Thành, tùy thời đợi mệnh. Nếu xuất hiện biến cố, sẽ lập tức đến trợ giúp. Thiên Lôi Tử gật gật đầu, còn có một số cường giả khác có quan hệ cùng Đan Tháp hiện giờ cũng đang ở Thánh Đan Thành, ta đã phái người nói với họ giúp chúng ta lưu ý nhiều hơn một chút. Huyền Y cũng nhẹ giọng nói, nghe vậy, Huyền Không Tử lúc này mới khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn cánh cửa không gian phía trên, khẽ thở dài, hy vọng hết thảy đều thuận lợi, trong không gian hư vô, đột nhiên xuất hiện một trận dao động. Chừng 10 thân ảnh từ từ hiện lên, thân thể vừa hiện ra, Tiêu Viêm nhất thời cảm nhận được một loại nhiệt độ nóng bức từ không khí truyền tới, cùng lúc đó, trong cơ thể, Lưu Ly Liên Tâm Hỏa cũng đột nhiên phát nhiệt, có tính đối chọi với nhiệt độ bên ngoài, khiến trái tim hắn đập loạn xạ. Loại tình huống này chỉ có khi gặp loại dị hỏa khác mới xuất hiện, nơi này quả nhiên có Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa, trong lòng thì thầm tự nhủ, ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên liếc qua Mộ Cốt lão nhân ở bên cạnh. Lại thấy ánh mắt của lão cũng ánh lên một tia nóng cháy, hiển nhiên, hải tâm diễn trong cơ thể lão cũng cảm ứng được loại biến hóa này. Ánh mắt từ trên người Mộ Cốt lão nhân chuyển sang phía tây, Tiêu Viêm bắt đầu đánh giá cái gọi là tinh vực này, lần trước bởi vì vội vàng xông vào, căn bản là chưa từng có nhiều thời gian để quan sát. Cái gọi là tinh vực, là một phiến không gian mà ba người đứng đầu Đan Tháp đã mạnh mẽ xé rách, loại không gian này, tự nhiên kém hơn so với đan giới, cổ giới. Hơn nữa nhìn qua có chút hoang vắng, quanh mình tràn ngập sương mù nhàn nhạt, trong lúc mơ hồ, có thể thấy chút ít ánh sáng mỏng manh thẩm thấu qua mảnh không gian này, hình thành những vệt sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bàn tay Tiêu Viêm tùy ý chụp lấy ánh sáng mỏng manh kia, nhưng trong tay chỉ là một mảng lạnh lẽo, khiến đôi mắt hắn nhíu lại, đây là ánh sáng từ các ngôi sao, tuy tinh vực cũng không thể cản trở ánh sáng của ngôi sao thẩm thấu vào, chẳng qua ban ngày là thời điểm lực lượng của ngôi sao yếu nhất. Vì vậy chúng ta có thể tiến vào từ phía sau, trưởng lão Khâu Lăng ở phía trước giờ phút này thản nhiên nói. Nghe vậy, đám người Tiêu Viêm cũng thoáng giật mình, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được xưng là tinh không chi hỏa, nó ngưng tụ từ lực lượng của sao mà sinh ra, chỉ cần lực lượng của sao còn thì nó vĩnh sinh bất diệt. Thế giới này, lực lượng của ngôi sao có đôi khi nhìn như hoàn toàn biến mất, nhưng chẳng qua là vì ban ngày nên lực lượng của nó tương đối yếu nhược mà thôi. Đi theo ta, không cần tách rời. Phiến tinh vực này tồn tại ở khe không gian, trong đó có vài chỗ tiếp xúc đến không gian hư vô, nếu xông vào đó, hậu quả chắc các ngươi biết rõ. Khâu Lăng phất phất tay, thân hình vừa động, liền tiến về phía trước, đám người thấy thế cũng vội vàng đuổi theo. Tinh vực trước mặt so ra kém đan giới, nhưng nếu tương đối mà nói, không gian trước mặt này, theo suy đoán của đám người Tiêu Viêm, chỉ sợ so với Thánh Đan Thành khổng lồ kia cũng không kém. Lúc này, bọn họ đã bay được gần 10 phút nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy đường biên giới hạn để có thể tìm ra một chút manh mối. Chẳng qua tuy nói phi hành lâu như vậy, tuy chưa thấy được mục tiêu, nhưng đám người Tiêu Viêm lại có thể cảm giác được nhiệt độ chung quanh mình càng ngày càng cao. Đến cuối cùng, đám người Tống Thanh đã không thể không vận đấu khí từ trong cơ thể để chống chọi với cái nhiệt độ như thiêu như đốt này. Loại nhiệt độ này, Tiêu Viêm vẫn không cảm thấy một chút gì, hắn có dị hỏa hộ thể. Kháng tính với nhiệt độ hơn xa người bình thường có thể so sánh, trong lòng đoàn người buồn bực,
cứ bay vút đi trong không gian hư vô, phi hành như thế được gần 10 phút nữa. Lúc này ngoại trừ Tiêu Viêm, Đại trưởng lão, Mộ Cốt lão nhân, Thanh Hoa lão quái vẫn chưa thi triển đấu khí để bảo vệ cơ thể ra, những người còn lại đều phải dùng đấu khí hùng hậu để bao bọc, nhiệt độ nơi này cũng đã khá cao, hình như sắp đến nơi. Vừa phi hành, Tiêu Viêm vừa liếc mắt nhìn qua những người khác, trong lòng đột nhiên xao động, ánh mắt bắn thẳng về phía xa xôi trước mặt, lưu ly liên tâm hỏa trong cơ thể hắn đột nhiên kịch liệt dao động, loại phản ứng này chính là lần mạnh mẽ nhất trong những năm gần đây. Khi Tiêu Viêm có cảm ứng thì khuôn mặt Mộ Cốt lão nhân bên cạnh cũng tràn ngập hưng phấn, liếm liếm môi, khuôn mặt lão hiện rõ vẻ thèm thuồng. Những người khác dù không có dị hỏa cảm ứng nhưng cũng có thể thấy được nhiệt độ chung quanh mình đột nhiên tăng lên một cách chóng mặt, lập tức trong lòng hiểu được, cuối cùng cũng tới nơi rồi. Khi trong lòng mọi người lặng yên tăng thêm đề phòng thì ở chỗ không gian hư vô xa xôi kia, đột nhiên một cổ ánh sáng nóng rực mạnh mẽ xuất hiện, tia sáng mãnh liệt, giống như mặt trời ban trưa, làm cho ánh mắt mọi người có chút đau đớn. Đã đến rồi, các ngươi nên cẩn thận một chút, nhớ rõ, ai nếu có cử chỉ khác thường, lão phu có quyền chém giết tại chỗ. Đại trưởng lão Khâu Lăng cầm đầu đám người đột nhiên ngừng lại, quay đầu dùng ánh mắt sắc bén bình tĩnh đảo qua mọi người, cuối cùng dừng trên người Mộ Cốt lão nhân lạnh lùng nói. Nói xong những lời này, Khâu Lăng mới từ từ thả chậm tốc độ, bay xuống phía dưới, sau đó đám người Tiêu Viêm cũng lần lượt đuổi theo. Dần dần tiếp cận một ít với ánh sáng chói mắt kia, vật thể bên trong nó, bây giờ mới rõ ràng trong tầm mắt bọn họ. Ực, khi nhìn rõ được vật thể trong vòng sáng kia, sắc mặt đám người Tiêu Viêm nhất thời dại ra, ít hầu hơi động, gian nan nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy vẻ rung động. Trong vòng hào quang là một cự long không nhìn thấy đuôi, đôi mắt cự long đóng chặt, phía trên thân thể khổng lồ lượn lờ một loại tử hắc sắc hỏa diễm quỷ dị, khi ngọn lửa bốc lên, không gian quanh đấy đều xuất hiện cảm giác vặn vẹo. Trong không gian mờ mịt nơi cự long chiếm cứ, tử hắc sắc hỏa diễm không ngừng từ trong cơ thể nó thẩm thấu ra, không biết mệt mỏi thiêu đốt không gian. Loại tình cảnh đồ sộ này khiến cho người ta có một cảm giác rung động không thể che giấu. Mặc dù lúc trước khi linh hồn xuất thể, Tiêu Viêm đã gặp qua một lần, nhưng lần đấy chỉ là thoáng nhìn, hiện giờ tự mình tới gần, mới có thể cảm nhận được rõ ràng kỳ quan thiên cổ rung động nhân tâm này. Đứng trước mặt cự long, đám người bọn hắn giống như một đám kiến hôi, cảm thấy mình thật nhỏ bé. Đây chính là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sao? Trầm mê ở bên trong, có thanh âm một người khẽ nỉ non. Tuy hiện tại cự long vẫn nhắm chặt hai mắt, nhưng loại long uy nồng đậm này lại khiến cho người khác cảm giác run rẩy xúc động. Loại hình thể này quá mức kinh thế hải tục. Mộ Cốt lão nhân cũng bị hình thể của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chấn kinh một hồi, nhưng dù gì cũng là một cường giả đấu tôn, bát phẩm luyện dược tông sư, kiến thức bất phàm. Bởi vậy lão rất nhanh liền phục hồi tinh thần, trong mắt vẻ tham lam càng đậm đặc hơn. Sau khi người đầu tiên mở miệng than thở, những người khác cũng từ trong rung động mà phục hồi lại tinh thần, quay mặt nhìn nhau một cái, tất cả đều âm thầm cắn lưỡi, thứ này, cũng thật sự là quá mức dọa người đi. Tiêu Viêm đưa tay về phía cự long, lòng bàn tay đột nhiên nóng lên một chút, lập tức trong lòng xao động, ánh mắt gắt gao nhìn cái long ấn mà Tử Nghiên gieo xuống, xem ra Tử Nghiên nói quả nhiên không sai. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa này trong cơ thể cũng bị gieo xuống một cái long ấn. Nhận thấy biến hóa của long ấn trên bàn tay mình, trong lòng Tiêu Viêm cũng khẽ động, âm thầm nói, đây là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhưng hiện nay nó đã bị phong ấn, tiếp theo, các ngươi tiến lên thử xem có thể dùng thủ đoạn ôn hòa để thu phục nó hay không. Khâu Lăng trầm giọng nói, nhớ kỹ, phải sử dụng thủ đoạn ôn hòa, vạn lần không thể khiến nó từ trạng thái ngủ say tỉnh lại. Trong lúc nói chuyện ánh mắt Khâu Lăng cũng tràn ngập hàn ý, mà ánh mắt này vẫn như trước đều nhằm vào Mộ Cốt lão nhân, xem ra đối với lão già này, hắn rất đề phòng cùng chán ghét. Đối với ánh mắt này của Khâu Lăng, Mộ Cốt lão nhân cũng chỉ cười lạnh một tiếng, không đáp lời cũng không cãi lại. Nhìn thấy Mộ Cốt lão nhân như vậy, Khâu Lăng cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, sau đó tầm mắt nhu hòa chuyển hướng về phía Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm ngươi lần này là quán quân của đan hội, do vậy, ngươi tới trước đi. Khâu Lăng vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Tiêu Viêm. Trước những ánh mắt soi mói này, sắc mặt Tiêu Viêm cũng không thay đổi, hơi ngập ngừng rồi khẽ gật đầu, sau đó hít một hơi, chậm rãi hướng về phía cự long đang ngủ say kia. Càng tiến gần đến cự long, long uy phát ra ngày càng mạnh, làm Tiêu Viêm mơ hồ cảm giác hai chân mình như muốn khuỵu xuống. Nhận ra biến hóa này, Tiêu Viêm khẽ nhíu mày. Quả nhiên Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vô cùng quỷ dị. Chẳng lẽ nó thật sự biến hóa thành thái hư cổ long? Ý niệm đó chợt hiện lên nhưng không ảnh hưởng nhiều, trong đầu Tiêu Viêm nãy giờ vẫn âm thầm đề phòng tất cả.
từ khí thế cho thấy vẫn lạc tâm viêm năm đó không thể nào sánh bằng tam thiên diễm viêm hỏa được. Nếu lúc này chẳng may sơ sẩy bị lật thuyền trong mương thì hắn muốn hối hận cũng không còn kịp nữa. Mọi người chăm chú nhìn hành động của hắn. Một lúc sau, Tiêu Viêm đã trôi nổi trước mặt Cự Long. Từ phía xa nhìn lại, thân thể lơ lửng trên không kia so sánh với thân thể khổng lồ của tam thiên diễm viêm hỏa quả thật nhỏ bé đến mức không đáng kể. Hôm nay, đối diện với tam thiên diễm viêm hỏa, thêm một lần nữa Tiêu Viêm có thể chân chính cảm nhận sự chấn động mà dị hỏa mang đến cho mọi người. Bàn về hình thể, sợ rằng hắn cũng chỉ bằng một miếng vảy rồng trên người nó mà thôi. Tuy rằng tam thiên diễm viêm hỏa nhắm chặt long nhãn, nhưng khi đứng trước mặt nó, trong lòng Tiêu Viêm vẫn xuất hiện cảm giác kỳ lạ, giống như tên kia đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng. Cảm giác ấy làm Tiêu Viêm thấy khó chịu, vội vàng ngưng định tâm thần. Tiêu Viêm sờ lên trán của tam thiên diễm viêm hỏa, có một mảng long lân chưa bị hắc hỏa diễm bao phủ, sau đó rót lực lượng linh hồn của ngươi vào trong. Nếu như may mắn, không chừng có thể thu phục được nó. Trong lúc Tiêu Viêm vẫn còn đang thất kinh thì giọng nói của Khâu Lăng đã vang lên từ phía sau. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi cười khổ, tam thiên diễm viêm hỏa này nào dễ dàng bị hàng phục như vậy. Mặc dù trong lòng suy nghĩ như thế nhưng Tiêu Viêm vẫn nghe theo bước lên, tìm mảng long lân mà Khâu Lăng nói. Quả nhiên ngay phần đó không có hỏa diễm lượn lờ xung quanh, Tiêu Viêm nhìn lướt qua mảng long lân. Đột nhiên từ chỗ đó, hiện lên đầy những sợi tơ màu đen như tơ nhện, bệnh lại với nhau, tạo thành một ký hiệu cực kỳ kỳ dị. Ký hiệu này dính chặt trên long lân, giống như một tấm lưới đen khổng lồ, bao trùm cả tam thiên diễm viêm hỏa. Đây là phong ấn, nhìn ký hiệu màu đen này, khóe mắt Tiêu Viêm giật giật, ánh mắt lập tức chuyển sang những mảng long lân khác. Quả nhiên mấy chỗ còn lại đều hiện lên y hệt như vậy, trong lòng hắn liền hiểu rõ, cái này hẳn là do ba người Huyền Không Tử liên thủ phong ấn nên, lực lượng phong ấn thật mạnh mẽ. So với phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm năm đó ở nội viện còn mạnh hơn vô số lần. Cảm thụ được sức mạnh của phong ấn, Tiêu Viêm không khỏi âm thầm chắc lưỡi, không trì hoãn thêm nữa, hắn bước lên một bước, giơ tay ra chạm nhẹ vào khối long lân không có hỏa diễm bao quanh. Chạm vào lớp long lân nhưng hắn cảm nhận được thân nhiệt cơ thể, ngược lại còn xuất hiện cảm giác lạnh lẽo mơ hồ. Nhưng lúc này hắn không còn thời gian để suy xét nữa, khẽ nhắm mắt lại, linh hồn lực từ mi tâm truyền chậm chậm theo cánh tay, sau đó vượt qua long lân tiến vào bên trong. Ở cách đó không xa, Khâu Lăng, Tào Dĩnh, Mộ Cốt lão nhân đều chăm chú theo dõi từng hành động của Tiêu Viêm từ lúc bắt đầu đến khi hắn truyền linh hồn lực vào trong cơ thể tam thiên diễm viêm hỏa. Bành! Khi Tiêu Viêm truyền linh hồn lực vào thì đột nhiên vang lên một âm thanh trầm thấp rất nhỏ, chợt linh hồn lực của Tiêu Viêm như đột phá được tầng ngăn cách nào đó, xuất hiện tại mảnh không gian hư vô quỷ dị, không gian này tràn ngập hỏa diễm màu đen tím. Ở bên trong hỏa diễm, có một con cự long thu nhỏ, nhưng lúc này nó đang nhắm mắt, giống như ngủ say vậy. Nhìn cảnh tượng này, Tiêu Viêm biết đây chính là bổn nguyên chi hỏa của tam thiên diễm viêm hỏa, mặc dù biết rõ muốn thu phục được nó sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng thứ này cũng không làm ảnh hưởng đến sự nóng bỏng trong mắt Tiêu Viêm. Ước mơ bấy lâu nay của hắn, hết chạy đông rồi lại chạy tây tìm kiếm, cuối cùng đã thành hiện thực, giơ tay ra có thể chạm được nó. Hít sâu một hơi, đè nén sự kích động trong lòng, tia linh hồn lực của Tiêu Viêm từ từ phiêu tán ra, sau đó chậm chậm hướng tới tiểu hỏa long kia, bao quanh thân thể nó vô cùng ôn nhu. Sức mạnh trong tia linh hồn không ngừng tràn ra thông điệp thân mật, mặc dù làm như vậy cả Tiêu Viêm cũng thấy quá ngây thơ. Nhưng giờ đã không còn cách nào khác. Sau khi Tiêu Viêm phát ra tin tức thân mật này, mọi thứ vẫn yên lặng, gần như không có lấy nửa điểm phản ứng. Phương pháp này quả nhiên không thể sử dụng được, trong lòng Tiêu Viêm vô cùng bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu. Ngay lúc hắn muốn thu hồi linh hồn lực, đột nhiên xuất hiện kỳ biến. Tiểu hỏa long vốn nhắm chặt đôi mắt giờ lại chợt mở ra, tử hắc hỏa diễm ngập tràn đôi long nhãn, vô cùng băng lãnh, nhìn chăm chú tia linh hồn lực của Tiêu Viêm. Lông tơ trên cả người Tiêu Viêm đều dựng đứng lên. Bổn nguyên chi hỏa của tam thiên diễm viêm hỏa quả nhiên không hề ngủ say. Tên nhân loại ngu xuẩn, ngay khi Tiêu Viêm còn đang khiếp sợ thì đột nhiên từ miệng hỏa long phát ra một thanh âm lạnh như băng bằng tiếng nhân loại, lộ ra vẻ đùa cợt. Nó còn có thể nói được cả tiếng người. Nghe lời kia, khóe miệng Tiêu Viêm nhất thời co quắp lại. Vẫn lạc tâm viêm mà hắn gặp năm đó đã rất bất phàm rồi, nhưng xem ra hôm nay tam thiên diễm viêm hỏa còn ác liệt hơn. Nói thẳng tiếng người, hơn nữa còn biết biểu lộ hàm ý cười nhạo người khác, quả nhiên bất kể cái gì sống đã lâu, đều thành tinh cả. Khụ, khụ. À, ta tới nơi này vì muốn giải cứu ngươi, giúp ngươi được tự do,
Thời điểm Tiêu Viêm thốt ra mấy lời này, bản thân hắn cũng thấy mình vô cùng dối trá, thậm chí nổi cả da gà vì lời nói đó. Cút, đối mặt với lời nói đại nghĩa cảm động lòng người của Tiêu Viêm, vẻ đùa cợt trong mắt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa càng đậm. Lần này, nó không tiếp tục nói nhảm nữa, thanh âm lạnh như băng trực tiếp phát ra, một lời nói chắc như đinh đóng cột, không đợi Tiêu Viêm nói thêm điều gì nữa, tử hắc hỏa diễm trong cơ thể Hỏa Long đột nhiên tuôn ra dữ dội, khí thế phô thiên cái địa trực tiếp cuốn phăng Tiêu Viêm đi. Nhìn thấy tên gia hỏa vừa nói đã hành động ngay, sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi. Hắn biết, bản thân không phải đối thủ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, lập tức nhanh chóng thu hồi những tia linh hồn lực lại. Suy, suy, hắn lùi đã nhanh, nhưng tử hắc hỏa diễm còn nhanh hơn mấy phần. Vừa thấy thân ảnh lóe lên, đã đuổi theo trực tiếp cuốn phăng tia linh hồn của Tiêu Viêm vào bên trong ngọn lửa, đốt cháy tất cả thành hư vô. Bên trong tinh vực, tay của Tiêu Viêm vẫn đặt trên trán của Cự Long. Đột nhiên đôi mắt hắn mở to, thu tay về nhanh như bị điện giật, rồi vội lui về phía sau, trong lòng vẫn còn sợ hãi sự ác liệt của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tên kia cũng thật quá quắc, trực tiếp thiêu đốt một tia linh hồn của ta, trong lòng không ngừng nguyền rủa. Tiêu Viêm lau đi mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán, sau đó quay lưng nhìn đám người Khâu Lăng, buông tay ra, giọng nói rầu rĩ, ta thất bại, tên kia quá hung hãn. Nghe vậy, trong mắt Khâu Lăng xẹt qua chút thất vọng, khẽ gật đầu, thở dài nói, đã như vậy thì người kế tiếp lên đi. Hắn vừa dứt lời, Mộ Cốt lão nhân đã nhanh chóng bước tới. Vừa thấy vậy, thân hình Khâu Lăng chợt động, trong mắt nhất thời xuất hiện vẻ lạnh lẽo, sải bước dài, chắn trước mặt hắn. Thấy thế, trong mắt Mộ Cốt lão nhân khẽ híp lại, cười lạnh nói, ha ha, gì thế này? Chẳng lẽ trưởng lão Khâu Lăng không muốn ta xuất thủ, xem ra muốn có tư cách tham dự cũng phải được Đan Tháp yêu thích a. Mộ Cốt, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng manh động, nếu không, hừ, giọng nói của Khâu Lăng đầy lạnh lẽo, sặc mùi đe dọa, nếu như ta thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, không phải đã giúp Đan Tháp các ngươi giảm đi một đại họa hay sao? Mộ Cốt lão nhân khẽ cười, sau đó vượt qua Khâu Lăng, tiến về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Khâu Lăng khẽ nắm chặt tay lại, đảo mắt nhìn về phía đám người Tiêu Viêm, Tào Dĩnh, mục đích để hai người đề cao cảnh giác chuyện bất trắc. Sau đó hắn xoay người đi bên cạnh Mộ Cốt lão nhân như hình với bóng, đấu khí bộc phát tỏa ra xung quanh thân thể, không chút giấu giếm. Chỉ cần Mộ Cốt lão nhân hơi vọng động, hắn sẽ xuất thủ ngay lập tức. Dù cho Khâu Lăng đứng theo dõi kè kè bên cạnh, Mộ Cốt lão nhân không hề để ý, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lẽo, bàn tay chạm vào Long Lân sau đó nhắm đôi mắt lại, nhìn hành động của Mộ Cốt lão nhân, đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm và Tào Dĩnh đều lặng lẽ ngưng tụ. Nếu quả thật hắn dám động tay động chân, chỉ sợ bọn họ không tránh khỏi bị liên lụy. Mọi người đều chăm chú xem diễn biến kế tiếp nhưng rốt cuộc dị động trong tưởng tượng bọn họ cũng không xuất hiện. Sau khi Mộ Cốt lão nhân nhắm mắt được chừng 10 phút, đôi mắt đột nhiên mở ra, cước bộ lui về sau hai bước, khẽ chau mày, miệng lầm bầm chửi rủa. Nhìn thấy Mộ Cốt lão nhân cũng thất bại quay về, thêm nữa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đang ngủ say không có biến cố gì, trong lòng Khâu Lăng mới thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Sau đó tiếng của Khâu Lăng vang lên, người kế tiếp, trong khoảng thời gian còn lại, đoàn người ở phía sau cứ từ từ lục tục tiến lên, nhưng không ai chiếm được vận may, tất cả đều thất bại mà về. Trong đó có một người thực lực yếu kém, không chịu được áp lực, trực tiếp phun ngụm máu lên đầu Cự Long. Nhìn thấy người cuối cùng thất thểu quay lại, Khâu Lăng khẽ thở dài, trong đôi mắt không giấu được vẻ thất vọng. Nếu như đã không có ai thu phục được nó, vậy tất cả trở về đi. Phất phất tay áo, Khâu Lăng mở lời, giọng nói vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng ngay lúc đó, Tiêu Viêm lại thấy rõ ràng khóe miệng Mộ Cốt lão nhân nhếch lên, hiện ra nụ cười quỷ dị. Lập tức hắn thấy rùng mình trong lòng, thầm nghĩ có chuyện không ổn rồi, hắc hắc. Khâu Lăng, cứ như vậy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ mãi mãi không bị hàng phục đâu. Tiếp theo, để lão phu biểu diễn một phen cho các ngươi mở rộng tầm mắt, tiếng cười quỷ dị đột ngột xuất hiện, làm mọi người ở đây ai ai cũng biến sắc. Khi tiếng cười quỷ dị kia vang lên, trong nháy mắt sắc mặt Khâu Lăng âm trầm hẳn. Không hề chậm trễ phóng ra một luồng đấu khí bàn bạc, âm thanh như xé gió, lao về phía Mộ Cốt lão nhân. Triết! Triết! Luồng đấu khí đấy không thể đánh trúng Mộ Cốt lão nhân. Thân hình hắn cực kỳ nhanh nhẹn nhanh chóng lui về sau. Hai tay hắn đột nhiên kết xuất vài cái thủ ấn phức tạp nhìn muốn hoa cả mắt, rồi khi mấy thủ ấn đó được phát động, đám người Tiêu Viêm chợt cả kinh, chỗ Long Lân trên trán Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đột nhiên cũng hưởng ứng theo truyền ra một luồng năng lượng dao động rất nhỏ. Không ổn, nhận thấy tình trạng trước mắt,
đám người Tiêu Viêm ai nấy đều biến sắc. Mộ Cốt, ngươi dám? Giờ phút này, sắc mặt Khâu Lăng biến đổi, vô cùng phẫn nộ quát to, hắc hắc, thiên hạ còn chưa có chuyện nào mà lão phu không dám làm. Mộ Cốt lão nhân không hề để ý tiếng quát của Khâu Lăng, khẽ cười lạnh đáp trả, thủ ấn nhanh chóng thành hình, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm quỷ dị, yên tâm, lão phu chỉ muốn giúp Đan Tháp các ngươi giải quyết gọn gàng phiền toái này thôi. Lời nói vừa dứt thì từ miệng Mộ Cốt lão nhân phát ra tiếng quát to, phát, sau tiếng quát đó, một tiếng nổ mạnh vang lên, giống như kinh lôi đột nhiên giáng xuống mãn không gian này, không hề có dấu hiệu báo trước, tiếng nổ như tạc đạn vừa dứt, đám người Tiêu Viêm không hẹn mà đều nhìn về phía Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, sau đó bọn họ thấy được, mãn long lân không bị tử hắc hỏa diễm bao quanh trên trán của nó đã bị phá vỡ, nhìn thấy cảnh này, đám người Tiêu Viêm lập tức biến sắc. Con cự long chậm rãi mở to đôi long nhãn. Hiển nhiên, phong ấn hoàng mỹ kia đã không còn nguyên vẹn như trước nữa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thức tỉnh rồi, nhìn thấy long nhãn từ từ mở ra, một tiếng hô to vang lên làm mọi người đều giật mình, dẫn đến tiếng bàn tán xôn xao ở xung quanh. Một lát sau, long mục lóe sáng lộ ra sự băng lãnh đến đáng sợ, quét nhìn đám người Tiêu Viêm. Sau đó, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngửa mạnh đầu lên trời, phát ra long ngâm kinh thiên động địa, quỳnh. Sau tiếng long ngâm vang thấu trời xanh kia, tử hắc hỏa diễm bao quanh thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đột nhiên rực rỡ hơn, tựa như thiên hỏa, bao phủ cả một mảng không gian, tử hắc hỏa diễm bộc phát dữ dội. Vào thời khắc này, phù văn đen tuyền dày đặc trên người Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chợt sáng bóng hẳn lên, giống như một tấm lưới khổng lồ, bao quanh chặt chẽ thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa liều mạng giãy giụa, tiếng gầm vang vọng hư không. Tử hắc hỏa diễm điên cuồng đốt cháy đám phù văn đen tuyền kia. Hơn nữa, từ trong hư vô, có luồng tinh thần lực thanh lương không ngừng thẩm thấu ra, liên tục truyền vào trong thân thể khổng lồ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Đối mặt với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã im hơi lặng tiếng rất nhiều năm giờ lại liều mạng vùng dậy, cho dù là phù văn đen tuyền kia thì đến giờ phút này cũng bị đặt ở thế hạ phong. Bị tử hắc hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, một số phù văn trở nên ảm đạm rất nhiều. Mộ Cốt, ngươi đang muốn chết. Đối mặt với tình huống Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bất ngờ thức tỉnh, đây thực sự nằm ngoài dự liệu của Khâu Lăng. Đến lúc khôi phục lại bình tĩnh, khuôn mặt hắn xanh mét, vô cùng đáng sợ, gầm lên một tiếng bộc phát sát ý và lửa giận vô cùng vô tận, hắn nhào tới Mộ Cốt lão nhân quyết ăn thua đủ. Nhìn thấy Khâu Lăng lao tới khí thế bừng bừng, sắc mặt Mộ Cốt lão nhân chợt biến hóa, cười lạnh nói, hắc hắc, Đan Tháp các ngươi không thể thu phục được dị hỏa này, vậy còn cố giữ làm gì? Không bằng để hồn điện bọn ta giúp chút sức lực, thế không phải tốt hơn sao? Tiêu Viêm, các ngươi mau bóp nát Ngọc Châu, báo cho hội trưởng nhanh chóng tới đây. Dù lửa giận cháy bừng bừng nhưng Khâu Lăng vẫn còn chút tỉnh táo, trong lúc tấn công Mộ Cốt lão nhân vẫn không quên quát lớn phân phó Tiêu Viêm. Nghe thấy tiếng quát của Khâu Lăng, đám người Tiêu Viêm, Tào Dĩnh đang nghe truyện trên TV audio CV vội gật đầu lấy Ngọc Châu truyền tin từ trong nạp giới ra, chuẩn bị bóp nát thì có kỳ biến xuất hiện. Một luồng kinh phong bén nhọn đột ngột xuất hiện, hóa thành cây châm nhỏ đâm trúng Ngọc Châu. Vì công kích xuất hiện quá bất ngờ, ngoại trừ Tiêu Viêm thì Ngọc Châu trong tay mấy người Tào Dĩnh đều bị đánh bay ra phía xa. Tiêu Viêm khẽ hừ lạnh, hai ngón tay nhanh như chớp kẹp lấy cây châm nhỏ đang bay tới, giữ chặt lấy nó, tay còn lại bóp nát Ngọc Châu. Sau đó chuyển tầm mắt sang hướng kinh phong bắn tới, thấy hai người xuất thủ cũng nằm trong danh sách 10 người dự thi, không nghĩ tới chỗ này vẫn còn người của Hồn Điện. Nhìn hai người này, Tiêu Viêm khẽ cười lạnh. Hắn quả thực đã xem thường thực lực của Hồn Điện. Trong danh sách 10 người, ngoài Mộ Cốt lão nhân, lại còn xuất hiện những người khác. Số lượng như vậy so sánh với Đan Tháp cũng không hề thua kém tí nào. Hắc hắc, cho dù ngươi truyền tin thì đã sao? Trong lúc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa giãy giụa phá bỏ phong ấn, ba tên kia còn bận duy trì phong ấn tinh vực, làm sao có thể phân thần. Hơn nữa, hôm nay Thánh Đan Thành vô cùng hỗn loạn. Đám cường giả còn lại của Đan Tháp há còn sức để quản việc này. Lời nói đầy mỉa mai vang lên từ một gã nam tử trung niên sắc mặt âm hiểm, xem ra vì hành động hôm nay mà Hồn Điện bố trí rất chu đáo nhỉ, đôi mắt Tiêu Viêm khẽ híp lại. Theo lời kẻ này thì hỗn loạn tại Thánh Đan Thành có bàn tay của cường giả Hồn Điện, cuốn không ít cường giả của Đan Tháp vào đó. Về phần ba cự đầu của Đan Tháp, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa kia chính là vật kiềm chế tốt nhất. Vì phải duy trì tù lung trong tinh vực này nên bọn họ hiển nhiên không thể tùy ý xuất thủ được. Nếu không kiềm chế thì tinh vực sẽ vỡ vụn, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể phá vỡ phong ấn, cả tòa Thánh Đan Thành cũng sẽ chỉ còn là ký ức mà thôi. Tiêu Viêm, làm sao bây giờ? Tào Dĩnh,
Đan Thần đứng ngay sau hắn, thấp giọng hỏi. Tình huống bây giờ, khi Khâu Lăng đang kịch chiến với Mộ Cốt lão nhân thì chỗ dựa của các nàng chính là Tiêu Viêm, còn với Tống Thanh, nhìn thấy sự việc tiến triển tới mức này thì mặt mày đã tái xanh. Sau một hồi do dự, đành phải đi tới đứng phía sau Tiêu Viêm dù rằng có chút không cam lòng, còn có thể làm gì nữa, hai nơi này chúng ta không thể xen vào được, hiện tại chỉ có thể xem kỳ biến trước mắt, chờ cường giả đang tháp vào trợ giúp thôi. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng, nhẹ giọng nói, nghe vậy, Tào Dĩnh nhị nữ há miệng liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Quả thật hai chỗ này không phải nơi các nàng có khả năng xoay chuyển gì được. Trong lúc đám người Tiêu Viêm đang nói chuyện thì phiến hư không này đột nhiên rung động dữ dội. Một luồng đấu khí mạnh mẽ cuồn cuộn từ trong hư vô tuôn ra, hôi tụ trên thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Ngay lúc đó, những ký hiệu đen tuyền kia chợt sáng lên, đây hiển nhiên do ba vị cự đầu xuất thủ. Trống, cảm nhận phong ấn dần dần mạnh mẽ lên, đôi mắt của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đỏ ngầu, không cam lòng bỏ qua cơ hội thoát khốn cực kỳ tốt thế này. Tuy rằng nó không làm gì được ba cự đầu của Đan Tháp, nhưng bọn họ cũng không làm gì nó được. Hôm nay nếu như không thể tận dụng cơ hội này chạy trốn, vậy thì không phải biết chờ tới khi nào mới có một cơ duyên tới nữa. Bấy lâu nay ở trong này bị phong ấn kìm giữ làm cho nó phải ăn không ít đau khổ. Ngay lúc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa giãy giụa thì một khí tức nồng nặc tính hủy diệt đột nhiên từ trong cơ thể khổng lồ kia tràn ra. Khóe mắt Tiêu Viêm nhảy dựng lên khi cảm nhận sự mạnh mẽ của luồng khí tức này. Ở bên trong hủy diệt hỏa liên của hắn cũng có loại mùi vị tương tự như thế, xem ra Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa muốn chơi mạnh tay hơn rồi. Gào, tiếng gầm trầm thấp đầy tức giận kia không ngừng vang vọng trong không gian. Tử hắc hỏa diễm trên thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chợt động đậy. Mọi người còn đang kinh ngạc thì đã thấy nó bắt đầu ngưng tụ, trong nháy mắt hình thành nên một đóa hỏa liên quỷ dị nhìn vô cùng đáng sợ. Sau đó hỏa diễm tách ra hoàn toàn, hóa thành những giọt lửa màu đen rất nhỏ, áp xuống thân thể cao lớn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa với khí thế cực kỳ hung bạo. Suy, suy, hỏa diễm đen tuyền nhỏ giọt trên thân hình Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, nhanh chóng làm tan ra những hắc tuyến ký hiệu kia. Có thể thấy chiêu này cực kỳ hao tốn năng lượng, bởi vì quan sát kỹ đôi mắt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sẽ dễ dàng nhận ra ánh nhìn có phần ảm đạm đi nhiều. Nhiều năm như vậy, các ngươi nghĩ rằng với mấy thủ đoạn con này có thể phong ấn ta cả đời hay sao? Tuy nói rằng phải tiêu hao năng lượng không hề nhỏ, nhưng trong mắt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lại ánh lên sự hưng phấn tột cùng. Nhiều năm như vậy rốt cuộc nó cũng nghĩ ra được cách phá giải phong ấn đã đày đọa nó bấy lâu nay. Thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa giãy giụa kịch liệt. Còn những hắc tuyến ký hiệu kia cũng nhanh chóng biến mất, mặc dù có nguồn đấu khí mạnh mẽ từ trong không gian kia tuôn ra chữa trị không ngừng, nhưng nhìn kỹ thì gần như không đủ bù đắp lượng bị hư hao. Mau nhìn, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sắp phá vỡ phong ấn rồi. Sắc mặt Tào Dĩnh, Đan Thần, Tống Thanh tái nhợt khi nhìn thấy hắc tuyến ký hiệu trên thân thể dị hỏa dần biến mất. Là người của Đan Tháp nên các nàng biết rõ ràng, một khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thoát khốn thì Thánh Đan Thành phải chịu tai ương khủng khiếp đến mức nào. Trái ngược với ba người, sắc mặt Tiêu Viêm không hề có chút bối rối. Nếu quả thật Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể thoát khốn được, vậy thì cơ hội hắn hàng phục được ngược lại sẽ cao hơn một chút. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cái câu phú quý trong hiểm nguy vẫn có đạo lý của nó. Ha ha ha, Huyền Không Tử, lần này thì rốt cuộc các ngươi cũng thất bại rồi. Trong lúc ánh mắt Tiêu Viêm đang mập mờ suy tính thì cái đầu rồng khổng lồ kia chợt ngẩng lên. Một tràng cười sảng khoái như sấm rền vang dội khắp không gian. Răng rắc, tiếng cười vừa lắng xuống, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa xoay tròn thân thể khổng lồ một cách điên cuồng. Chợt một tiếng động như vật gì bị phá vỡ vang lên, quanh quẩn trong không gian xung quanh. Nghe thấy âm thanh này, thân thể Tào Dĩnh không kìm được rung lên. Phong ấn, bị phá rồi, tiếng vỡ tan tuy rất nhỏ nhưng lại làm tất cả động tĩnh trong không gian hư vô đột ngột dừng lại. Kể cả Mộ Cốt lão nhân và đại trưởng lão Khâu Lăng đang chiến đấu kịch liệt ở gần đó cũng không hẹn mà đồng loạt lùi nhanh ra xa vài chục bước. Sau đó vội vàng đưa mắt nhìn sang Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, cùng lúc ánh mắt mọi người đổ dồn về con hỏa long có thân hình khổng lồ đang vẫy vùng kia. Giờ khắc này, những ấn ký màu đen dày đặc trên long lưng đều đã tiêu tán, tuy đã phá vỡ phong ấn nhưng quang mang trong Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa long cũng đã trở nên ảm đạm đi, mặc dù vậy nó cũng lộ ra hơi thở hung hãn hủy diệt, khiến cho tất cả những người ở nơi này đều không dám khinh thường chút nào. Chết tiệt, Khâu Lăng thấp giọng mắng. Sắc mặt hắn xanh mét khi nhìn thấy Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa Long thoát khỏi phong ấn, hắn biết rằng sự việc đã trở nên phiền toái, bây giờ, ngoại trừ Tam Đại Cự Đầu của Đan Tháp ra còn ai có thể chống lại Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nữa. Ha ha, trái ngược với Khâu Lăng,
Tâm tình Mộ Cốt lão nhân lại cực kỳ hưng phấn, liền bước tới phía trước một bước, cười nói với Hỏa Long, chúc mừng các hạ thoát khỏi phong ấn, bất quá sự việc mà chúng ta thương lượng có thể tiếp tục chứ. Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần ngươi ở Hồn Điện một năm, chúng ta ngay lập tức sẽ trả lại tự do cho ngươi, về điều này ta chắc chắn có thể đảm bảo với ngươi. Ngữ khí của Mộ Cốt lão nhân hoàn toàn xem Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là một vị cường giả nhân loại, đương nhiên đối với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có được linh trí thì cũng bình thường. Lão già này cư nhiên giao dịch với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Nghe được lời nói của Mộ Cốt lão nhân, đám người Tiêu Viêm cảm thấy rùng mình. Long nhãn của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhìn thoáng qua Mộ Cốt lão nhân, trong mắt của nó xẹt qua sự giả dối rất con người, thanh âm trầm thấp từ trong miệng nó truyền ra, "Ân, giao dịch kia tự nhiên không thành vấn đề, nhưng các ngươi cứ chờ ta dạo chơi khắp thế giới xong sẽ theo ngươi đến cái gì gọi là hồn điện kia." Mộ Cốt lão nhân nghe vậy thì nụ cười biến mất nói, "Nói như vậy là ngươi muốn đổi ý sao? Hừ, nhân loại các ngươi đều là cá mè một lứa, muốn ta tin tưởng các ngươi, ngươi đang nằm mơ sao?" Ánh mắt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trở lên băng lãnh, nó đã nếm bao phiền phức trong tay con người, mặc dù nó không biết hồn điện cường đại bao nhiêu, nhưng nó biết chắc rằng bọn chúng cũng nhằm đến căn nguyên chi hỏa của nó mà thôi. Sắc mặt Mộ Cốt lão nhân trầm xuống, hắn cũng dự đoán được rằng sự tình sẽ không thể nào thuận lợi, nhưng hắn cũng không ngờ được là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trở mặt so với hắn còn nhanh hơn. Tiêu Viêm ở cạnh đó nghe được Mộ Cốt lão nhân nói chuyện với Tam Thiên Diễm Viêm như vậy, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, xem chừng hai tên này mặc dù có hợp tác nhưng rõ ràng là có đều có ý đề phòng nhau. Khâu Lăng cũng thấy được trạng thái nơi này, hắn thoáng chần chờ một chút, sau đó liền nháy mắt ra hiệu với đám người Tiêu Viêm, đoàn người chậm rãi thối lui sang một bên. Nếu như Mộ Cốt lão nhân cùng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đánh nhau thì tốt, thực lực của Mộ Cốt lão nhân căn bản không phải đối thủ của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, đợi lúc bọn chúng liều mạng với nhau vậy phiền não này sẽ dễ dàng giải quyết hơn, đến lúc đó cường giả đang tháp ra tay, chắc chắn có thể xử lý được Mộ Cốt lão nhân và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Thấy đám người Tiêu Viêm lui lại đằng sau, Mộ Cốt lão nhân hơi nhíu mày, hắn đương nhiên biết chủ ý của đám người này, nhưng giờ cũng không phải là thời điểm để so đo. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa tuy mạnh, nhưng nói gì thì hắn cũng phải mang nó về hồn điện. Trụ mời ngươi không uống vậy đừng trách lão phu bất nhân bất nghĩa, mặc dù đan tháp không thu thập được ngươi, nhưng hồn điện chúng ta sẽ khiến cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Mộ Cốt lão nhân lạnh lùng nói, suy, Mộ Cốt lão nhân vừa mới nói xong, một đạo bóng đen xé rách không gian mang theo nhiệt độ kinh khủng hung hăng công kích xuống đầu lão, bị đánh bất ngờ khiến Mộ Cốt lão nhân cả kinh, thân hình lão chợt lóe đã hiện cách đó vài chục trượng, ánh mắt âm trầm nhìn cái đuôi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa vừa quật xuống vị trí vừa đứng, trên bàn tay lão xuất hiện một khối ngọc bài màu bạc, sau đó lão đột nhiên bóc nát, ngay sau khi ngọc bài vỡ nát, một luồng không gian chi lực cực kỳ cường hãn đột nhiên bùng phát làm không gian chợt vặn vẹo rồi xuất hiện một cái khe màu đen bên cạnh Mộ Cốt lão nhân, từ trong đó có ba người toàn thân mặc hắc bào chậm rãi đi ra, những người này vừa xuất hiện, ba cổ hơi thở mênh mông giống như gió bão đột nhiên nổi lên, cho dù là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa trong mắt cũng xẹt một vẻ trầm trọng. Hồn Điện Tôn lão, lúc ba người thần bí vừa mới xuất hiện, sắc mặt Tiêu Viêm liền biến đổi, hắn không ngờ rằng Mộ Cốt lão nhân còn có chiêu bài ẩn trong tay. Càng khiến cho Tiêu Viêm nặng nề hơn là thực lực của ba tên hắc y nhân này cũng không kém chút nào so với Mộ Cốt lão nhân. Bốn vị đấu tôn, đội hình như vậy cho dù là các thế lực lớn ở Trung Châu cũng không có được mà Hồn Điện lại dễ dàng phái ra. Tại thời điểm này, Tiêu Viêm không thể không đánh giá cao hơn sự đáng sợ của Hồn Điện. Không gian ngọc giản. Để thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa quả thực Hồn Điện chuẩn bị đầy đủ a. Khuôn mặt Khâu Lăng âm trầm nhìn vào ba đạo thân ảnh xuất hiện từ khe nứt không gian. Nghiến răng nghiến lợi nói, đôi mắt Tiêu Viêm chớp chớp, cái mà Mộ Cốt lão nhân bóp nát gọi là không gian ngọc giản, bất quá bây giờ hắn cũng không quan tâm đến nó, bên Mộ Cốt lão nhân có viện thủ mạnh mẽ và hung hãn như vậy, bốn gã đấu tôn cường giả, chỉ sợ là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa khó lòng mà chống đỡ được. Tuy nói Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa có thể cùng Tam Đại Cự Đầu của Đan Tháp giằng co nhiều năm, nhưng không hẳn là thực lực của nó ngang với Tam họ, dù sao Tam Đại Cự Đầu cũng chỉ là muốn phong ấn nó. Mà phong ấn và giết chết là hai chuyện hoàn toàn trái ngược. Mặc dù Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa được gọi là bất tử chi hỏa nhưng Đan Tháp Tam Đại Cự Đầu muốn hủy diệt nó cũng không phải là không có cách, chỉ bất quá bọn họ cũng biết được mỗi loại dị hỏa đối với luyện dược sư mà nói chính là vật cực kỳ trân quý, mà đây lại là dị hỏa phải trải qua hàng vạn năm mới thành hình, nếu như tùy ý hủy diệt vậy cũng thật là lãng phí. Vì vậy, Tam Đại Cự Đầu của Đan Tháp tình nguyện bỏ nhiều công sức vào xây dựng tinh vực để phong ấn Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa.
tuy nhiên đối với hồn điện lại khác, nếu không thể thu thập tam thiên diễm viêm hỏa trong tay, bọn chúng chắc chắn sẽ không để cho người khác chiếm hữu. Mộ Cốt, hiệu suất làm việc của ngươi thật quá kém, để ba người bọn ta chờ lâu như vậy mà giờ ngươi mới gọi chúng ta đến. Một trong ba nhân ảnh vừa bước ra khỏi khe nứt không gian liền khàn khàn nói, ngươi cho rằng đan tháp là mèo ba chân hay sao? Mộ Cốt lão nhân nhướng mày, âm thanh lạnh lùng vang lên, không cần phải nói nhảm nữa, chúng ta không có nhiều thời gian, đợi khi bọn gây rối ngoài kia bị thu thập, lúc đó đan tháp tam đại cự đầu sẽ tiến vào, chỉ với bốn người chúng ta e rằng cũng không phải đối thủ của họ. Tranh thủ thời gian, kế hoạch lần này điện chủ rất xem trọng, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng đừng hòng yên ổn. Một gã hắc y nhân khác thản nhiên nói, nghe người này nhắc đến hai chữ điện chủ, mấy người còn lại không dám lên tiếng, Mộ Cốt lão nhân cũng run rẩy, ánh mắt toát lên vẻ e ngại. Động thủ đi, cứ dựa theo kế hoạch mà làm, chỉ cần lấy được căn nguyên chi hỏa của tam thiên diễm viêm hỏa, nhiệm vụ của chúng ta xem như đã hoàn thành. Hít sâu một hơi, Mộ Cốt lão nhân liếc mắt nhìn đám người Tiêu Viêm ở phía xa, trong lòng hắn đã nổi lên sát ý với đám người này, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc báo thù, bởi vậy hắn chỉ có thể kiềm chế ý nghĩ giết người xuống. Kết trận, ngăn cản tam thiên diễm viêm hỏa hấp thu tinh không chi lực, Mộ Cốt lão nhân quát lạnh, thân hình tiến tới đầu tiên tiếp theo ba người khác cũng phân ra ba hướng khác nhau vây quanh tam thiên diễm viêm hỏa. Vạn hồn thôn linh trận, tiếng quát lạnh lẽo từ trong miệng bốn người phát ra, từ trong thân thể của họ tuôn ra rất nhiều hắc vụ quỷ dị, trong hắc vụ còn có thể mơ hồ nghe được những tiếng hét thảm thiết. Ngay sau khi hắc vụ tràn ngập không gian, tinh không chi lực liền bị ngăn cách ở bên ngoài, làm cho tam thiên diễm viêm hỏa không cách nào hấp thu được nữa. Nhân loại đáng ghét, nhìn thấy những biến hóa xung quanh, tam thiên diễm viêm hỏa tức giận rít lên, nó vừa mới thoát khỏi phong ấn, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị khống chế lại. Phốc, tam thiên diễm viêm hỏa há miệng phun ra một cục tử hắc sắc hỏa diễm thô to, nơi ngọn lửa đi qua không gian xuất hiện từng đạo vặn vẹo, xoạt xoạt, đối diện với sự điên cuồng của tam thiên diễm hỏa, sắc mặt bốn người Mộ Cốt lão nhân cũng trầm xuống, thủ ấn chợt thay đổi, đột nhiên từng đợt tiếng động vang lên, suy, hắc vụ dao động mãnh liệt. Từ đó có hơn trăm đạo xiềng xích thô to như bắp chân xuất ra, xuyên thủng đạo hỏa trụ của tam thiên diễm viêm hỏa, sau đó giống như cự mãng, ùng ùng bay qua kết thành một tấm lưới lớn bao phủ tam thiên diễm viêm hỏa, nghiệt súc, điều tốt không muốn, lại thích đi tìm chết, lão phu sẽ thành toàn cho ngươi. Ánh mắt Mộ Cốt lão nhân trở nên dữ tợn, trong miệng quát, vạn hồn thiên tỏa, xoạt xoạt, cùng với tiếng quát lạnh Mộ Cốt lão nhân. Vô số đạo xiềng xích đen nhánh không biết làm bằng chất liệu gì ùng ùng kéo đến, mang theo làn hắc vũ khí thế dữ dội, sau đó hợp lại với nhau rồi hung hăng đánh vào thân thể to lớn tam thiên diễm viêm hỏa, xiềng xích chấn động, liền cuốn lấy tam thiên diễm viêm hỏa, gào, nhìn về phía xiềng xích phong tỏa, tam thiên diễm viêm hỏa cũng gầm lên tức giận, thân thể to lớn điên cuồng giãy giụa, tử hắc hỏa diễm từ trong cơ thể trào ra liên tục, không ngừng đốt cháy mấy cái xiềng xích đen nhánh, tử hắc hỏa diễm cuốn lên xiềng xích. Bên trong xích nhất thời truyền ra vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương, từng luồng hắc vụ không ngừng theo xiềng xích trào ra, liều mạng chống đỡ hỏa diễm đang thiêu đốt, ca sát. Trong khi tam thiên diễm viêm hỏa ra sức giãy giụa, một vài xiềng xích đen nhánh trực tiếp bị nó quẩy đứt, nơi xiềng xích gãy, hắc vụ bắt đầu phát ra, mơ hồ ẩn hiện một khuôn mặt nhỏ đầy dữ tợn hiện lên trong cực kỳ quỷ dị, cảm giác được áp lực tăng mạnh trong nháy mắt, sắc mặt Mộ Cốt lão nhân khẽ biến. Hắn quả thật đã xem thường thực lực của tam thiên diễm viêm hỏa, dù vậy, để thực hiện nhiệm vụ hôm nay, bọn hắn cũng đã chuẩn bị tương đối đầy đủ, lập tức hừ lạnh quát lên, vệ hồn, nghe được tiếng quát chói tái, ba gã hắc y còn lại cũng khẽ gật đầu, biến đổi thủ ấn, làn hắc vụ nồng đậm dừ trong tay áo phát ra rồi hóa thành vô số linh hồn dữ tợn đang gào thét thảm thiết, ùng ùng kéo đến đánh mạnh lên thân thể to lớn tam thiên diễm viêm hỏa, phanh phanh phanh. Làn hắc vụ tràn ngập linh hồn dữ tợn vừa chạm đến tam thiên diễm viêm hỏa liền trực tiếp bị tử hắc hỏa diễm đốt thành hư vô, nhưng với số lượng cực kỳ kinh khủng của hắc linh, tựa như một đám thiêu thân, điên cuồng liều mạng lao về phía tam thiên diễm viêm hỏa. Nhìn đám linh hồn gào thét đầy trời, đều bị tam thiên diễm viêm hỏa đốt cháy thành hư vô, sắc mặt đám người Tiêu Viêm thoáng có chút khó coi, hồn điện này quả thật cùng hung cực ác, thi triển ra thủ đoạn lấy linh hồn bị giam cầm này làm pháo hôi cực kỳ ghê tởm, bọn khốn kiếp này. Sắc mặt Khâu Lăng xanh mét, nghiến răng nghiến lợi mắng, Tiêu Viêm vẫn duy trì im lặng, tuy nói thủ đoạn hồn điện tàn nhẫn nhưng không thể không nói hiệu quả thật không tệ,
Những linh hồn kia ùn ùn kéo đến tự sát làm cho tam thiên diễm viêm hỏa lúc trước vốn đã hao tổn vì kết giới của ba cự đầu đang tháp giờ lại càng thêm suy yếu. Gào. Tam thiên diễm viêm hỏa cũng biết mình đang dần đuối sức, lập tức trong mắt đỏ rực lên, tiếng gầm vang vọng khắp hư không, thân thể khổng lồ giống như con quay, đột nhiên xoay tròn. Trong nháy mắt, hỏa diễm phong bạo khổng lồ rộng cả trăm trượng liền hình thành, đốt cháy hắc vụ đang bao quanh. Lách cách, tử hắc hỏa diễm phong bạo lập tức phá không, cắt đứt hết những sợi dây xích đen nhánh ở xung quanh, một luồng hấp lực đáng sợ từ trong gió lốc chợt bùng phát, điên cuồng hút lấy làn hắc vụ đang hung hãn lan xả vào, sau đó đốt chúng thành hư vô. Tam thiên diễm viêm hỏa đột ngột kịch liệt phản kích làm cho bốn người Mộ Cốt lão nhân biến sắc, sức nóng khủng bố từ sợi xích truyền ra làm bốn người liên tiếp bị chấn lui về sau mấy bước mới đứng vững, giơ bàn tay lên thì phát hiện đã cháy đen một mảng, quả nhiên đã khinh thường súc sinh này. Thấy bốn người liên thủ mà còn không khống chế được tam thiên diễm viêm hỏa, trên mặt Mộ Cốt lão nhân cũng xẹt qua một tia ngưng trọng, hít sâu một hơi rồi giữ tợn quát, hiệu triệu bản mệnh hồn tỏa. Nghe được tiếng quát của Mộ Cốt lão nhân, bàn tay đang nâng lên của ba hắc y nhân cũng khựng lại, liếc nhau một cái, lại nhìn thoáng qua lực hút càng ngày càng kinh khủng của hỏa diễm phong bạo, đành hung hăng cắn răng thi triển thủ ấn nhanh như chớp, chợt từ trong miệng truyền ra một tiếng quát chói tai, bản mệnh hồn tỏa, hiện, xoạt. Xoạt, tiếng quát chói tai vừa dứt, một thanh âm va chạm dị thường chói tai vang lên từ hư không. Đám người Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện bốn luồng hắc vụ khổng lồ đến 10 trượng đột nhiên phun ra từ thiên linh cái bốn người Mộ Cốt lão nhân. Hắc vụ mấp máy hình thành xiềng xích khổng lồ đen nhánh giống như bốn con cự mãng. Xiềng xích này nhìn qua cực kỳ đồ sộ, ở bên ngoài tràn ngập những ký hiệu quỷ dị, mơ hồ còn thấy chúng được che kín bởi vô số những khuôn mặt thê lương. Xiềng xích này vừa xuất hiện, những tiếng gào khóc cực kỳ chói tai không ngừng vang lên, làm đám người Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, ngay cả bản mệnh hồn tỏa cũng dám xuất ra, xem ra bốn tên kia cũng bị tam thiên diễm viêm hỏa đánh cho sức đầu mẻ trắng a. Nhìn diễn biến như vậy, trên mặt Khâu Lăng xẹt qua chút vui sướng khi có kẻ gặp họa, tươi cười nói, vật này là gì vậy? Tiêu Viêm tò mò hỏi, hồn điện thủ đoạn cực kỳ quỷ dị khó lường, ta cũng không rõ lắm về bản mệnh hồn tỏa này. Nhưng lại biết bản mệnh hồn tỏa là thủ đoạn cuối cùng của hồn điện tôn lão. Bản mệnh hồn tỏa trực tiếp khóa lại với linh hồn, nếu nó bị hư hao thì bọn hắn cũng bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không đưa bản mệnh hồn tỏa ra, thứ này tuy uy lực cực mạnh, nhưng quá nguy hiểm. Khâu Lăng liếc nhìn một cái hồn tỏa nói, nghe vậy, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Hồn điện này quả nhiên rất quỷ dị, lại có thể luyện ra đồ vật quái dị bậc này. Lập bàn mệnh hồn tỏa trận. Bản mệnh hồn tỏa vừa hiện, trong mắt Mộ Cốt lão nhân xẹt qua tia hung quang quát, phong tỏa, theo tiếng quát, bốn cái xiềng xích khổng lồ liền rít lên tiếng gào cực kỳ bén nhọn, trực tiếp xuyên thủng không gian, lao đến bên ngoài hỏa diễm phong bạo rồi xuyên thủng vào trong, suy 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 suy, xiềng xích khổng lồ đâm vào hỏa diễm rồi đan vào nhau, vẻn vẹn vài lần, bốn cái xiềng xích đã gắt gao quấn chặt lấy phong bạo, kẹt, kẹt, bị bốn cái xích khóa chặt lấy. Hỏa diễm phong bạo đang điên cuồng xoay tròn chậm dừng lại, sau đó hoàn toàn đứng yên. Phong bạo vừa ngừng, tam thiên diễm viêm hỏa lại xuất hiện trong tầm mắt đám người Tiêu Viêm. Giờ phút này thân thể cao lớn của nó đã bị bốn sợi xích xuyên thủng rồi trói chặt lại. Nhìn thấy bốn người Mộ Cốt lão nhân có thể đem tam thiên diễm viêm hỏa bức đến mức độ này, Tiêu Viêm cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Bốn vị đấu tôn liên thủ, quả nhiên đáng sợ, hắc hắc. Mộ Cốt lão nhân nhìn xiềng xích đã khóa chặt lại, sắc mặt tái nhợt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười quái dị, trong lòng thoáng cảm thấy may mắn, lúc tam thiên diễm viêm hỏa mạnh mẽ phá phong ấn đã hao tổn không ít, nếu không bốn người bọn hắn cũng không thể triệt để thu phục con ngựa hoang tam thiên diễm viêm hỏa này, các ngươi khóa nó lại, ta tới lấy bản mệnh chi hỏa. Nhìn mức độ giãy dụa của tam thiên diễm viêm hỏa ngày càng nhỏ, Mộ Cốt lão nhân trên mặt đầy hưng phấn nói, một gã hắc y nhân trầm giọng nói, nhanh một chút, bản mệnh hồn tỏa trói chặt nó cũng hơi miễn cưỡng, chúng ta cũng không kiên trì được bao lâu. Giờ phút này, âm thanh của hắn cũng có chút suy yếu, giải quyết tam thiên diễm viêm hỏa khó khăn vượt xa bọn hắn dự đoán. Mộ Cốt lão nhân gật gật đầu, hải tâm diễm cũng bùng phát từ trong cơ thể ra, thân hình vừa động đã xuất hiện bên cạnh tam thiên diễm viêm hỏa. Nhìn thân thể nó đang ra sức giãy dụa không khỏi cười gằn, dữ tợn nói rượu mời không uống, nghiệt súc, ngươi phải chịu hậu quả này, hối hận sao? Trong lúc nói chuyện, Mộ Cốt lão nhân cũng không dừng lại, trực tiếp phá vỡ miếng vảy trên trán tam thiên diễm viêm hỏa. Giờ phút này,
có một cái hắc động chừng nửa trượng đang giấu căn nguyên chi hỏa của Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa trong đó. Nhìn vào hắc động kia, trong mắt Mộ Cốt lão nhân hiện ra vẻ tham lam, vừa muốn xông vào thì Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa bỗng đình chỉ dãy dụa, trong long nhãn xẹt qua một tia hung quang. Hưu, đúng lúc Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa đình chỉ dãy dụa thì trong lòng Mộ Cốt lão nhân dấy lên một cổ bất an, nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một con tiểu long từ trong động sâu nhanh như chớp lao ra, tử hắc hỏa diễm bên trong nó không ngừng áp súc vào trong cơ thể, mà theo cường độ áp súc, hỏa diễm màu tím đen cũng biến thành màu đen nhánh. Sự chuyển hóa nhanh đến mức làm cho trái tim người ta phát lạnh, một cổ khí tức hủy diệt theo đó mà tràn ngập ra từ cơ thể hỏa long. Súc sinh này điên rồi, lại dám đem căn nguyên chi hỏa phát ra. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Mộ Cốt lão nhân cũng kịch biến, chưa kịp lấy lại tinh thần thì tiểu long đen nhánh đã hiện ra trước mặt hắn, sau đó hung hăng đâm vào thân thể. Phục, nhìn va chạm như nhẹ nhàng nhưng lại làm cho sắc mặt Mộ Cốt lão nhân trắng bệch, trong miệng phục ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm, mà thân hình như gặp phải một đòn nghiêm trọng bay ngược ra, bắt lấy nó. Mộ Cốt lão nhân tuy bị đánh bay nhưng vẫn điên cuồng hét lên, cơ hội tốt. Đôi mắt Tiêu Viêm nhanh như chớp chuyển hướng sang phía tiểu hỏa long đen nhánh, trong mắt xẹt qua vẻ mừng như điên. Hắn tha thiết muốn có Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, hiện giờ lại xuất hiện ngay trước mặt, chỉ cần khẽ vươn tay là có thể chạm đến. Trong lúc Tiêu Viêm tập trung quan sát Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì cách đó không xa Thanh Hoa lão nhân vốn lặng yên theo dõi kỳ biến lúc này thân ảnh cũng hóa thành tia chớp nhằm căn nguyên chi hỏa mà lướt tới. Nhìn thấy Thanh Hoa lão quái phản ứng nhanh như vậy, Tiêu Viêm hơi nhíu mày, ánh mắt lóe ra, nhưng chưa lập tức ra tay, tuy nói hiện giờ căn nguyên chi hỏa đã muốn xuất hiện, nhưng vẫn còn có ba gã hồn điện tôn giả như hổ rình mồi, muốn cướp đoạt, có thể cũng không dễ dàng. Suy, Thanh Hoa lão quái hành động cực nhanh, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt tiểu hỏa long, trong đôi mắt thoáng hiện vẻ nóng nảy, song chưởng đấu khí cuồn cuộn tuôn ra, nhằm hướng hỏa long chụp tới. Hừ, tìm chết, Thanh Hoa lão quái đấu khí vừa mới xuất ra vẫn còn chưa chạm đến căn nguyên chi hỏa, chợt vang lên tiếng quát xóa tan sự tịch mịch, tiếng xích sắt ầm ầm vọng đến, thanh âm lạnh lẽo nhằm vào Thanh Hoa lão quái. Nhận thấy được sức mạnh cũng như sự xảo quyệt và tàn khốc, Thanh Hoa lão quái nhíu mày, thân hình chớp lóe, vội vàng lui về phía sau. Sau đó ánh mắt lãnh khốc nhìn hắc y nhân, hắc hắc. Hồn điện ta ôm gối vô đối, cho nên không thể tha thứ cho bất kỳ kẻ nào dám ngang nhiên hóng hớt. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, hơn 10 sợi xích giống như độc xà không ngừng phát ra những tiếng kêu thê lương, thảm thiết. Ta coi chừng hắn, các ngươi ra tay cướp lấy căn nguyên chi hỏa đi. Hắc y nhân nhìn hai gã hắc y tôn giả trầm giọng nói, nghe vậy hai gã hắc y tôn giả gật gật đầu, thân hình chớp động, nhằm hướng căn nguyên chi hỏa lướt tới. Nhìn thấy hai hắc y tôn giả hành động, Thanh Hoa lão quái nôn nóng muốn bước ra, tuy nhiên chưa kịp động thì mười mấy sợi xích đen ngòm, lạnh lẽo như xé không gian đem toàn thân lão bao vây kín mít. Khốn kiếp, đảo mắt về hướng xiềng xích đang hung hăng đánh tới, Thanh Hoa lão quái nhất thời mắng thầm một tiếng, tuy nhiên cũng không dám khinh suất, đấu khí trong cơ thể lão tuôn ra mãnh liệt, tay không tất sắc cùng hắc y nhân nghênh chiến. Trong lúc Thanh Hoa lão quái bị cuốn lấy thì hai gã hắc y tôn giả một trước một sau đem hỏa long bao vây lại, từ đầu ngón tay bắn ra 10 đạo kình khí đánh về phía Tam Thiên Viêm Hỏa. Tiểu hỏa long thể tích cũng không lớn, ước chừng chỉ dài hơn một trượng, tuy lúc này thể tích của nó khác xa so với trước, nhưng chỉ cần một chút hơi thở cũng làm cho người ta không dám xem thường. Quay mắt về phía hai gã hắc y tôn giả đang liên thủ tấn công mình, Tam Thiên Viêm Hỏa ánh mắt hung hãn chớp động, hôm nay nó vất vả mới thoát được phong ấn, không ngờ vừa ra đã gặp phải hung thần hồn điện. Hiện giờ nó phải thoát ly bản thể. Phốc, ngọn lửa đen kịt bao phủ toàn thân Tam Thiên Viêm Hỏa, đuôi rồng khẽ vung lên hóa thành một vệt tia chớp nhằm hướng hắc y tôn giả đánh tới. Đột nhiên thấy Tam Thiên Viêm Hỏa vồ đến, hắc y tôn giả thoáng kinh hãi, kết cục của Mộ Cốt lão nhân lúc trước làm cho hắn không dám có một chút xem thường, khẽ phất tay áo, hắc vụ khởi động, vô số sợi xích đen ngòm bám chặt vào nhau, giống như một con rắn khổng lồ cùng Tam Thiên Viêm Hỏa va chạm. Keng. Keng. Song phương va chạm, ánh lửa bùng phát, xiềng xích hung mãnh cùng Tam Thiên Viêm Hỏa đập vào vỡ tung. Nghiệt súc này thật mạnh, tuy rằng đã sớm đề cao cảnh giác, nhưng cục diện có chút ngoài ý muốn của hắc y tôn giả, nên lập tức bước chân khẽ động, thân hình hắn nhanh chóng tháo lui. Nhưng hắn mới vừa thối lui thì không gian trước mặt chợt rung động, toàn thân Tam Thiên Viêm Hỏa tối đen trực tiếp từ trong không gian lướt ra mang theo một cổ hơi thở hủy diệt giống như tên bắn lao thẳng đến trái tim của hắc y tôn giả. Tam Thiên Viêm Hỏa đột nhiên tấn công hung hãn khơi dậy khí thế hung ác trong lòng hắc y tôn giả, cái cảm giác mà đã lâu lắm rồi hắn chưa từng trải qua.
Hắc Y Tôn giả hữu chưởng đột nhiên nắm lại, cuồn cuộn âm hàn hắc vụ trong cơ thể tuôn ra mãnh liệt, sau đó một quyền đánh ra, oành, nắm tay cùng hỏa long trùng điệp va chạm vào nhau, một tiếng sấm rền vang vọng trong không gian trống rỗng. Một quyền đánh ra như tia chớp cuốn phăng tất cả, phốc suy, hai người chạm vào nhau, khuôn mặt Hắc Y Tôn giả chợt biến sắc, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Chân chính giao thủ với nhau hắn đã hiểu được Tam Thiên Viêm Hỏa này cực kỳ khủng bố, tuy rằng hiện giờ sau khi trải qua một trận kịch chiến đã có chút suy yếu, nhưng loại lực lượng này giống như chỉ trong nháy mắt là có thể dễ dàng phá hủy phòng ngự trong cơ thể. Hắc Y Tôn giả cước bộ chợt lui, một lúc sau thân hình mới chật vật ổn định lại. Khuôn mặt ngập tràn hoảng sợ, chả trách lúc trước Mộ Cốt lão nhân liên tiếp thất bại, cổ kình khí hủy diệt kia thật sự khó có thể ngăn cản. Bất quá tuy nói Hắc Y Tôn giả bị thương không nhẹ, nhưng ngọn lửa tối đen trên thân thể Tam Thiên Viêm Hỏa cũng phai nhạt rất nhiều, hiển nhiên một kích lúc trước cũng làm nó tiêu hao không ít lực lượng. Động thủ, nó kiên trì không được bao lâu nữa, chùi vết máu nơi khóe miệng, cả Hắc Y Tôn giả thấy ngọn lửa trên thân thể Tam Thiên Viêm Hỏa đột nhiên ảm đạm, nét kinh sợ trong mắt được thay bằng sự vui mừng, hắn quát lên với tên đồng bọn. Nghe vậy gã Hồn Điện Tôn giả kia gật gật đầu, nhưng lại sợ dẫm vào vết xe đổ nên hắn nhủ thầm cần phải cẩn thận rất nhiều. Tay áo vung lên, sương mù bao phủ linh hồn hiện lên, sau đó ùng ùng kéo đến tấn công Tam Thiên Viêm Hỏa vô cùng mãnh liệt. Xem ra hắn định dùng linh hồn bạo phát để làm cho lực lượng còn lại của Tam Thiên Viêm Hỏa hao tổn. Mẹ nó chứ, tuy rằng thủ đoạn này có chút ngoan độc nhưng không thể phủ nhận hiệu quả của nó. Tại những nơi linh hồn lao vào, Tam Thiên Viêm Hỏa chỉ có thể hứng chịu chứ không cách nào né tránh. Trên thân thể nó ngọn lửa màu đen cũng dần dần phai nhạt, có vẻ nó đang trở về màu tím đen trước kia. Trong hư không, Tam Thiên Viêm Hỏa không ngừng tránh né linh hồn bạo phát. Tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng trong hư vô không gian. Nhìn thấy một màn này, Mộ Cốt lão nhân cùng tên Hắc Y Tôn giả kia thở vào nhẹ nhõm, bởi vì nếu bốn gã tôn giả ra tay mà không làm gì được Tam Thiên Viêm Hỏa thì sau khi trở về bọn hắn tất nhiên sẽ bị trừng phạt. Xa xa, Tiêu Viêm nhìn Hồn Điện Tôn giả không ngừng né tránh Tam Thiên Viêm Hỏa, đôi mắt từ từ híp lại, hiện tại hắn có thể cảm nhận được Tam Thiên Viêm Hỏa càng ngày càng yếu, sự tình không ổn, không nghĩ tới đám người Hồn Điện như thế mà ngoan độc, có thể dùng thủ đoạn này để làm tiêu hao lực lượng của Tam Thiên Viêm Hỏa, nếu tiếp tục như vậy e rằng Tam Thiên Viêm Hỏa sẽ rơi vào tay bọn họ. Sắc mặt Khâu Lăng bên cạnh lúc này cũng ngưng trọng dị thường, trầm giọng nói, sư phụ, bọn họ còn chưa ra tay. Tào Dĩnh nhíu đôi lông mày kẻ đen nói, mảnh tinh vực này cũng không thể cất chứa nhiều đấu tôn cường giả như vậy, khi bọn hắn tiến vào không lâu, tinh vực liền sẽ sụp đổ, nhưng xem bộ dạng hiện tại, hẳn là ba vị hội trưởng đang củng cố, ta nghĩ có lẽ sau đó không lâu có thể phân tâm tiến vào. Khâu Lăng nói, vậy làm sao bây giờ? Tam Thiên Viêm Hỏa có lẽ kiên trì không được bao lâu. Đan Thần thanh âm nhẹ nhàng nói, sự tình cứ giao cho ta. Đột ngột xuất hiện tiếng cười, làm cho Khâu Lăng ngẩn người ra, chợt ánh mắt chuyển sang Tiêu Viêm, lại thấy vẻ mặt tươi cười. Khâu Lăng đại trưởng lão, có thể mời ngươi ra tay ngăn lại Mộ Cốt lão nhân cùng với gã Hồn Điện Tôn giả bị thương không? Tiêu Viêm liếc cặp mắt vô hồn nói, Mộ Cốt lão nhân cùng gã Hắc Y Tôn giả kia giờ phút này đều bị thương không nhẹ, muốn ngăn cản bọn hắn cũng không khó. Khâu Lăng chần chừ rồi trầm giọng nói, ha, ha, một khi đã như vậy, hai người bọn họ liền làm phiền Khâu Lăng đại trưởng lão rồi, gã Hồn Điện Tôn giả còn lại với Tam Thiên Viêm Hỏa giao cho ta là được. Tiêu Viêm mỉm cười nói, ngươi được không? Nghe vậy Khâu Lăng ngẩn ra, chợt có chút hoài nghi nói, tuy đối với thuật luyện đan của Tiêu Viêm không có gì phải bàn, nhưng hôm nay không phải luyện đan mà là đao thật thương thật, là ngăn chặn Tam Thiên Viêm Hỏa và gã Hồn Điện Tôn giả. Nghe xem hơi thở gã này hẳn là thực lực đã đạt đến đấu tôn tam tinh, lấy sức của Tiêu Viêm, muốn cùng hắn đối kháng, hơn nữa còn muốn thu thập Tam Thiên Viêm Hỏa, đó là công việc không mấy khả quan. Đối với sự hoài nghi của Khâu Lăng, Tiêu Viêm chỉ cười trừ, ngón tay búng ra, một đạo kim quang đột nhiên từ trong nạp giới lướt ra, sau đó hóa thành một đạo nhân ảnh kim sắc, rõ ràng đây là Thiên Yêu Khôi đã trải qua rất nhiều đan lôi mà hóa thành. Nhìn toàn thân hiện lên ánh sáng kim sắc Thiên Yêu Khôi, Khâu Lăng ngẩn người rồi chậm rãi gật đầu, từ trước sự việc trên, hắn cảm thấy một tia hơi thở nguy hiểm thoáng qua. Ngươi đã nắm chắc, vậy Tam Thiên Viêm Hỏa cùng gã Hồn Điện Tôn giả kia liền giao cho ngươi, nếu ngươi có thể hàng phục được Tam Thiên Viêm Hỏa là tốt nhất. Khâu Lăng liếc nhìn Tiêu Viêm một cái thật sâu, hắn hẳn nhiên là biết, Tiêu Viêm đối với Tam Thiên Viêm Hỏa kia cực kỳ hứng thú. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, cũng không nhiều lời, bàn chân đạp vào hư không,
thân hình tựa như tia chớp nhằm hướng hồn điện tôn giả mà đến, thiên yêu khôi bên cạnh hóa thành một đạo cầu vòng kim sắc theo sát phía sau. Tam thiên viêm hỏa, ngươi thuộc về ta. Nhìn tiểu hỏa long màu đen, trong mắt tiêu viêm khó có thể che giấu vẻ nôn nóng. Tiêu viêm, ngươi muốn chết. Tiêu viêm thân hình vừa hiện ra thì đã bị mộ cốt lão nhân phát hiện, ánh mắt lão lập tức trở nên lạnh lẽo quát lớn. Đối với tiếng quát của hắn, tiêu viêm cơ hồ bỏ ngoài tai, đem thiên yêu khôi thi triển tới mức cực hạn, gấp rút chặn trước mặt hồn điện tôn giả đang muốn cướp đoạt tam thiên diễn viêm hỏa. Giết hắn, nhìn thấy tiêu viêm không để ý tới tiếng quát của mình, trong mắt mộ cốt lão nhân đã bộc lộ sát ý, hướng về phía hắc y tôn giả vốn đã bị tam thiên diễn viêm hỏa đánh cho trọng thương, trầm giọng nói. Nghe vậy, tên hắc y tôn giả liền gật đầu, hai người dường như xuất hiện cùng lúc, đấu khí cuồn cuộn phát ra làm cho không gian xuất hiện từng trận dao động. Suy, thân ảnh cả hai vừa động, còn chưa lướt đi được bao xa thì không gian trước mặt đột nhiên vặn vẹo, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra trực tiếp chặn hai người lại. Khâu Lăng, cút ngay, nhìn thấy Khâu Lăng xuất hiện trước mặt, sắc mặt mộ cốt lão nhân thập phần lạnh lẽo hét lên. Đảo mắt nhìn về phía mộ cốt lão nhân, Khâu Lăng cũng lạnh lùng mỉm cười, không cần phí lời, đấu khí trong cơ thể bạo phát, sau đó nhằm hướng hai người trước mặt mà lướt tới. Nhìn thấy Khâu Lăng lao tới hung mãnh, mộ cốt lão nhân hơi biến sắc, tình trạng hiện giờ của hắn có thể không phải là đối thủ của Khâu Lăng, ánh mắt lập tức chuyển hướng sang hắc y tôn giả trầm giọng nói, chúng ta cùng ra tay thu thập lão gia hỏa này đi. Ừm, hắc y tôn giả nghe vậy liền gật đầu, hôm nay hắn cũng bị thương không nhẹ, sức mạnh hủy diệt của tam thiên diễm viêm hỏa đã làm cơ thể hắn bị thương rất nặng, lấy tình trạng hiện giờ của hắn cũng không cách nào đối kháng được với Khâu Lăng, hai người cùng ra tay là lựa chọn tốt nhất. Nhìn thấy mộ cốt lão nhân và hắc y tôn giả liên thủ tác chiến, trong mắt Khâu Lăng thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, vẫn không hề thối lui, ngược lại thái độ càng thêm hung hãn nghênh đón. Khi đám người tiêu viêm bắt đầu có động tĩnh thì hắc y tôn giả vốn đang đánh nhau kịch liệt với thanh hoa lão quái, cũng lập tức phát hiện, hắn khẽ biến sắc tìm cách thoát khỏi vòng chiến, nhưng bất luận là cách gì hắn cũng không thoát được thanh hoa lão quái. Ai, thật sự là xui xẻo, năm đó tranh đoạt dị hỏa gặp Dược Trần lão gia hỏa kia, hiện giờ tranh đoạt dị hỏa lại gặp đệ tử của hắn. Cứ xem như lão phu với ngươi thật sự có duyên phận đi, bằng vào giao tình cùng Dược Trần kia, hiện giờ cũng nên giúp tiểu tử này một tay. Thanh hoa lão quái liếc nhìn tiêu viêm đang lao về phía tam thiên diễm viêm hỏa, trong lòng than thầm, chợt cong người lại, đấu khí mãnh liệt tuôn ra, đem hắc y nhân siết sao cuốn lấy. Khoảng không phía trên, hồn điện tôn giả trong tay áo không ngừng tuôn ra vô số hắc vụ, phản phất bên trong hắc vụ có vô số linh hồn, giống như cơn mưa ào ào trút xuống. Sau đó ở trên thân thể của tam thiên diễm viêm hỏa nổ mạnh, làm cho ngọn lửa màu tím kia dao động một hồi. Nhanh, tam thiên diễm viêm hỏa không còn kiên trì được bao lâu. Nhìn ngọn lửa màu tím trên thân thể tam thiên diễm viêm hỏa dần dần mờ đi, hồn điện tôn giả thở phào nhẹ nhõm. Mà ngay khi hắn thi triển phóng thích linh hồn lần thứ hai thì một đạo kình phong khủng bố dị thường cũng đột nhiên xuất hiện phía sau làm cho hắn không khỏi biến sắc. Xoạt, trong khi sắc mặt hắn kịch biến thì quần áo phía sau lưng cũng xé toạc. Mấy cái hắc vụ ngưng tụ thành xiềng xích bung ra, một hồi âm thanh kim khí va chạm vang vọng cả không gian. Oành, tuy rằng xiềng xích chống đỡ được một kích này, nhưng dư âm của kình khí cũng làm cho hồn điện tôn giả chấn động, phải liên tiếp thối lui về sau hai bước mới đứng vững, sắc mặt âm hàn. Khi hắn ngẩng đầu lên cũng đồng thời nhìn thấy một đạo thân ảnh màu vàng đang đứng tại vị trí của hắn vừa nãy. Tiểu tử, ngươi chán sống rồi à? Hồn điện tôn giả đảo mắt liền thấy thiên yêu khôi đứng phía sau tiêu viêm nên lạnh lẽo nói. Động thủ, tiêu viêm thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhẹ giọng nói, ầm, cùng lúc với âm thanh vang lên, bàn chân của thiên yêu khôi nhất thời đạp vào khoảng không, chỉ nghe âm thanh trầm đục rất nhỏ, thân hình tựa như tia chớp đã xuất hiện trước mặt hồn điện tôn giả, vung lên một quyền mang theo một cổ kình phong khủng bố đánh tới, nhìn thiết quyền của thiên yêu khôi lướt qua làm cho không gian vụn vỡ, hồn điện tôn giả sắc mặt cũng khẽ biến, không dám chậm trễ, vội dùng toàn lực đáp trả. Oành! Nhìn thấy hồn điện tôn giả cùng thiên yêu khôi trong nháy mắt quyện vào nhau, lúc này tiêu viêm mới nở nụ cười, ánh mắt chuyển về hướng tam thiên diễm viêm hỏa cách đó không xa. Lúc này ngọn lửa phía sau thân thể nó đã có phần ảm đạm, bất quá tiêu viêm cũng phát hiện, không gian xung quanh đang không ngừng thẩm thấu ra từng luồng tinh lực, mà những luồng tinh lực này đang bị tam thiên diễm viêm hỏa hấp thu vào trong cơ thể. Khi những luồng tinh lực này dũng mãnh tiến vào thì ngọn lửa trên thân thể tam thiên diễm viêm hỏa cũng dần dần trở nên mạnh mẽ trở lại. Quả không hổ danh là bất tử chi hỏa. Chứng kiến cảnh này, trong lòng tiêu viêm nghiêm túc tìm kiếm kế sách. Tam thiên diễm viêm hỏa được xưng là bất tử chi hỏa quả nhiên không sai,
cứ theo đà hấp thu như vậy, e rằng chẳng mấy chốc nó sẽ khôi phục lại thực lực, đến lúc đó muốn thu thập nó không phải là chuyện dễ dàng, không thể để cho nó tiếp tục hấp thu tinh lực. Ý niệm chợt thoáng qua trong đầu, cước bộ Tiêu Viêm đạp vào hư không, trực tiếp hướng đến Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, ngọn lửa màu xanh biếc cũng từ trong cơ thể bùng phát, sau đó bao bọc toàn bộ cơ thể. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhìn Tiêu Viêm đang đứng trước mặt với cặp mắt lạnh như băng, khi thấy ngọn lửa màu xanh biếc bùng lên thì nó hơi ngẩn người, rồi cảm giác the thùng xuất hiện. Tuy rằng bị phong ấn nhiều năm, nó cũng không rõ ngọn lửa màu xanh biếc kia là gì, nhưng trực giác nói cho nó biết rằng nếu có thể đem ngọn lửa này cắn nuốt thì khi đó có là đang tháp tam cự đầu đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không e ngại. Ánh mắt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa nhìn ngọn lửa đầy vẻ thèm thuồng, tất nhiên biểu hiện này không thoát khỏi cặp mắt của Tiêu Viêm, hắn nhịn không được khẽ lắc đầu. Năm đó khi Vẫn Lạc Tâm Viêm nhìn thấy hắn cũng với cảm xúc giống như Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bây giờ, chẳng qua biểu hiện không có rõ ràng mà thôi. Muốn cắn nuốt dị hỏa của ta à, phải xem ngươi có bản lĩnh đó không cái đã. Tiêu Viêm mỉm cười, bàn chân lóe lên luồng sáng ánh bạc, thanh âm như tiếng sấm vang vọng, hắn xuất hiện trên đỉnh đầu của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa giống như quỷ mị, song quyền được bao vây bởi ngọn lửa xanh biếc nhằm đầu Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa mà công kích. Quay về hướng công kích của Tiêu Viêm, mặc dù thực lực đang suy yếu nhưng Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa cũng không cam lòng tránh né, đuôi rồng khẽ vung lên thành tầng tầng lớp lớp cùng với nắm đấm của Tiêu Viêm đụng vào nhau. Oành, lúc cả hai va chạm, hai ngọn lửa nhất thời cũng lõm xuống theo hình vòng cung, sau đó kình phong nổi lên, làm cho không gian dao động, xuất hiện một vết nứt tối đen. Dư chấn của kình lực cũng làm cho Tiêu Viêm và Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đồng thời thối lui về sau. Chợt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa ngửa mặt lên trời gầm rú, cùng với tiếng kêu là ngọn lửa màu tím vô cùng khủng bố cũng theo đó mà bắn về phía Tiêu Viêm. Nhìn thấy cột lửa kia đang hướng về phía mình, trên miệng Tiêu Viêm nở nụ cười lạnh lẽo. Nếu là lúc Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa lực lượng còn sung mãn thì tuyệt nhiên hắn không phải là đối thủ của nó, nhưng đáng tiếc, với tình trạng hiện tại lực lượng của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chưa còn được 1/10 so với lúc trước. Thu cột lửa vào trong tầm mắt, đợi cho khoảng cách còn khoảng một trượng thì tâm thần Tiêu Viêm khẽ chớp, lưu ly liên tâm hỏa từ trong cơ thể cũng tuôn ra, hóa thành một bức tường lửa ngăn chặn. Hà, hai ngọn lửa hung hăng va chạm vào nhau, vào thời khắc này, cả hai rốt cuộc cũng trực diện đối mặt. Điên cùng phóng ra lực lượng khủng bố của bản thân mà công kích đối phương. Bức tường lửa nhanh chóng nổi lên từng đợt dao động, mặc cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thiêu hủy như thế nào, nó thủy chung vẫn duy trì được sự ổn định. Cả hai tiếp tục giằng co, kéo dài khoảng chừng vài mấy phút thì ngọn lửa màu tím kia cũng dần dần bị suy yếu. Nhìn vẻ uể oải của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, trong mắt Tiêu Viêm chợt lóe lên hào quang, bức tường lửa xanh biếc cũng nhanh chóng tản đi, cùng lúc này trong tay hắn xuất hiện mấy bình ngọc. Nhanh như chớp ném vào cột lửa màu tím vốn chưa tắt hẳn. Bang, bang, khi bình ngọc vừa tiếp xúc với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì trực tiếp nổ tung, một ít chất lỏng màu trắng như tuyết từ giữa bắn ra tung tóe. Suy, suy, lúc chất lỏng tiếp xúc cùng ngọn lửa màu tím kia liền tuôn ra vô vàng sương trắng, trong sương mù lộ ra một dòng nước lạnh như băng. Tuy rằng bạch vụ kia là do ngọn lửa màu tím tiếp xúc với bình ngọc mà nhanh chóng hình thành, nhưng chiêu thức ấy của Tiêu Viêm đã làm cho Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa gặp họa. Ngọn lửa màu đen trên thân thể nó rốt cuộc đã bị triệt tiêu mà trở về màu sắc ban đầu. Đến lúc, thời khắc ngọn lửa tối đen trên thân thể Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa hóa thành màu tím thì trong mắt Tiêu Viêm đột nhiên thoáng hiện tinh quang, bàn chân di chuyển như tia chớp, không gian dao động, quỷ dị biến mất, lần thứ hai xuất hiện trên đỉnh đầu của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Lúc Tiêu Viêm hiện thân thì trên tay hắn đã nắm chặt một bình ngọc nhỏ, rồi nhanh như cắt đánh trúng vào trán của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Một tiếng nổ vang lên, một giọt máu màu vàng nhạt chậm rãi xuất hiện. Khi giọt máu màu vàng nhạt thấm vào trán của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa thì thân thể nó trở nên cứng ngắc, cặp mắt cũng đồng thời đờ đẫn. Cùng lúc đó trên trán của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, một cái phù ấn kỳ dị thoát ẩn thoát hiện. Nhìn hình dáng của phù văn thì rõ ràng là giống y như long ấn trên lòng bàn tay của Tiêu Viêm. Quả nhiên là long ấn. Nhìn thấy ký hiệu kỳ dị trên trán của Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Tiêu Viêm nhất thời vui mừng như điên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.